Giờ phút này, đắm chìm trong sát chỉ, cuồn cuộn sát khí tràn vào Diệp Thần toàn thân, từng cơn đau nhức truyền tới, đau được Diệp Thần, một hồi nhe răng toét miệng, nhưng, cũng chỉ như vậy mà thôi. Không có đối với Diệp Thần thân thể, tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Lúc này, hắn liền vận chuyển linh khí kéo theo sát khí này ở trong người lưu động, lấy ra trong đó tinh hoa hội tụ đến trong đan điền. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, thời gian đảo mắt hai ngày trôi qua. Cái này hai ngày, Diệp Thần một mực ở trong sát chỉ luyện hóa sát khí, đột nhiên tới giữa, hắn đôi mắt mở một cái, một hồi xám sương mù màu đen, từ trong mắt chợt lóe lên, một khắc sau, thân hình hắn chớp mắt liền trực tiếp nhảy ra sát chỉ, thay quần áo, trên mặt mang vẻ mừng rỡ nói, xem ra, như vậy thì không thành vấn đề. Giờ phút này, Diệp Thần cả người trên dưới cũng tản ra một loại quỷ dị sát khí, thậm chí, so Ngô Tử Khanh và Quan Hải Lâu còn cường liệt hơn được hơn. Như vậy thứ nhất, sợ rằng bên trong những sát khí kia đậm đà hải thú, đều phải đem Diệp Thần làm đồng loại. Có thể, đột nhiên tới giữa, Diệp Thần thần sắc nhưng là hơi đổi, hướng một cái hướng khác nhìn. Chỉ gặp, trên biển khơi mờ mịt, một chiếc hàng thuyền đang cao tốc lái tới, không lâu lắm, liền đi tới ngọn núi lớn này trước. Rồi sau đó, hai đạo thân ảnh, từ vậy trên thuyền lớn, tung người lên, rơi vào Diệp Thần trước người. Âm một tiếng. Gió lớn gào thét, vô cùng minh mông linh áp cuốn sạch thiên địa, cái này hai người chỉ là xuất hiện ở chỗ này, liền mơ hồ làm thiên địa cũng làm biến sắc. Một tiếng vô cùng âm ngoan, băng hàn cô gái cười tiếng vang lên nói, Diệp công tử, người thật giống như mới vừa từ trong sát chỉ tắm kết thúc, rất vui vẻ à. Không biết, nhìn thấy chúng ta hai cái, người còn vui vẻ không? Cái này hai người, dĩ nhiên chính là Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang. Bọn họ. Hiển nhiên vậy sử dụng loại nào đó phương pháp tạm thời tránh khỏi hải thú cùng sấm sét công kích. Thậm chí, so với Diệp Thần phương pháp hữu hiệu hơn một ít, liền thuyền cũng không cần đổi. Đây cũng là bọn họ có thể nhanh như vậy đuổi kịp Diệp Thần nguyên nhân. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn trước mắt đầy đối với trai gái, sắc mặt nhưng là ngay tức thì trầm ngưng liền xuống nói, Hứa Yến Linh, Vạn Vô Quang. Cái này hai người lại là song song đột phá. Diệp Thần âm thầm vận chuyển linh lực trong cơ thể, sắc mặt nhưng là bộc phát nghiêm trọng. Nếu như Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang, vẫn là trước khi thực lực, cho dù lấy một chọi hai, chỉ muốn mượn Sóc Lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng lại nghĩ biện pháp bố trí, Diệp Thần cũng có lòng tin chạy trốn. Nhưng, cái này hai người sau khi đột phá, đơn độc đối với một người, Diệp Thần có lẽ còn có chạy trốn cơ hội, nhưng, đối mặt hai người, có ở đây không kích hoạt huyết mạch dưới tình huống. Cơ hồ không có bất kỳ lật bàn cơ hội à. Có thể hiện tại, Diệp Thần trong cơ thể nhưng là trống trơn như vậy, thiên sư máu tươi cùng khai thiên linh khí đều đã tiêu hao không còn. Ngay tại lúc này, Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang linh lực trong cơ thể, hoàn toàn bùng nổ, Hứa Yến Linh nghiêm túc quát một tiếng nói, động thủ, dụng hết toàn lực, không muốn cho thằng nhóc này bất kỳ cơ hội. Bỗng nhiên tới giữa, hai cổ vô cùng là ác liệt quy luật lực, bao phủ đúng ngọn núi lớn. Bốn phía đen nhánh nước biển gần như sôi trào, cuồn cuộn linh khí giống như gió lốc vậy gào thét ra, đúng mảnh không gian đều bị một cổ lực lượng khổng lồ phong tỏa. Vạn Vô Quang trong mắt xích mang bạo tránh, trong tay cây nạng hóa thành một cái kinh thiên rồng thần, ở đỉnh đầu mọi người bầu trời bay lượn, cái này rồng thần cả người lân trảo rõ ràng, trông rất sống động, nhìn qua giống như vật còn sống vậy. Hắn cả người dâng trào linh lực, bơm vào đến vậy thân rồng bên trong, khẽ quát một tiếng nói, hóa long nhất kích. Nháy mắt tức thì, vậy rồng thần phát ra một tiếng rồng ngâm, quanh thân xích mang lóe lên, liền hướng Diệp Thần cuồng xông lên đi, thân rồng bên trong tản ra khủng bố cự lực, thậm chí làm cái này thành tựu đập nước núi to cũng run rẩy. Vạn Vô Quang trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kiêu ngạo, cái này hóa long nhất kích cũng không phải là ai cũng có thể thi triển, cho dù là hắn cũng là đột phá sau đó, mới khó khăn lắm lĩnh ngộ. Một kích này lực lượng cực kỳ khủng bố. Có thể tưởng tượng được. Cho dù là phổ thông thái chân cảnh một tầng thiên võ người, muốn tiếp Vạn Vô Quang một kích này vậy tuyệt không phải một kiện biết bao ung dung sự việc. Cái này hóa long nhất kích, cho dù đặt ở thiên điện bên trong cũng là không thể có nhiều vũ khí cường đại. Cùng lúc đó, Hứa Yến Linh quanh thân cũng là tản mát ra cực kỳ băng hàn màu xám trắng âm khí, dường như muốn đông hết thảy sinh mạng linh hồn vậy. Nàng con người biến thành thuần xám vẻ, sau lưng nổi lên một tôn to lớn khô lâu hư ảnh. Khô lâu này hư ảnh xuất hiện ngay tức thì,
đúng ngọn núi lớn đều là đông lại một tầng nhàn nhạt xương trắng. Mà Khô Lâu hư ảnh sau lưng, phảng phất có một tòa địa ngục cảnh, đang không ngừng tan thành mây khói. Khô Lâu này, giống như thật sự là từ tàn khốc vô cùng quỷ vực bên trong, kêu gọi mà đến quỷ vương vậy. Hứa Yến Linh cổ tay lộn một cái, một chuôi xương trắng trường kiếm xuất hiện ở trong tay, Khô Lâu kia hư ảnh hốc mắt bên trong xích mang chớp mắt, liền sáp nhập vào chuôi này xương trắng trường kiếm bên trong, trong chốc lát một cổ thâm độc cực kỳ kiếm khí cuộn sạch ra. Hứa Yến Linh chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần, quát lên, Bạch Cốt Minh Vương kiếm. Tiếng nói vừa dứt, một kiếm bão tố ra, âm phong tàn phá, quỷ ảnh trùng trùng, thời khắc này Hứa Yến Linh tựa như thật hóa thân là U Minh quỷ mẫu vậy. Vậy mãnh liệt kiếm khí cho người một loại tựa như mình đã bỏ mình, đã đặt mình vào địa ngục, sắp đối mặt vô tận hành hạ vậy. Diệp Thần con người co giúp một cái này hai người không hổ là quá thật cường giả, ra tay một cái, liền làm hắn đều cảm giác được mãnh liệt uy hiếp. Hơn nữa, hai người hiển nhiên đã phối hợp qua vô số lần, liên thủ công kích dưới, có thể nói là không chê vào đâu được, lẫn nhau tới giữa chiêu thuật, không có ảnh hưởng chút nào đối phương. Ngược lại mơ hồ còn đền bù đối phương chỗ thiếu sót. Cho dù lấy Diệp Thần tâm tính, giờ phút này cũng là không khỏi cảm thấy dùng cả mình. Hắn hít sâu một hơi, gầm nhẹ nói, Sóc Lão, Huyền Tiên Tử, ra tay. Sát kiếm rơi vào trong lòng bàn tay, cuồn cuộn oai rồng cùng với dâng trào kiếm khí đồng thời bùng nổ. Còn chưa đủ. Diệp Thần không dám hết lấy xem nhẹ, lần nữa mở miệng nói, Tiểu Hắc, cho ta lực lượng. Hoàng Tuyền Đồ, cho ta lực lượng. Tinh Hải Thần Tiền Bối, cho ta lực lượng. Vô số lực lượng hướng Diệp Thần đi. Diệp Thần vốn là lấy là Tinh Hải Thần sẽ không ra tay, nhưng để cho hắn không có nghĩ tới phải, Tinh Hải Thần hiển nhiên biết lần này sự việc tuyệt không đơn giản, cho dù hắn có an bài, cũng là lựa chọn trực tiếp ra tay. Thằng nhóc, người yên tâm, ở nơi này vùng biển bên trên, ta lực lượng sẽ cho ngươi gia trì, chỉ là ta không cách nào nhập vào người tại ngươi. Nhưng đủ để cho ngươi thực lực ngắn ngủi tăng lên tới đến gần thái chân cảnh. Nhưng chỉ lần này một lần. Thằng nhóc, cho ta sống khỏe mạnh. Vô số lực lượng đánh vào Diệp Thần toàn thân. Lần này đám người lực mặc dù không có kích hoạt luân hồi huyết mạch như vậy khủng bố. Nhưng cũng đủ để cho dưới mắt tình trạng đạt được chậm tách ra. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần hơi thở cuộn sạch ra. Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh cảm nhận được liền hơi thở kia dâng trào lúc đó, đều là không nhịn được. Hơi biến sắc mặt. Diệp Thần mặc dù chỉ là càn khôn cảnh tu vi, nhưng, lúc này, hắn tán phát hơi thở lại là để cho cái này hai người mơ hồ có một loại mình đối mặt, là chân tránh quá thật cường giả ảo giác à. Con người đều phải trừng ra hốc mắt. Dĩ nhiên bọn họ vậy cảm giác được Diệp Thần giờ phút này trên mình lực lượng khá là nhũng tạp, giống như nhiều người hỗn hợp vậy. Nhưng vậy võ giả sau lưng đều sẽ có một đạo cường giả thần niệm tồn tại. Có thể đến từ sư tôn cũng hoặc là cơ duyên. Chẳng lẽ thằng nhóc này sau lưng còn không ngừng một vị sư phụ? Bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ chủ quan cho rằng đây là Diệp Thần thực lực. Bọn họ nhưng mà rất rõ ràng, đã từng Diệp Thần ở Viêm Thật Vực mặc dù cũng là bạo phát ra thái chân cảnh thực lực, thậm chí có thể cứng rắn hãn bọn họ hai người cùng Đông Hoàng quên cơ hội. Nhưng, thời điểm đó Diệp Thần, hiển nhiên là thi triển loại nào đó hậu thủ. Bây giờ Diệp Thần nhìn như có thể không giống như là lúc đó hình dáng. Nói cách khác, hôm nay Diệp Thần bản thân thực lực đã sắp đến gần thái chân cảnh. Khoảng cách Đông Hoàng Thiên Điện khảo hạch mới qua bao lâu? Loại tiến bộ này tốc độ để cho bọn họ nội tâm một hồi sợ hãi, đồng thời, vậy càng thêm kiên định đối với Diệp Thần sát ý. Nếu như lại để cho Diệp Thần như thế tiến bộ đi xuống, muốn không được bao lâu, Đông Hoàng Thiên Điện sợ rằng cũng không tồn tại nữa chứ. Ngay tại lúc này, Diệp Thần chợt hướng về phía vậy tản ra cuồn cuộn âm khí trắng xám kiếm mang chém ra một đạo như ánh trăng vậy lẫm liệt kiếm mang, đồng thời, hướng về phía trên không nhào tới rồng thần giơ tay lên một chút, kim ngọn lửa màu bạc ngay tức thì cuồng trào ra, hóa thành một đầu vàng bạc hỏa phượng thanh minh một tiếng, liền hướng rồng thần bay đi. Một khắc sau, âm khí kiếm mang cùng lẫm liệt kiếm quang, phát sinh va chạm, mà hỏa phượng cùng rồng thần cũng là đụng vào một nơi. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, vang tận mây xanh, mãnh liệt sóng âm cuốn sạch thiên địa, một đóa mây hình nấm ở đó đại sơn bên trên dâng lên, vô cùng kinh khủng, mênh mông năng lượng đem không gian biến dạng, màu đen trong biển khơi, cũng là hiện lên tất cả bị sống động chết hải thú thi thể. Cũng chỉ có thái chân cảnh tầng thứ chiến đấu,
mới có thể dựa vào dư âm chỉ làm thành cảnh tượng như vậy. Rất nhanh, ánh sáng tản đi, Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang hướng về Diệp Thần chỗ ở vị trí nhìn, rất nhanh, một đạo thân ảnh liền hiện ra ở bọn họ trước mắt. Hai người nhìn đạo thân ảnh kia, trên gương mặt đều là không khỏi hiện lên đại hỉ vẻ. Chỉ gặp, Diệp Thần tuy là tiếp nhận hai người một kích này, nhưng, hắn cả người trên dưới nhưng cũng là một phiến máu tươi đầm đìa, nhiều chỗ xương cốt vết nứt, nơi ngực còn có một đạo dữ tợn kiếm tổn thương. Nhìn như, thương thế rất nặng. Hứa Yến Linh hai người, trong mắt đều là hung quang cùng nhau, đang chuẩn bị thừa thắng truy kích, có thể, ngay tại lúc này, bọn họ nụ cười nhưng là bỗng nhiên đông lại một cái. Chỉ gặp, Diệp Thần vết thương trên người, bỗng nhiên quỷ dị nhuyễn động, thoáng qua lại là hoàn toàn biến mất, hết thảy đều tựa như ảo giác vậy. Hứa Yến Linh hai người đều là con người run lên, bọn họ biết Diệp Thần sinh mệnh lực rất cường đại, có thể, hôm nay xem ra không chỉ là thực lực, ở sinh mệnh lực trên, Diệp Thần cũng là có tiến bộ không ít à. Phải biết, hiện nay, hai người bọn họ chiến lực thậm chí so ngày đó cùng Đông Hoàng quên cơ hội liên thủ lúc mạnh hơn không thiếu. Có thể hiện tại, hai người một kích toàn lực, đối với Diệp Thần tạo thành thương thế chí mạng, Diệp Thần đều là ngay tức thì khôi phục. Diệp Thần lạnh lùng nhìn Hứa Yến Linh hai người, ánh mắt nhưng là càng ngày càng nặng nề, hắn biết, tiếp tục như vậy, mình bị Hứa Yến Linh bọn họ đánh bại chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sinh mệnh lực của hắn mạnh hơn nữa, cũng không phải vô cùng vô tận. Mà hiện tại, hắn căn bản không có đối với địch nhân tạo thành tổn thương năng lực. Vạn Vô Quang giờ phút này tựa hồ vậy phát hiện một điểm này, lạnh lùng cười một tiếng nói, Hứa trưởng lão, không cần nóng nảy, thằng nhóc này hôm nay, chỉ là dựa vào sinh mệnh lực chết chống đỡ mà thôi, hắn, đã không có bất kỳ lật bàn đường sống. Diệp Thần một lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt dâng lên một cổ ngoan tuyệt vẻ nói, không có lật bàn chỗ trống. Vạn Vô Quang, Hứa Yến Linh, ta và các ngươi bảo đảm, có lẽ, hôm nay ta Diệp Thần sẽ chết ở chỗ này, nhưng, các ngươi hai cái tuyệt không thể có thể sống được. Đối với Diệp Thần ánh mắt, hai người đều là không khỏi được trong lòng rét một cái, mơ hồ có thấy lạnh cả người từ xương sống vọt lên. Nhưng, Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang thân là Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão, cũng là thiên nhân vực bên trong chí cao vô thượng tồn tại, há lại sẽ bởi vì một câu uy hiếp trở lui xúc. Hứa Yến Linh cười lạnh nói, thằng nhóc, đến bây giờ còn muốn mạnh miệng. Chúng ta không thể có thể sống được, vậy ngươi ngược lại là để cho ta bị thương, thử một chút à. Vạn Vô Quang cũng là lắc đầu một cái, cố làm thương tiếc liền khẽ thở dài, đáng thương, người vậy gọi là một đời yêu nghiệt, nhưng muốn lúc này chết. Trong mắt của hắn thoáng qua một món hàn mang nói, trách thì trách ở đây, ngươi làm ra lựa chọn sai lầm, muốn cùng ta Đông Hoàng Thiên Điện là địch. Diệp Thần khinh thường cười một tiếng nói, hai cái lão bất tử đồ, các ngươi thật muốn giết ta, còn chưa động thủ. Ha ha, các ngươi hẳn không muốn cho ta thời gian, khôi phục chứ. Vẫn là nói, các ngươi sợ. Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang nghe vậy đều là thần sắc trầm xuống, Diệp Thần cái loại này ngạo mạn. Cái loại này không chịu cúi đầu cảm giác, giống như một tảng đá lớn vậy, ngăn ở trong lòng bọn họ. Tại sao, thằng nhóc này rõ ràng đã thân hãm tuyệt cảnh, nhưng một chút sợ hãi, lo lắng tâm trạng, cũng không có. Chẳng lẽ trên cái thế giới này, thật sự có hoàn toàn không đem tánh mạng coi vào đâu người điên? Bất quá, giờ phút này, hai người nhưng cũng không nghĩ nhiều, có một chút Diệp Thần không có nói sai. Bọn họ cũng không muốn cho Diệp Thần bất kỳ khôi phục thời gian à. Một khắc sau, Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang thân hình chớp mắt, liền hướng Diệp Thần ép tới gần, vậy rồng thần cùng khô lâu lần nữa hiện lên, lôi cuốn vô biên uy năng, hướng Diệp Thần trấn áp xuống. Diệp Thần thấy vậy, cũng là giơ kiếm chào đón, không có chút nào lui bước ý. Từng cơn vang lớn, không ngừng bùng nổ, đúng ngọn núi lớn trên vết rách, vậy càng ngày càng nhiều, cơ hồ trải rộng cả ngọn núi thể. Thậm chí, đã có lũ lũ tràn đầy cho đen sát khí nước biển, từ khe hở bên trong, tiết lộ ra. Giờ phút này, từng cơn mưa máu tự nhiên, ở cự long cắn xé dưới, Diệp Thần đầu vai bị lột xuống một khối lớn máu thịt, phun sông ra máu tươi, cơ hồ đem dưới người đại sơn cũng dính vào màu đỏ như máu. Vậy thái chân cảnh sơ kỳ đều khó sống sót, có thể Diệp Thần vẫn là còn sống. Nhưng Diệp Thần trạng thái, gai gâu đến trình độ cao nhất. Ba người giao thủ đã ước chừng qua nửa giờ, càng chiến đấu, Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh liền càng kinh hãi. Diệp Thần khó hiểu bạo tăng sau chiến lực chân thực quá khủng bố.
nếu như hai người còn không có đột phá, thậm chí đều đã sớm bị Diệp Thần chạy trốn chứ. Bất quá, chiến tới hiện tại, nguyên bản một mực thần sắc lãnh đạm Diệp Thần cũng là không khỏi được khẽ cau mày, hắn sắc mặt mơ hồ trắng bệch, vết thương khôi phục tốc độ vậy chậm lại. Mấu chốt nhất là, Sóc Lão, Huyền Hàn Ngọc, Tinh Hải Thần đám người lực lượng, đã bắt đầu biến mất. Tựa hồ là cảm ứng được Diệp Thần yếu ớt, Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh thần sắc dần dần kích động. Cái này mối họa, nhìn như hôm nay thì phải ở chỗ này chấm dứt à. Hai người hét lớn một tiếng, cả người linh khí kích động, kinh mạch mở toang ra, rối rít thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ gặp, Vạn Vô Quang tung người lên, cùng trong tay cây nạng hợp làm một thể, hóa thân một đầu cả người xích mang lóng lánh uy nghiêm rồng thần, hướng Diệp Thần, nhào lên tới. Hứa Yến Linh sau lưng Khô Lâu hư ảnh đột nhiên phun ra một đoàn thanh bích quỷ hỏa, nàng nhìn quỷ kia lửa, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, chìa tay ra, đem quỷ kia lửa dẫn hướng liền trong tay kiếm xương trắng. Một khắc sau, kiếm xương trắng bên trên bao phủ một tầng thanh bích ánh lửa, hắn kiếm khí bộc phát âm hàn, ngưng luyện. Hứa Yến Linh cổ tay động một cái, kiếm quang biến dạng thương khung, biến thành một đạo thanh bích cầu vòng hướng Diệp Thần đánh đi, chỗ đi qua, không gian cũng làm xuyên thủng. Diệp Thần mắt thấy cái này hai người Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão bùng nổ cực kỳ nhất kích, ánh mắt không khỏi được ngưng trọng. Nhưng, cho tới giờ khắc này, hắn vẫn không có lui trốn ý, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, thái thượng thiên ma thể, tinh thiên luyện thể thần thông, hắc ám thần chém vân. Vân, toàn lực vận chuyển, hợp lại hết tất cả, chém xuống một kiếm. Ở diệt pháp tắc cùng tầng 6 hủy diệt đạo vận ra chỉ dưới, một kiếm này, thật giống như phải đem đúng phiến táng thiên hải hoàn toàn mất đi vậy, uy thế kinh thiên. Nháy mắt, hai bên không gian đụng vào một nơi. Thiên diêu địa động. Chân chính thiên diêu địa động. Lần này, bùng nổ sóng địa chấn, không thiếu bên trong biển người đều có phát giác, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị nhìn về phía sát chỉ chỗ ở phương hướng. Dư âm bên trong, nhấc lên sóng biển chừng chục nghìn mét cao. Nhưng, những thứ này đều không phải là Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh quan tâm. Bọn họ quan tâm, chỉ có ánh sáng nơi trung tâm Diệp Thần. Rất nhanh, ánh sáng thu liếm, một bóng người chống trường kiếm nửa quỳ trên đất. Chỉ gặp, hắn cả người trên dưới, trải rộng biến dạng vậy vết thương, miễn cưỡng còn không có dã rời. Nếu như người bình thường chỉ sợ sớm đã chân chính chia năm xẻ bảy. Cho dù đối với Diệp Thần mà nói, như vậy thương thế vậy gọi là nghiêm trọng. Diệp Thần than nhẹ một tiếng, mất đi Sóc Lão, Huyền Hàn Ngọc cùng với Tinh Hải Thần đám người lực lượng, hắn lực lượng nhanh chóng biến mất, đối phó nửa bước thái chân võ giả, có thể còn có mấy phần thắng, nhưng, cùng đột phá hai người uy tín lâu năm cường giả chiến đấu, vẫn là có chút miễn cưỡng. Liền đối phương liên thủ nhất kích, cũng chỉ có thể như vậy chật vật tiếp. Vạn Vô Quang cùng Hứa Yến Linh thấy một màn này, rốt cuộc cười, đắc ý, tàn nhẫn thỏa mãn cười. Giờ phút này, Diệp Thần không có khôi phục. Nói cách khác, cái này trận kết thúc chiến đấu. Đây là, Hứa Yến Linh mỉa mai nhìn Diệp Thần nói, thằng nhóc, ngươi không phải mới vừa nói ngươi có thể sẽ chết, mà chúng ta tuyệt không thể nào sống sao. Bây giờ thế nào, ngươi thật giống như phải chết chứ. Vạn Vô Quang cũng là cười lạnh nói, Diệp Thần, ngươi thích cường thế. Hiện tại, tiếp tục cường thế à? Thực hiện mình lời hứa à, chúng ta đứng ở ngươi trước mặt để cho ngươi giết được hết sao? Diệp Thần thời khắc này hơi thở suy yếu, hiển nhiên đã gần như mất đi chiến lực. Ở hai người trong mắt không có bất kỳ uy hiếp. Lối trả thù này, làm nhục Diệp Thần tốt cơ hội, làm sao có thể bỏ qua? Bọn họ rất rõ ràng, đối với Diệp Thần cái loại này kiêu ngạo vô cùng yêu nghiệt mà nói, có lúc, làm nhục so để cho bọn họ chết càng khó chịu hơn. Có thể. Ngay tại hai người lấy là, Diệp Thần chỉ có thể trầm mặc chịu nhục lúc đó, vậy nửa quỳ xuống thanh niên nhưng là chợt ngẩng đầu lên lô. Trong mắt, lóe lên giống như dã thú hung hãn vô cùng ánh sáng. Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang đối với vậy đạo ánh mắt, tim đều là hung hăng co rúc lại một tí. Hai người cưỡng ép đem lời vừa tới miệng nuốt xuống, sắc mặt có chút khó coi. Bọn họ thừa nhận, cho dù là trọng thương Diệp Thần, vẫn là có chút đem bọn họ hù dọa. Giờ phút này, bọn họ đã không lại suy nghĩ gì làm nhục Vân. Vân, chỉ muốn hoàn toàn tiêu diệt quỷ dị này người. Có thể, ngay tại hai người chuẩn bị lúc động thủ, Diệp Thần khóe miệng nhưng là dương lên lau một cái gần như điên cuồng nụ cười nói, tin tưởng ta nói được là làm được,
các ngươi còn nhớ ngày đó ở Viêm Thật Vực lúc cùng ngươi Đông Hoàng Thiên Điện ba người đại chiến cái đó ta sao? Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang nghe vậy, thân thể đều là không nhịn được run một tí. Thời điểm đó Diệp Thần, chân thực quá sợ hãi. Cho đến hiện tại, bọn họ còn không có quên, ngày đó Diệp Thần mang cho bọn hắn cảm giác bị áp bách. Nhưng, căn cứ phán đoán của bọn họ, đó là bởi vì Diệp Thần thi triển loại nào đó chỉ có thể sử dụng một lần hậu thủ, mới có như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng à. Diệp Thần tại sao nhắc tới cái này? Chẳng lẽ, Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang con ngươi, ngay tức thì phóng đại. Trên mặt, tràn đầy vẻ khó tin. Chẳng lẽ, Diệp Thần còn có thể lần nữa sử dụng như vậy lực lượng? Nghĩ đến đây, Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang là thật sợ hãi à? Nháy mắt tức thì, một cổ kinh thiên địa khóc quỷ thần trình độ cao nhất yêu khí, từ Diệp Thần trong cơ thể mãnh liệt ra. Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang khuôn mặt, đã bắt đầu vặn vẹo. Một màn này, và ngày đó ở Viêm Thật Vực vô cùng làm tướng tựa như à. Đây là, Diệp Thần đầu óc bên trong vang lên một giọng già nua nói, thằng nhóc, ngươi thật dự định làm như vậy. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta không có lựa chọn. Hắn muốn còn sống. Muốn đánh chết cái này hai người, duy nhất có thể làm chính là liều mạng nhất kích, hiện tại đã không phải là cân nhắc nguy hiểm lúc. Diệp Thần có thể làm, cũng chỉ có cháy Huyền Yêu tinh máu. Mau ra tay. Hứa Yến Linh, luống cuống. Nàng cũng không muốn lần nữa đối mặt ngày đó quái vật kia vậy tồn tại à. Thời điểm đó Diệp Thần đều có thể bộc phát ra tương đương thái chân cảnh cường giả thực lực, huống chi hiện tại. Không cách nào tưởng tượng à. Vạn Vô Quang. Cũng là khẩn trương lên, hai người lần nữa toàn lực bùng nổ. Xanh biếc kiếm mang cùng rồng thần ảnh, hướng Diệp Thần hung hăng đánh đi. Có thể, lần này, vậy ánh sáng chói mắt bên trong nhưng là có một cổ yêu khí. Một cổ làm người ta tâm đảm đều là hàn yêu khí, phóng lên cao. Cái này yêu khí bùng nổ ngay tức thì, liền những cái kia biển sâu bên trong ẩn núp dáng vóc to hải thú, đều là theo bản năng run rẩy. Huyền yêu huyết mạch, cháy. Chỉ là cháy Huyền Yêu huyết mạch nơi kích phát lực lượng, liền để cho Diệp Thần cảm giác, mình có thể ung dung chiến thắng Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang. Nhưng, lần này đem xa xa vượt quá nơi này. Huyền Yêu huyết mạch cháy, thành công kích thích luân hồi huyết mạch. Như bánh xe hồi huyết mạch, tựa như tỉnh ngủ sư tử vậy, lấy lực lượng kinh khủng kia biểu thị công khai mình mới thật sự là chủ nhân. Diệp Thần cặp mắt bên trong, giống như chiếu sáng lên hai ngọn đèn sáng vậy, giờ phút này. Hắn thậm chí không có để ý Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang, trong cơ thể bạo phát ra một cổ làm chúng sanh thần phục khí tức kinh khủng. Diệp Thần sau lưng, một cái cổ xưa trận bàn hư ảnh trôi lơ lửng ra. Mà Hứa Yến Linh hai người một kích toàn lực, giờ phút này lại tựa hồ như căn bản không có làm bị thương Diệp Thần chút nào. Đối mặt hôm nay Diệp Thần, hai người giống như gặp phải mãnh hổ dê con vậy đều có một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Vạn Vô Quang trong mắt run rẩy. Kinh hô, đi mau. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần lại thật có thể thi triển ngày đó chiêu thuật à. Đây là cái quái vật gì à? Loại thuật pháp này không chỉ có thể thi triển một lần. Cứ việc bọn họ biết, thuật này pháp thi triển qua sau đó, Diệp Thần sẽ có giá cực lớn, thậm chí có thể sẽ chết. Nhưng bọn họ thật nhận vì mình không thể nào ở loại trạng thái này Diệp Thần trên tay sống sót à. Hứa Yến Linh, cũng là quay người lại tới. Thật cảm nhận được liền nguy hiểm tánh mạng. Bọn họ chợt đạp một cái mặt đất, thân hình đều là bắn ra, hướng trên biển chiếc thuyền lớn kia đi. Táng thiên hải bên trong, không cách nào phi độn. Cho nên, hai người dưới mắt chỉ có thể đi thuyền chạy khỏi nơi này. Cùng lúc đó, thiêu đốt Huyền Yêu tinh máu Diệp Thần, lý trí tựa hồ dần dần mất, nhưng, làm hắn ánh mắt rơi vào Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang trên mình lúc đó, hai tròng mắt bên trong theo bản năng dâng lên vẻ sát ý. Cái này vẻ sát ý, nhưng tựa như trực tiếp đống kết đúng mảnh không gian. Hết thảy, ở nháy mắt tức thì gần như ngừng. Nửa quỳ xuống Diệp Thần, chậm rãi đứng lên, hắn thất khiếu cuồn cuộn máu tươi chảy ra, cực kỳ lạnh người. Nhưng đồng thời, hắn rút ra trường kiếm trong tay, hướng Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang, chém ra một kiếm. Nhìn như, bình thường một kiếm, kiếm mang phơi bầy đen nhánh vẻ, giống như phải đem vạn vật cũng chìm ngập hư không một vậy. Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang nhìn đen nhánh kia kiếm mang đều là sắc mặt cuồng biến, chặt chẽ cắn răng, mỗi người cháy máu tươi sử dụng đếm kiện bảo vệ tánh mạng pháp khí.
Có thể. Làm kiếm quang kia, cùng bọn họ bày ra phòng vệ tiếp xúc lúc đó, hết thảy đều tựa như chỉ là phí công. Im hơi lặng tiếng, những cái kia bị bọn họ ký thác kỳ vọng rất lớn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, liền rối rít mất đi ở đen nhánh kiếm quang bên trong. Mà Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang thân thể cũng là như vậy. Hoàn toàn biến mất trước, hai người nhìn vậy đại sơn bên trên đứng tồn tại, chỉ để lại một cái sợ hãi tới cực điểm ánh mắt. Một khắc sau, hết thảy quy về hư không. Liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Tựa như, Hứa Yến Linh cùng Vạn Vô Quang, cái này hai người Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão, căn bản là không có ở nơi này thế gian tồn tại qua vậy. Diệp Thần không chỉ có làm được, để cho Hứa Yến Linh hai người chết. Thậm chí, làm được vô cùng là hoàn toàn, hai người liền từng tia dấu vết cũng không có để lại. Thực lực sai biệt, quá mức to lớn. Thời khắc này Diệp Thần, tiêu diệt hai người, cùng bóp chết con kiến không có bất kỳ khác biệt. Cùng lúc đó, đen nhánh kia kiếm mang lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Một hồi sợ hãi gió lớn, ngay tức thì lướt qua đúng phiến bên trong biển, thậm chí, đem vốn là gió bão cũng áp chế xuống. Bên trong biển bên trong vô số võ giả, đều là sắc mặt biến đổi, từ bỗng nhiên thổi tới gió lốc lớn bên trong cảm nhận được liền hủy diệt mùi vị. Mà rất nhiều kiến trúc cũng là ở nơi này gió lớn bên trong, ngay tức thì tan vỡ. Có thể gặp một kiếm này, ủng có bao nhiêu kích thích thần kinh uy lực. Nhưng, Diệp Thần phiền toái có thể xa không chỉ như thế. Mặc dù hiện ra tới lực lượng mạnh, có thể lực lượng này không phải là không có giá cao. Diệp Thần thân thể, đã bắt đầu tan vỡ. Hắn hơi thở, suy yếu tới cực điểm, cho dù luân hồi hơi thở ở huyết mạch bên trong phun trào, tựa hồ cũng thì không cách nào ngăn cản thân thể phá hoại vậy, số lượng cao máu tươi từ trong cơ thể xông ra. Thời khắc này Diệp Thần, nhìn qua giống như là một tôn sắp đổ hủy tượng thần vậy. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần dưới chân đất đai ở một kiếm kia nhấc lên hủy diệt gió lớn bên trong, vang lên rắc rắc tiếng, từng đạo thâm thúy vô cùng vết rách. Thật nhanh tràn đầy kéo dài trước. So với Diệp Thần, còn phải sớm hơn một bước hỏng mất, nhưng là chỗ tòa này thành tựu đập nước tồn tại núi to. Ầm một tiếng vang thật lớn, vậy núi to rốt cuộc không chịu nổi áp lực, ầm ầm nổ tung, mà vô tận màu xám đen nước biển giống như giận long nhất vậy, cuồn cuộn ra, ngay tức thì đem Diệp Thần thân thể nuốt mất. Mà rơi vào vậy nước lũ bên trong Diệp Thần, đã hôn mê, hắn cả người trên dưới trải rộng màu đen vết rách. Tựa như lập tức liền sẽ bể tan tành. Diệp Thần, bị vậy cổ nước lũ mang động, xông vào trong biển khơi, Hứa Yến Linh hai người lưu lại chiếc kia hàng thuyền cũng bị từ trên trời giáng xuống cơn sóng thần, đập thành nghiền. Nước biển đen nhánh bên trong, có một tòa không lớn không nhỏ hòn đảo. Giờ phút này, một tên nhìn qua 12-13 tuổi bé gái, đang đảo bên tìm kiếm cái gì. Thiếu nữ này tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng, cũng đã là một cái người đẹp bại hoại. Thân thể giống như ngó sen đoạn vậy trắng nón, dung nhan cũng là vô cùng tinh xảo. Hòn đảo này đảo nhỏ, tên là Kim La Đảo, trên đảo sản xuất nhiều một loại đặc thù màu vàng vỏ sò, không ít người đều ở đây bên bờ thu thập những thứ này vỏ sò, dùng để giao dịch. Cô gái này đồng, cũng là một cái trong số đó. Có thể, đột nhiên tới giữa, người nữ kia đồng nhưng là hơi sững sờ, đen trắng rõ ràng mắt to bên trong lóe lên vẻ kinh ngạc. Ở trước mặt nàng, có vật gì theo hải lưu bay về phía bên bờ. Rất nhanh, bé gái chính là thấy rõ vậy bay tới vật. Bất ngờ, là một tên chàng thanh niên. Cái này nam tử, tựa hồ người bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, nhưng, còn tản ra hơi thở yếu ớt. Nàng sau chốc lát do dự, hay là đem tên này nhìn như bị thương rất nặng nam tử, từ trong biển vớt ra, kéo hắn thân thể, hướng Kim La đảo lên một nơi núi rừng đi. Lúc này, khoảng cách Diệp Thần cùng Hứa Yến Linh hai người đại chiến, đã qua ước chừng 7 ngày. Diệp Thần, ở trong biển khơi, phiêu bạc 7 ngày, giờ phút này, rốt cuộc trở lại đất liền bên trên. Có lẽ Diệp Thần số mạng chưa hết, cũng hoặc là nhân quả dính, ở hắn sống chết phiêu bạc để gặp, chung sẽ có người cứu giúp. Có thể Diệp Thần nhưng không biết, năm đó luân hồi chi chủ từng hạ xuống nơi này, đối với cô gái này đồng tổ tiên từng có phúc trạch và bảo vệ. Từ đời trước bắt đầu, nhân quả liền như một viên hạt giống trồng. Mà ở nơi này nhất thế, ở Diệp Thần cần nhất thời điểm, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này, chỉ có trong sâu thẳm nắm giữ biết. 3 ngày sau, núi sâu bên trong một tòa phủ đệ bên trong.
một gian buồng bên trong, có cái còn nhỏ cô gái chính tướng một ít dược vật giã nát lau ở Diệp Thần vết thương chồng chất trên thân hình. Nàng nhìn Diệp Thần, trong mắt lóe lên vẻ lo âu, mấy ngày nay, nàng mua được không thiếu thuốc chữa thương vật, có thể Diệp Thần nhưng thủy chung không có mở mắt ra. Đây là, xương phòng ra vang lên một tiếng bất mãn hừ lạnh nói, thật là vật hợp theo loại, người hợp theo bầy à, phế vật nhặt về cũng là phế vật. Lăng Tử Yên, ta Lăng gia hiện tại trạng huống gì, người không biết sao. Nuôi ngươi một tên phế vật còn chưa đủ, ngươi còn muốn mang cái nửa chết nửa sống tàn phế trở về, là muốn đem ta Lăng gia hoàn toàn kéo sập sao. Rất nhanh, một tên mặt mũi cay nghiệt, đôi mắt hẹp dài thanh niên liền xuất hiện ở xương phòng bên trong. Tên kia là Lăng Tử Yên thiếu nữ nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy một tí, nàng mắt to bên trong mơ hồ hiện lên lau một cái tức giận cùng vẻ thống khổ, nhưng chỉ là cúi đầu đối với thanh niên kia thi lễ một cái nói, ca ca. Lăng Tử Yên qua sinh nhật, cũng đã 12 tuổi, cái tuổi này đứa nhỏ, thông thường mà nói cho dù khởi bước trễ một chút, ở võ đạo cũng đã nhập môn. Có thể Lăng Tử Yên đâu? Đến hiện tại nhưng vẫn không có bất kỳ tu vi. Trừ thân xác so tầm thường đứa nhỏ cường đại hơn một ít bên ngoài, Lăng Tử Yên tựa hồ không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Trừ cái này, không cách nào tu hành. Ở tu võ thế giới, không cách nào tu hành, thật là so trời xanh không tay không chân tàn phế hơn nữa không bằng. Vì vậy, Lăng Tử Yên cũng bị hoàn toàn đánh lên phế vật đóng dấu. Nếu không phải nàng là Lăng gia gia chủ huyết mạch, chỉ sợ sớm đã bị trục xuất Lăng gia. Lăng Tử Yên phụ thân đối với Lăng Tử Yên khá là sủng ái, cũng không vì là Lăng Tử Yên không cách nào tu hành liền điều hưu con gái này, ngược lại, bởi vì nguyên nhân này, đối với nàng hơn nữa bảo vệ. Cho nên, làm nàng phụ thân còn ở Lăng gia lúc đó, đám người ngoài mặt đối với Lăng Tử Yên ngược lại vẫn coi như là khách khí. Có thể, từ Lăng Tử Yên phụ thân một lần ra biển, tin tức hoàn toàn không có sau đó, Lăng Tử Yên vận mệnh liền hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản hẳn là Lăng gia tiểu thư nàng nhưng qua liền người làm vậy sinh hoạt. Ra hiện tại Lăng Tử Yên trước mặt thanh niên tên là Lăng Thanh Thư, tuổi tác của nó khó khăn lắm 1000 tuổi, tu vi đã bước vào còn thật cảnh sơ kỳ. Ở nơi này bên trong biển bên trong, không coi là bao nhiêu xuất chúng, nhưng, vậy tuyệt đối không tính là kém. Lăng Thanh Thư là Lăng gia gia chủ mất tích sau đó, Lăng gia thực tế người nắm quyền, sự vụ lớn nhỏ đều do Lăng Thanh Thư quyết định. Đồng thời, Lăng Thanh Thư cũng là Lăng Tử Yên anh cùng cha khác mẹ. Nhưng, giờ phút này, Lăng Thanh Thư mắt nhìn xuống cái này muội muội còn nhỏ, trong mắt nhưng là một phiến lạnh như băng. Căn bản không có bất kỳ thân tình tồn tại. Từ Lăng Tử Yên ra đời một khắc đó trở đi, Lăng Thanh Thư liền chán ghét nàng. Đem nàng coi là cha ruột cùng đê tiện tỳ nữ xanh tạp chủng, mà Lăng Tử Yên mẫu thân ở xanh Lăng Tử Yên sau đó, liền rời đi Lăng gia, không biết tung tích. Nói cách khác, hôm nay, ở Lăng gia, Lăng Tử Yên đã không chỗ nương tựa. Lăng Thanh Thư liếc mắt một cái Diệp Thần, trong mắt vẻ khinh thường cơ hồ đều muốn biến thành thực chất, hắn lạnh giọng nói, thằng nhóc này trên mình một tia linh khí cũng không cảm giác được, nhìn như và ngươi như nhau, cũng là một không cách nào tu hành phế vật, ha ha, xem ra phế vật thật sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Loại phế vật này, cho dù ngươi thật cứu sống, thì có ích lợi gì? Hiện tại, ta lệnh ngươi đem thằng nhóc này cho ta ném ra Lăng gia. Lăng Tử Yên nghe vậy, mắt to rung rung một tí, sau một hồi trầm mặc, thấp giọng mở miệng nói, ca ca. Mời ngươi để cho hắn ở lại Lăng gia, nếu như hắn tỉnh lại sau đó, có thể theo ta cùng nhau thu góp kim la bối, cũng coi là Lăng gia mang đến một ít trợ giúp. Lăng Thanh Thư nghe vậy, khá là mỉa mai nói, thu góp kim la bối. Lăng Tử Yên, ngươi thật lấy vì ngươi thu thập về điểm kia kim la bối, đối với Lăng gia có trợ giúp sao? Ha ha, người bất quá là một cái không cách nào tu luyện phế vật thôi, cho dù là cái loại này đơn giản nhất chuyện, người lấy vì mình làm được có thể so sánh võ giả tốt hơn sao? Ta Lăng gia tùy tiện một người làm cũng có thể so người thu góp kim la bối tốc độ, mau ngàn lần, gấp vạn lần, phế vật cũng muốn là ta Lăng gia mang đến trợ giúp. Nói khoác mà không biết ngượng. Lăng Tử Yên mặt đẹp bỗng nhiên trắng bệch. Không cách nào tu hành là nàng vĩnh viễn đau, có thể, Lăng Thanh Thư mỗi lần đều là không chút lưu tình xé ra nàng vết sẹo. Lăng Thanh Thư nhìn Lăng Tử Yên thần sắc, trong mắt mơ hồ hiện lên lau một cái vẻ hưng phấn, mỗi lần hành hạ muội muội mình, hắn tâm hồn cũng có thể được một loại thỏa mãn.
Lăng Thanh Thư đột nhiên có chút cân nhắc cười một tiếng nói, Lăng Tử Yên, ngươi như thế bảo vệ thằng nhóc này, chẳng lẽ là bởi vì hắn cũng là một tên phế vật? Bắt đầu phế vật tiếc phế vật. Vẫn là nói, ngươi vừa ý tiểu tử này. Lăng Tử Yên nghe vậy, hoảng vội vàng lắc đầu nói, ca ca, ta làm sao sẽ? Lăng Thanh Thư nhưng là lập tức cắt đứt nàng, khinh miệt cười một tiếng nói, làm sao sẽ? Ta xem đây cũng là rất giống ngươi sẽ làm được chuyện à. Ngươi loại phế vật này, ai sẽ lấy ngươi? Cũng chỉ có phế vật nguyện ý cưới phế vật chứ. Ha ha, ngươi và cái này nửa chết nửa sống người ngược lại là tuyệt phối à, cũng không trách ngươi được hiểu ý động, không nhẫn tâm cầm hắn ném ra. Lăng Tử Yên, ngươi trong xương, và ngươi cô nương kia như nhau sóng à. Giờ khắc này, Lăng Tử Yên rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa, Lăng Thanh Thư làm sao làm nhục nàng đều có thể. Nhưng nàng không cho phép Lăng Thanh Thư làm nhục mẹ nàng. Lăng Tử Yên mặt nhỏ đỏ lên, mặt đầy tức giận nhìn Lăng Thanh Thư, quát lên, ca ca. Có thể, không cùng nàng nói xong, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng hử nhẹ. Lăng Tử Yên cùng Lăng Thanh Thư đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó hướng trên giường Diệp Thần nhìn. Trong mắt của hai người đều là lóe lên vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp, vẫn luôn không có bất luận phản ứng gì Diệp Thần. Giờ phút này nhưng là hơi nhíu mày. Một khắc sau, hắn cặp mắt chậm rãi mở ra. Diệp Thần óc còn có chút hôn mê, bất quá, hắn trên gương mặt nhưng là hiện lên vẻ vui mừng. Hắn biết, mình còn sống. Mấy ngày qua, hắn có thể nói vẫn là ở ranh giới tử vong quanh quẩn, có thể sống sót, hoàn toàn chính là vận khí. Bất quá, rất nhanh, Diệp Thần ánh mắt chính là trầm xuống, mặc dù, hắn thành công trốn khỏi quỷ môn quan. Nhưng hiển nhiên vậy trả giá giá không nhỏ. Hôm nay, hắn kinh mạch trong cơ thể, đan điền vân. Vân lại là hoàn toàn bể nát. Chỉ có máu bên trong còn sót lại chút linh khí thôi. Đây cũng là tại sao ở Lăng Thanh Thư trong mắt, hắn là một cái không có tu vi phế nhân nguyên nhân. Mấu chốt nhất là, những vết thương này thế lấy sinh mệnh lực của hắn, tựa hồ cũng tạm thời không cách nào khôi phục. Đây là... Hắn bên tai vang lên một cái xanh trĩ giọng cô gái nói, vị này. Công tử, người cảm giác khá hơn chút nào không? Diệp Thần quay đầu nhìn, xuất hiện trước mắt là một tấm vô cùng tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Lăng Tử Yên trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vẻ mừng rỡ, hiển nhiên đối với Diệp Thần có thể tỉnh lại, rất là cao hứng. Diệp Thần nhìn Lăng Tử Yên, ánh mắt cũng là hơi nhu hòa xuống. Cho dù hắn hôn mê, đối với quanh thân hết thảy vẫn mơ hồ có cảm giác. Hắn biết là Lăng Tử Yên đem mình từ hải lý cứu ra. Hiền lành này thiếu nữ làm hết thảy, Diệp Thần cũng sẽ nhớ ở trong lòng. Diệp Thần nhìn Lăng Tử Yên mỉm cười nói, cảm ơn ngươi cứu ta, ta kêu Diệp Thần, cô gái nhỏ, ngươi kêu gì? Lăng Tử Yên khẽ mỉm cười, giờ khắc này tựa như đem phiền não đều quên. Chẳng biết tại sao, nàng đối với Diệp Thần có một loại vô hình cảm giác thân thiết. Có lẽ là bởi vì Diệp Thần và nàng như nhau cũng thì không cách nào người tu luyện. Mà Lăng Thanh Thư giờ phút này chính là hừ lạnh một tiếng nói, thằng nhóc, là ta Lăng gia cứu mạng ngươi, từ bây giờ về sau, mạng ngươi chính là ta Lăng gia đồ, ngươi tốt nhất chứng minh mình có chút chỗ dùng, nếu không, bổn công tử không ngại, lấy lại thuộc về mình đồ. Dứt lời, liền trực tiếp xoay người, hướng cửa đi ra ngoài. Diệp Thần lạnh lùng liếc mắt một cái Lăng Thanh Thư hình bóng. Nếu không phải hắn có thể cảm giác được, Lăng Tử Yên đối với cái này cái gọi là ca ca, đối với cái này Lăng gia còn có một phần thân tình ở đây, hoàn toàn không ngại đem cái này không biết sống chết người tiện tay bóp nát. Mặc dù, hắn hôm nay không cách nào vận dụng linh lực, ra nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển, thân xác vậy được không nhỏ tổn thương, nhưng, dựa vào kinh khủng thân xác lực cùng đạo linh lửa, vậy có thể so với còn thật cảnh trung kỳ cường giả thực lực. Đây là... Lăng Tử Yên có chút áy náy mở miệng nói, Diệp công tử, ca ca hắn nhìn như rất lạnh như băng, nhưng, trên thực tế cũng không phải là hơn người xấu, cùng ngươi thân thể khỏe, ta mang ngươi đi bên bờ tìm hoàng kim bối, chỉ cần chúng ta thật cố gắng lên lực, Lăng gia nhất định sẽ cho một mình ngươi chỗ dung thân. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tí, khóe miệng dương lên lau một cái có chút nụ cười bất đắc dĩ. Con bé này thật là quá thiện lương, có thể ở cái thế giới này, quá hiền lành chưa chắc là một chuyện tốt. Ngay sau đó, Diệp Thần liền mở miệng nói, Tử Yên, kêu ta Diệp đại ca đi, người xem ta giống như là cái gì công tử sao? Lăng Tử Yên nghe vậy, phốc thử một tiếng bật cười, Diệp Thần hiện tại cả người rách dưới, quả thật không giống cái gì người có thân phận.
Nàng cười một hồi, liền gật đầu nói, Diệp đại ca, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe, sáng sớm ngày mai, ta trở lại thăm ngươi. Được. Vừa nói, Lăng Tử Yên liền rời đi xương phòng. Đây là, Diệp thần đầu óc bên trong vang lên một đạo giọng nữ trong trẻo lạnh lùng nói, thằng nhóc, ngươi lần này, chân thực quá nguy hiểm. Sóc lão cũng là mở miệng nói, liền lão phu cũng nhiều lần lấy vì ngươi rất không tới. Diệp thần cười nói, xin lỗi, để cho hai vị lo lắng. Hắn lại hỏi nói, sóc lão, huyền thiên tử, các ngươi chắc biết, ta thân thể ra một vài vấn đề, cái này muốn như thế nào mới có thể đủ khôi phục. Huyền Hàn Ngọc hừ lạnh một tiếng nói, Diệp thần, huyết mạch ngươi rất nghịch thiên, nhưng, cuối cùng không có gom đủ luân hồi huyền bi, không cách nào chân chính thức tỉnh. Bây giờ ngươi có thể không phải chân tránh bất tử bất diệt, nếu như bị thương nặng tới trình độ nhất định cũng là rất khó khôi phục, dựa vào ngươi thân thể tự đi khôi phục nói, sợ rằng, chí ít cần một ít ngày giờ mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Một ít ngày giờ sao? Diệp thần cười khổ một tiếng, xem ra tạm thời muốn ở chỗ này lăng ra, cái này bên trong biển bên trong đầm rồng hang hổ, nếu là không có khôi phục lại trạng thái tột cùng, ở bên trong biển bên trong khắp nơi dạo chơi. Tìm Cố Tuyền cùng Chu Uyên cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Hắn nằm ở trên giường, âm thầm vận chuyển máu, lấy máu bên trong sức sống uẩn dưỡng bị tổn thương thân thể, lấy này tới tăng nhanh thân thể khôi phục. Đồng thời Hồng Mông Đại Tinh không vận chuyển, một chút nhàn nhạt ánh sao ở trong huyết mạch xung hợp. Để cho Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, vậy Thái Huyền Đạo Chủng lại bắt đầu phóng thích một chút đặc thù linh khí, dễ chịu hắn thân thể. Như vậy thứ nhất, tốc độ khôi phục ngược lại là so tưởng tượng phải nhanh hơn một ít. Sáng sớm ngày thứ hai, ngoài cửa xương phòng, liền vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Diệp thần cười nói, vào đi. Cửa phòng mở ra, một cô thiếu nữ liền bưng một cái thực bàn đi vào, thực bàn bên trên trừ đơn giản một chút thức ăn bên ngoài, còn có một chén tản ra nhàn nhạt linh khí màu đen thuốc thang. Lăng Tử Yên mỉm cười nói, Diệp đại ca, ăn cơm, còn có cái này chén thuốc. Mặc dù rất khổ, nhưng cũng muốn uống hoàn nha, đối với người thương thế có chỗ tốt. Diệp thần nhìn vậy chén thuốc, gật đầu một cái nói, ta nhất định sẽ uống xong. Cái này thuốc thang là cấp thấp nhất linh dược, đối với Diệp thần thương thế tự nhiên không có bất kỳ hiệu quả nào. Nhưng, Diệp thần biết, lấy Lăng Tử Yên ở Lăng gia địa vị, phỏng đoán chỉ là lấy được loại linh dược này vậy phải hao phí không ít tích góp chứ. Hắn tự nhiên không nhẫn tâm phụ lòng tiểu nha đầu này một phiến hảo tâm. Diệp thần ăn cơm lúc đó, Lăng Tử Yên ngồi ở mép giường, đung đưa một đôi nhỏ chân dài, tò mò nhìn Diệp thần nói, Diệp đại ca, người tại sao sẽ từ trên biển bay tới à? Bên trong biển bên trong nhưng mà vô cùng là nguy hiểm, xem Diệp thần và nàng cái loại này không cách nào người tu luyện, đừng nói ở trên biển phiêu lưu, một chút sóng gió cũng có thể muốn bọn họ mệnh. Có thể hết lần này tới lần khác. Diệp thần lại còn sống. Diệp thần đôi mắt híp lại nói, ta cùng kẻ thù chiến đấu lúc đó, người bị trọng thương, rơi vào trong biển. Lăng Tử Yên nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên nghi ngờ thần sắc. Ở nàng nhìn lại, Diệp thần cùng mình như nhau cũng thì không cách nào người tu luyện, như thế nào cùng người chiến đấu. Đây là, Diệp thần ngưng mắt nhìn Lăng Tử Yên nói, Tử Yên, người nếu như muốn. Có thể, hắn lời còn chưa dứt. Ngoài cửa lại truyền tới một tiếng quát to nói, Lăng Tử Yên, người vẫn còn ở nơi này làm gì? Hiện tại không đi thu thập Kim La Bối, chẳng lẽ cùng Kim La Bối bị người khác thu thập cạn sạch, lại đi sao? Chỉ gặp, ngoài cửa đi tới một tên mặc quần áo xám, mặt đầy mặt dỗ thanh niên người, thoạt nhìn là cái này Lăng gia người làm. Lăng Tử Yên nghe vậy, đối với Diệp thần cười nói, Diệp đại ca, ta phải đi thu thập Kim La Bối, đợi ta trở lại tiếp tục trò chuyện. Diệp thần khẽ cau mày, nhưng vẫn gật đầu một cái nói, đi đi. Hắn nhìn Lăng Tử Yên hình bóng, âm thầm đối với mở miệng nói, huyền tiên tử, sóc lão, Tử Yên thể chất, ta hẳn không có nhìn lầm chứ. Mới vừa Diệp thần chính là dự định nói cho Lăng Tử Yên, nàng nếu như muốn, mình có thể để cho nàng có tu hành cơ hội. Huyền Hàn Ngọc nói, không sai, con bé này, có chính là truyền thuyết kia bên trong thiên đỉnh linh thể. Ngày này đỉnh linh thể cũng coi là vạn cổ hiếm có cao cấp linh thể một trong, có thiên đỉnh linh thể tu hành tốc độ vượt xa vậy võ giả, hơn nữa linh lực cũng càng thêm tinh thuần, con bé này tư chất võ đạo, có thể nói rất tốt, ở nơi này vực ngoại đại lục, gọi là tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa ta mơ hồ cảm giác,
nàng cái này linh thể và ngươi kiếp trước có chút quan hệ. Chỉ là, Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh nói, chỉ là, thiên đỉnh linh thể mặc dù bị gọi là trời đỉnh linh thể, đó chính là có cái này linh thể võ giả đều là thượng cấp lò. Đây cũng là tại sao, Tử Yên phụ thân muốn phong ấn nàng đan điền để cho nàng làm người bình thường nguyên nhân đi. Nho nhỏ Lăng gia có thể không che chở được một cái có thiên đỉnh linh thể thiếu nữ. Bất quá, hiện tại nhưng không giống nhau. Hiện tại, Lăng Tử Yên bên người có hắn ở đây, như vậy, hắn cũng sẽ không để cho Lăng Tử Yên bị bất kỳ tổn thương. Kim La đảo thị trấn bên trong, một tên dung nhan tinh xảo, giống như người ngẫu nhiên giống vậy thiếu nữ, trên mặt mang mát mẻ nụ cười, hướng tiệm thuốc đi tới. Lăng Tử Yên nhìn bên hông giỏ trúc, bên trong là tràn đầy một lâu kim la bối. Hôm nay thu hoạch coi như không tệ, chứ cần phải giao cho Lăng gia bộ phận, còn dư lại kim la bối còn có thể dùng để cho Diệp đại ca mua chút dược liệu. Giờ phút này, hai người mặc quần áo đen nam tử, từ tiệm thuốc bên trong đi ra. Cái này hai người nam tử, một tên nhìn qua hơn 20 tuổi, dung nhan coi như anh tuấn, vóc người trung đẳng, sắc mặt nhìn qua có chút trắng bệch. Mà một người khác, chính là một tên mặt mũi phổ thông, khóe mắt đến trán có đạo kiếm sẹo người trung niên. Hắn đi theo ở người tuổi trẻ bên người, cử chỉ khá là cung kính, cần phải là người trẻ tuổi này người làm. Người trẻ tuổi kia từ tiệm thuốc bên trong đi ra, thần sắc hơi có vẻ âm trầm, hiển nhiên không có tìm được mình hài lòng vật. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt chớp mắt, nhìn về phía hướng tiệm thuốc đi tới Lăng Tử Yên, hắn trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, ngay sau đó, vậy nghi ngờ dần dần biến thành mừng như điên, cuối cùng thì chỉ còn lại có tham lam. Nhìn thanh niên thần sắc biến hóa, tên kia người trung niên không khỏi phải hỏi nói, thiếu chủ, người đây là thế nào? Vậy chàng thanh niên lộ ra lau một cái lửa nóng nụ cười nói, ngũi thúc, chữa trị ta thương thế dược vật, không cần tìm. Không cần tìm. Ngũi thúc có chút kinh ngạc nói, đây là vì sao? Chàng thanh niên đôi mắt híp lại, nhìn Lăng Tử Yên liếm môi một cái nói, bởi vì, ta đã tìm được, ha ha, có cái này cực phẩm lò, bổn công tử không chỉ có thể thương thế hết sức khỏi bệnh, thậm chí, liền tu vi cũng có thể có đột phá. Ngũi thúc nghe vậy, mặt lộ vẻ khó tin, theo thanh niên ánh mắt nhìn, rơi vào Lăng Tử Yên trên mình, hắn kinh nghi nói, thiếu chủ, cái này bé gái chính là... Không tệ. Chàng thanh niên cười lạnh nói, lấy là phong ấn đan điền, không tu võ, bổn công tử cũng không nhìn ra. Ha ha, người khác có lẽ không nhìn ra, ta thuần dương thiên thân là vô cùng vui mừng nói đạo chủ chi tử, điểm này trò lừa bịp tự nhiên không gạt được ánh mắt ta. Ngũi thúc gật đầu một cái, không chút nào hoài nghi. Hắn thực lực mặc dù ở chàng thanh niên bên trên, nhưng, bàn về thải bổ một đạo nhưng là không theo kịp. Thuần dương thiên, chính là thải bổ một đạo trên. Xứng đáng không thẹn yêu nghiệt. Cũng chính là bởi vì, ở thải bổ bên trên thiên phú chắc tuyệt, thải bổ liền quá nhiều cô gái, mới rơi xuống một ít tai họa ngầm, thân thể bên trong mang theo ám tật, lần này đi ra ngoài chính là muốn ở mỗi cái trên đảo xem có thể hay không tìm được chữa cái này ám tật linh dược. Ngũi thúc thấp giọng nói, thiếu chủ, muốn không muốn ta hiện tại liền đem cô gái này bắt, mang về chúng ta vô cùng vui mừng nói. Thuần Dương Thiên ánh mắt nhỏ tránh. Lắc đầu một cái, trên mặt hiện lên vẻ sát cơ nói, có người phong ấn cô gái này đan điền, xem ra là rất rõ ràng nàng có thiên đỉnh linh thể, chắc hẳn chính là gia tộc của nàng người trong. Cái loại này cực phẩm lò, lấy ta vô cùng vui mừng nói thế lực cũng chưa chắc có thể lưu được, cho nên, bổn công tử cũng không hy vọng có tin tức tiết lộ à, Ngũi thúc, người nói làm sao bây giờ. Ngũi thúc nghe vậy, lộ ra lau một cái nhìn như nụ cười thật thà nói, thiếu chủ, cái này dễ thôi. Chúng ta trước theo dõi con bé này, đến nhà nàng bên trong đi, sau đó. Hắn trong mắt, tàn khốc cùng nhau nói, để cho bọn họ im miệng, ừ, người chết, là sẽ không nói chuyện. Thuần Dương Thiên cười lạnh một tiếng, đây là, Lăng Tử Yên mua xong liền dược liệu, nàng đi ra tiệm thuốc, liền bước chân nhẹ nhàng hướng núi đi lên, nào ngờ, ở hắn đi theo phía sau hai đạo cái bóng nhàn nhạt. Mang đến chết bóng dáng. Giờ phút này. Lăng ra bên ngoài cửa chính. Một đám người làm đang ngăn ở một tên thanh niên trước người, chặn lại Lăng ra cửa, bọn họ nhìn trước mắt tên thanh niên kia, trong mắt tràn đầy nụ cười. Đây là, Lăng Thanh Thư đem một cái bọc ném vào Diệp Thần trước mặt, nhàn nhạt nói, quả nhiên, ta còn chưa cảm thấy ngươi có thể là ta Lăng ra mang đến bất kỳ trợ giúp, cầm lên cái bao này, cút đi.
Diệp Thần nhìn lướt qua trên đất cái đó bao gồm, khóe miệng thần sắc bình tĩnh. Gặp Diệp Thần không có phản ứng, Lăng Thanh Thư nhưng là sắc mặt trầm xuống, nạt nhỏ, thằng nhóc, không muốn cho mặt không biết xấu hổ, ta để cho ngươi còn sống rời đi, đã là vận may của ngươi, làm sao, ngươi còn muốn đúng ý không đi. Vậy một đám người làm cũng là mắng, muốn đến Lăng gia ăn quyệt. Lăng gia, không nuôi phế vật. Ha ha, không phải là vừa ý Lăng Tử Yên, không bỏ được chứ. Ngươi không đi, ta không ngại, cắt đứt chân ngươi sau đó, đưa ngươi đi. Ngay tại lúc này, một tiếng thét kinh hãi từ cách đó không xa truyền tới nói các ngươi đang làm gì. Lăng Tử Yên một đường chạy chậm, đi tới Diệp Thần trước người, nhìn trước mắt chiến trận, mặt đẹp có chút tái nhợt nói, ngươi. Các ngươi đây là muốn đuổi Diệp đại ca đi. Vừa nghĩ tới Diệp Thần phải rời khỏi, Lăng Tử Yên lỗ mũi lại là có chút ê ẩm, nàng dẫu sao chỉ là một 12 tuổi đứa nhỏ, mà Diệp Thần là nhiều năm như vậy nàng duy nhất có thể nói chuyện bình thường và sống chung, hơn nữa sẽ không xem thường nàng người, mặc dù, hai người biết thời gian không dài, nhưng, Lăng Tử Yên chưa thành thục tâm linh, đã đối với Diệp Thần có một phần lệ thuộc vào. Nàng mặt lộ vẻ một phần vẻ khẩn cầu, nhìn Lăng Thanh Thư nói ca, ngươi không phải nói để cho Diệp đại ca cho chúng ta Lăng gia giúp sao? Ta bảo đảm Diệp đại ca sẽ cho Lăng gia thu thập rất nhiều kim la bối, có thể hay không không muốn đuổi hắn đi. Lăng Thanh Thư nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên dâng lên một cổ vặn vẹo sát ý, gần như gào thét vậy mở miệng nói, Diệp đại ca. Ngươi kêu hắn Diệp đại ca. Ha ha, Lăng Tử Yên, ngươi kêu ca ta, lại kêu loại phế vật này Diệp đại ca. Là cầm ta Lăng Thanh Thư vậy làm và cái này phế vật một cấp bậc tồn tại sao? Lăng Tử Yên đối với Diệp Thần gọi để cho hắn khó chịu. Một cái tạp chủng, nên chịu khổ, cô độc, cũng xứng có người bầu bạn. Cũng xứng cười. Lăng Tử Yên nghe vậy sửng sốt một chút, không hiểu nhìn Lăng Thanh Thư nói ca, người đang nói gì? Ngươi là bởi vì làm cho này cái mới chịu đuổi Diệp đại ca đi sao? Lăng Thanh Thư âm lãnh nhìn một cái Diệp Thần. Trầm giọng nói, Lăng Tử Yên, hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn, hoặc là, để cho phế vật này cút, chính ngươi ngoan ngoãn trở lại Lăng gia, hoặc là, liền cùng phế vật này cùng nhau cút. Lăng Tử Yên nghe vậy, thân thể mềm mại run lên, ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng vành mắt ửng đỏ, không rõ ràng tại sao Lăng Thanh Thư nhất định phải như thế đối đãi mình. Chẳng lẽ, cũng chỉ có mình chịu đựng thống khổ mới có thể làm cho hắn hài lòng không? Ngay tại lúc này, một đạo nghiền ngẫm thanh âm, đột nhiên vang lên nói, có lẽ, không cần như vậy phiền toái. Trừ Diệp Thần ra đám người, nghe vậy đều là sửng sốt một chút, bọn họ không có thấy được phụ cận có người à. Thanh âm này là từ đâu tới? Lăng Thanh Thư nhướng mày một cái, quát lên, bọn chuột nhắt phương nào, lại dám dòm ngó ta Lăng ra, cho ta cút ra đây. Bọn chuột nhắt, thanh âm kia tựa hồ hơn nữa nghiền ngẫm, vui vẻ. Một khắc sau. Trước mặt mọi người, chập chờn cùng nhau, hai đạo thân ảnh chính là vô căn cứ hiện lên. Trong đó tên kia sắc mặt tái nhợt người tuổi trẻ, đánh giá Lăng Thanh Thư, mỉm cười nói, người mới vừa rồi, nói bổn công tử là bọn chuột nhắt. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện Thuần Dương Thiên cùng Ngũ Thúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, mặt của mọi người bàng trên đều là hiện lên vô cùng thần sắc sợ hãi, mồ hôi lạnh ngay tức thì từ lỗ chân lông bên trong chen trúc ra. Cho dù là Lăng Thanh Thư, giờ phút này cũng là cảm giác hai chân một hồi như nhũn ra, trong mắt run rẩy nói, hai. Hai vị là, còn thật cảnh trung kỳ tồn tại. Diệp Thần hướng Thuần Dương Thiên hai người nhìn, thần sắc nhưng không có biến hóa chút nào, cái này hai người, người tuổi trẻ 500 tuổi, còn chân cảnh 5 tầng thiên, nhưng, thực lực, tu vi phần lớn dựa vào thải bổ tới, căn cơ bất ổn, ở còn thật 5 tầng thiên tồn tại bên trong, chỉ có thể coi như là tên yếu. Mà một người khác người đàn ông trung niên, chính là còn thật cảnh 6 tầng thiên tồn tại, hơn nữa, hơi thở vững chắc. Đối với Diệp Thần mà nói, cái này hai người không tính là cái gì, nhưng, đối với Lăng gia mà nói thì hoàn toàn khác nhau à. Thuần Dương Thiên hai người ở Lăng gia trong mắt mọi người chính là thần giống vậy tồn tại, hoàn toàn không chọc nổi đồ vật khổng lồ à. Lăng Thanh Thư, giờ phút này cả người xương đều bắt đầu run lên. Hắn vô cùng cung kính hướng về phía Thuần Dương Thiên thi lễ một cái nói, xin lỗi, cái vị công tử này, mới vừa rồi là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, mời công tử đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Vậy Thuần Dương Thiên nghe vậy, tùy ý khoát tay áo nói, bổn công tử, há lại sẽ bởi vì loại chuyện nhỏ này, cùng các ngươi so đo.
Lăng Thanh Thư cùng với Lăng gia một đám người làm, nghe vậy đều là vui mừng, xem ra bọn họ vận khí không tệ, trước mắt cái vị công tử này nóng nảy rất tốt. Lăng Thanh Thư cung kính hỏi, hai vị, mời vào nhập trong phủ, uống ly trà thô, để cho tại hạ bày tỏ áy náy. Thuần Dương Thiên tùy ý nói, uống trà, thì không cần, chúng ta tới nơi này, chủ yếu là tới làm việc, người nếu là muốn nói xin lỗi, như vậy thì phối hợp chúng ta, cầm chuyện này làm xong chính là. Lăng Thanh Thư nghe vậy, có chút hiếu kỳ hỏi, hai người tới trong núi này vì chuyện gì? Hắn không nghĩ ra được, ngọn núi này rừng có cái gì hấp dẫn cái này nhóm cường giả địa phương. Thuần Dương Thiên nhìn Lăng Thanh Thư, trong mắt châm chọc ý bộc phát đậm đà nói, các ngươi mới vừa rồi cãi nhau chính là vì vị tiểu cô nương này đi ở. Lăng Thanh Thư có chút lúng túng nói, để cho công tử chê cười. Thuần Dương Thiên mỉm cười nói, ta mới vừa nói, các ngươi không cần phiền toái như vậy, cô bé này, bổn công tử muốn. Lăng gia đám người nghe vậy, tất cả giật mình. Một tên cường giả như vậy muốn mang đi cái phế vật này làm gì? Lăng Thanh Thư nghe vậy, khóe miệng co quắp một tí, nhưng là mặt hiện một chút vẻ khó xử nói cái này. Cái này hả, công tử, có thể hay không, thương lượng một hai. À, Thuần Dương Thiên có chút bất ngờ nhìn Lăng Thanh Thư nói, người đây là không nguyện ý. Muốn không vâng lời bổn công tử. Lăng Thanh Thư hoảng hốt vội nói, không, tuyệt đối không phải, chỉ là. Có thể. Không cùng Lăng Thanh Thư nói xong, Thuần Dương Thiên liền là tiếp tục mở miệng nói, bất quá, ngươi có nguyện ý hay không cùng bổn công tử vậy không có bao nhiêu quan hệ, bởi vì, bổn công tử tới nơi này, còn có chuyện thứ hai, phải làm. Lăng Thanh Thư trong lòng mơ hồ dâng lên một loại dự cảm xấu, hắn âm thầm lui nửa bước, hỏi chuyện gì. Thuần Dương Thiên đối với hắn lộ ra một hơi hàm răng trắng noãn, cười được vô cùng rực rỡ địa đạo, giết người, ta muốn giết chỉ các người Lăng gia người. Không chừa một mống. Lời vừa nói ra, nơi này ngay tức thì lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người đều là kinh hãi vạn phần nhìn Thuần Dương Thiên, sợ choáng váng. Bọn họ không hiểu nổi mình rốt cuộc làm sao trêu chọc đến vị này chí cường liền à. Lăng Thanh Thư miễn cưỡng cười một tiếng nói, công tử, ngài có thể là đang nói đùa. Thuần Dương Thiên duy trì nụ cười nói, ta cho tới bây giờ không làm trò đùa. Lăng Thanh Thư nghe vậy cũng muốn khóc lên, hắn đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, một tiếng quỳ xuống ở Thuần Dương Thiên trước mặt, cầu khẩn nói, công tử, ta trước, không cẩn thận mạo phạm ngài, tuyệt không phải là cố ý, cầu ngài cho ta Lăng ra một cái cơ hội à. Lăng Tử Yên, vậy, tên phế vật kia, công tử nếu là muốn mang đi, ta Lăng ra tuyệt sẽ không ngăn trở. Lăng Tử Yên nghe vậy, mặt đẹp, lại không một phần huyết sắc nói ca. Ngươi thật phải đem ta giao cho hắn. Nàng một mực lấy là, Lăng Thanh Thư mặc dù ngoài mặt đối với nàng ác ngữ mặt đối mặt, có thể, trong lòng vẫn là có thân tình tồn tại. Có thể hiện tại, Lăng Thanh Thư lại là vì mình còn sống, trực tiếp đem nàng bán đi. Lăng Thanh Thư nghe vậy, thần sắc dữ tợn nhìn về phía Lăng Tử Yên nói, ngươi im miệng. Có thể đi theo cái vị công tử này là phúc phần của ngươi. Huống chi, ta Lăng gia nuôi ngươi cái phế vật này nhiều năm như vậy. Không cần báo ân. Ngươi là vô ơn, còn không thay Lăng gia hướng cái vị công tử này cầu tha thứ. Lăng Tử Yên cúi đầu, hoàn toàn tuyệt vọng, khóe miệng nàng lộ ra một vẻ nụ cười tự giễu, lúc đầu, cái gọi là thân tình cũng chỉ là nàng ảo tưởng mà thôi. Từ đầu chí cuối, Lăng gia trừ phụ thân, căn bản không có người bất kỳ đem nàng làm chân chính người thân. Thuần Dương Thiên nghe vậy, ha ha phá lên cười nói hay. Lăng Thanh Thư đạt được Thuần Dương Thiên khoa trương, không khỏi được mặt hiện vui mừng. Có thể, một khắc sau, Thuần Dương Thiên chính là có chút bất đắc dĩ liền buông tay nói, có thể, nói được khá hơn nữa, người vẫn là được chết. Tiếng nói vừa dứt, một cổ còn thật cảnh trung kỳ tồn tại mới có uy áp kinh khủng chính là từ Thuần Dương Thiên trong cơ thể, gào thét ra, tại chỗ Lăng ra tất cả mọi người là sắc mặt cuồng biến, có một loại chỉ là cái này uy áp liền đủ để đem mình nghiền nát cảm giác. Đối mặt cái này thật đúng là cảnh cường giả, bọn họ đã hoàn toàn mất đi phản kháng ý chí. Lăng Tử Yên cũng là mắt đẹp ảm đạm, mặt hiện vẻ tuyệt vọng, hết thảy tựa hồ cũng đã định trước. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử nhưng là ở trong sân vang lên nói, nếu như các ngươi đều nguyện ý cho Tử Yên dập đầu nói xin lỗi, ta ngược lại là có thể cứu các ngươi một mạng. Đám người nghe vậy, đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn.
giờ khắc này, thậm chí liền Thuần Dương Thiên đều có chút thử ra. Nói chuyện, không phải người khác, chính là Diệp Thần. Vậy một đám Lăng gia người làm đều là mặt lộ vẻ lửa giận nhìn Diệp Thần, quát mắng, thằng nhóc, ngươi là chê chúng ta chết được không đủ nhanh sao? Ngươi là muốn cố ý chọc giận vị này Chí Cường, trả thù chúng ta sao? Cứu chúng ta một mạng, ngươi là thứ gì, vị này Chí Cường thổi hơi, cũng đủ ngươi chết trăm nghìn lần chứ? Những thứ này Lăng gia người làm, thật là phải bị Diệp Thần giận điên lên à? Một cái không cách nào tu luyện tàn phế, còn cứu bọn họ. Bằng hắn. Đừng nói là vậy, thật là cảnh trung kỳ cường giả, người làm bên trong tùy tiện một người đều có thể giết chết Diệp Thần chứ. Một cái cực kỳ tầng dưới chót nhất phế vật, có cái gì tư cách lời nói. Ở nhà người hầu cửa xem ra, Diệp Thần liền là cố ý kích thích vị cường giả kia, kéo cửu hận, để cho cường giả hành hạ bọn họ tất cả mọi người à. Liền chết cũng không để cho bọn họ được chết một cách thống khoái một chút. Bọn họ giờ phút này hận thấu Diệp Thần. Diệp Thần lắc đầu một cái, có vài người chó làm thói quen, không đổi được, chỉ sẽ ngoác đuôi xin xỏ thôi, mình phải cứu bọn họ chẳng những không cảm kích, chống đỡ hết nổi cầm, còn đi liếm cửu nhân chân thúi, chỉ vì chết được ung dung một chút. Loại người này, nói thật, chết liền vậy đáng đời. Nhưng, bọn họ chết, Lăng gia cũng không có, Lăng Tử Yên chắc hẳn không hy vọng thấy phụ thân cơ nghiệp hủy trong chốc lát. Đây là, Thuần Dương Thiên nhìn Diệp Thần không nhịn được phát ra một hồi cười to. Hắn thật là tò mò, Diệp Thần là như thế nào có dũng khí nói ra những lời này. Tức cười tới cực điểm à. Bất quá, cười xong sau này, Thuần Dương Thiên trong mắt liền chỉ còn lại có âm hàn. Hắn muốn giết người, một cái không có tu vi phế vật cũng dám ở trước mặt hắn nói muốn cứu người. Xem thường hắn. Vậy, đi ngay chết đi. Thuần Dương Thiên thậm chí ngay cả lời cũng không có nói, trực tiếp liền là đối Diệp Thần vỗ ra một trường. Dâng trào linh khí cuộn sạch ra, ở trên trời bên trong huyễn hóa thành liền một khối to lớn trường ấn, võ ý ngang dọc trong đó, dấu tay kia tựa như hàm chứa chấn áp toàn bộ mặt đất cao nhất sức mạnh to lớn vậy, hướng Diệp Thần ngay đầu đè xuống. Lăng gia mọi người thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, đây chính là Diệp Thần có kết quả. Lăng Tử Yên chính là kêu lên một tiếng nói, Diệp đại ca. Nàng mặt đẹp bên trên tràn đầy vẻ lo âu, có thể ở dấu tay kia tản ra chập chờn bên trong, Lăng Tử Yên thậm chí nối liền gần Diệp Thần đều không cách nào làm được. Đánh ra một trưởng này sau đó, Thuần Dương Thiên cũng đem sự chú ý chuyển tới Lăng gia trên người mọi người, ở hắn xem ra, Diệp Thần đã chết. Mà đối mặt kinh khủng này trưởng ấn, Diệp Thần nhưng là từ đầu đến cuối duy trì dửng dưng. Cho dù trưởng ấn đều đã đến đỉnh đầu, mới làm biếng đánh ra một quyền. Một khắc sau, ầm một tiếng vang thật lớn. Đúng ngọn núi lớn đều là rung động, mà Lăng Tử Yên lại là ở nơi này rung động bên trong ngã xuống đất, nước mắt từ nàng đen trắng rõ ràng mắt to bên trong chảy xuống, cái thế giới này tựa như đã không có gì để cho nàng lưu luyến. Một trưởng này dưới, Lăng gia chỗ ở Đại Sơn cũng trải rộng vô số vết rách, đất đá vỡ rõ ràng, lực lượng có thể tưởng tượng được. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần có thể ở một trường này hạ còn sống trừ phi phát sinh kỳ tích. Có thể, liền ở tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần chết thời điểm, vậy lãnh đạm thanh âm nam tử nhưng là vang lên lần nữa nói, ừ, hiện tại các ngươi có thể cho Tử Yên quỳ xuống sao? Ta kiên nhẫn, có thể là có hạn. Thanh âm này giọng thong thả, có thể, rơi vào trong tai mọi người, nhưng không khác nào vãn lôi nổ ầm à. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần không có chết. Thuần Dương Thiên con người có giúp một cái, chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy bị bụi bặm che giấu chỗ. Chỉ gặp, một tên thanh niên hoàn hảo không tổn hao gì đi ra bụi bặm, đi tới Lăng Tử Yên trước mặt, chậm rãi đem Lăng Tử Yên từ dưới đất đỡ lên, mỉm cười nói, Tử Yên, ngươi còn nhớ, trước ngươi ta tới giữa còn chưa nói hết lời sao. Lăng Tử Yên có chút ngây ngẩn, còn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra vậy mở miệng nói, Diệp đại ca, ngươi. Ngươi không có chuyện gì sao? Trước. Đã nói. Hiện tại, tiểu nha đầu này óc bên trong, chỉ còn lại có một phiến hỗn loạn, không bất tỉnh, đã coi là tốt. Diệp Thần ánh mắt nhu hòa nói, Tử Yên, ngươi nếu như muốn, ta có thể mang ngươi lên đỉnh võ đạo đỉnh núi, rất nhiều ngươi nhất thế vinh hoa, ngươi có thể nguyện nhập ta Diệp Thần môn hạ. Lăng Tử Yên có chút mơ mơ màng màng nói, ta nguyện ý. Đúng phiến thiên địa tựa hồ đều yên tĩnh lại, không có ai nghĩ đến. Diệp Thần lại là vào lúc này muốn thu Lăng Tử Yên làm đồ đệ à.
mà Thuần Dương Thiên lại là mặt mũi vặn vẹo, nhất kích dưới lại không có tiêu diệt cái này liền linh khí cũng không có phế vật, loại khuất nhục này để cho hắn không cách nào nhịn được. Một khắc sau, hắn gào thét một tiếng nói, thu học trò. Ta để cho ngươi đi Diêm La Vương nơi đó thu học trò. Âm một tiếng, trong cơ thể linh lực ngay tức thì vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, một hồi dễ nghe, vui sướng, có sức hấp dẫn cầm sắt âm, ở nơi này núi gian vang vọng. Thuần Dương Thiên trong tay, nhiều hơn một khối đàn cổ, hắn trong mắt tinh mang liền tránh, ngón tay ở đàn cổ bên trên tiếp liền kích thích, nạt nhỏ cực nhạc huyễn sát, thiên âm diệt. Giờ phút này, mọi người tại đây ngay tức thì trên mặt đều là hiện lên một loại si cuồng thần sắc, hôi tay múa chân, tựa như thân ở vô cùng vui cảnh vậy, mà vậy dễ nghe âm luật bên trong nhưng là ngầm ý định giết người. Cuồn cuộn sóng âm, không chỉ có sẽ đem đối phương nội tạng, xương cốt vân, toàn bộ chấn vỡ, thậm chí, liền thần hồn cũng sẽ ở vậy âm vận bên trong mất đi. Liền liền ngỗi thúc đều là mặt hiện vẻ kinh sợ, hắn biết rõ cái này cực nhạc huyễn sát chỗ cường đại, cái này vốn là vô cùng vui mừng nói tuyệt học chấn giáo một trong. Xem ra, thiếu chủ là thật tức giận, liền tuyệt kỹ này cũng thi triển ra. Có thể, giờ phút này, hắn hướng Diệp Thần nhìn nhưng là không khỏi con ngươi co rúm một cái. Bị sóng âm kia bao phủ Diệp Thần, không chỉ có ánh mắt trong sạch vô cùng, tựa như không chút nào chịu ảnh hưởng vậy, thậm chí, khóe miệng còn mang vẻ khinh thường nụ cười. Tại sao có thể như vậy? Một cái linh lực cũng không có phàm phu tục tử, lại có thể chịu đựng nổi cực nhạc huyễn sát. Như vậy cũng tốt xem một con kiến nhận chịu 100.000 tấn lực lượng nghiền ép cũng không chuyện vậy à. Mà nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, để cho hắn sinh ra một loại vô cùng là dự cảm xấu. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng nói thích, trời ảo thuật, thần hồn. Ở ta trước mặt, người còn chưa đủ tư cách, phá cho ta. Nháy mắt tức thì, một cổ đậm đà dâng trào đến khó tin thần hồn lực ngay tức thì bùng nổ, đem vậy hết thảy huyễn cảnh toàn bộ xé thành nghiền. Lăng ra đám người cũng là ngay tức thì thanh tỉnh lại. Mà Thuần Dương Thiên chính là phát ra một tiếng vô cùng kêu thê lương thảm thiết, thất khiếu chảy máu, liền lùi mấy bước, hơi thở cũng uể oải đi xuống. Ngỗi thúc lật đật đỡ Thuần Dương Thiên nói, thiếu chủ, không có sao chứ. Thuần Dương Thiên đôi mắt ứ máu, vô cùng tức giận, khó có thể tin trợn mắt nhìn Diệp Thần, hắn suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng, một cái không có linh lực và tu vi rác dưới, thế nào sẽ có kinh khủng như vậy thực lực. Mọi phía đem thân là vô cùng vui mừng nói thiếu chủ mình cho nghiền ép. Diệp Thần vậy không đủ tư cách mấy chữ, không ngừng ở bên tai hắn vang trở lại, thật là phải đem hắn hoàn toàn ép điên, đạo tâm cũng muốn sụp đổ à. Thuần Dương Thiên mặt mũi một hồi vặn vẹo, đột nhiên nhưng là bình tĩnh lại, hắn hai tròng mắt sáng lên, hướng về phía Diệp Thần cười lạnh nói, ta thừa nhận ta nhìn lầm, ngươi đúng là một tên cường giả, có thể, ngươi lấy là chiến thắng ta liền vô địch. Coi như thắng. Các ngươi những thứ này rác rưởi, cuối cùng là phải chết. Hắn chợt vừa quay đầu, nhìn về phía Ngũi Thúc nói, Ngũi Thúc, ra tay, giết bọn họ. Thằng nhóc này mạnh hơn nữa, còn có thể chiến thắng Ngũi Thúc. Ngũi Thúc nghe vậy, gật đầu nói, ưng. Hắn hơi thở ngay tức thì âm lệ, ánh mắt bên trong tựa như hàm chứa mưa máu gió tanh. Một khắc sau, giống như bom nổ vậy, cuồng phong bạo vũ vậy uy áp ngay tức thì bao phủ ngọn núi này rừng. Đừng nói là lăng ra đám người, chính là những cái kia trong núi yêu thú, giờ phút này đều có một loại mình sinh mạng hoàn toàn thuộc về nào đó người tồn tại nắm trong tay bên trong cảm giác. Tựa như chỉ cần Ngỗi Thúc động một cái niệm, liền có thể đoạt đi trong núi này hết thảy sinh linh tánh mạng vậy. Sự thật vậy đúng là như vậy. Diệp Thần nhưng là mặt không đổi sắc, đem Lăng Tử Yên kéo đến phía sau mình nói, đứng ở sau lưng ta, đừng sợ. Lăng Tử Yên gật đầu một cái. Giúp vào Diệp Thần sau lưng, từ phụ thân mất tích sau đó, cái này còn là nàng lần đầu tiên có thể dựa vào người. Ngỗi Thúc híp đôi mắt một cái, trong tay ánh sáng chớp mắt, nhiều hơn một bộ găng tay, một cổ dâng trào cự lực ngay tức thì từ trong cơ thể ầm ầm xông ra. Cái này Ngỗi Thúc lại là một tên thể tu. Chân hắn bước chợt một đạp mặt đất, toàn bộ Kim La đảo tựa hồ cũng rung rung một tí, thân hình ngay tức thì từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Trong mắt hung quang bạo tránh, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp hướng về phía Diệp Thần đầu lâu một quyền đánh ra. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, trong mắt hơi hiện lên lau một cái vẻ tán thưởng, người này chiến đấu phong cách cách không chút nào rông dài, không nói nhảm vân. Vân, ngược lại là khá là phù hợp hắn đẹp học, chỉ tiếc.
sống chết tương bác là một kiện rất tàn khốc sự việc. Giờ phút này, Diệp Thần không cách nào thi triển phần huyết quyết, thiên yêu thân thể vân. Vân thần thông, lực lượng đã giảm xuống không thiếu, bất quá, dù vậy, hắn thân xác lực như cũ ở vào một cái rất nhiều người theo không kịp cao độ. Một khắc sau, Diệp Thần trên cánh tay bắp thịt, một hồi rung động, giống như cự long lượn quanh cốt, lôi cuốn kinh thiên thế, hướng Ngũi Thúc hung hăng đập tới. Hai người quả đấm, liền tựa như hai cái vũ trụ vậy, nháy mắt tức thì phát sinh va chạm. Vô tận tinh thần đều ở đây vậy cự lực bên trong, bị nghiền thành bột. Ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, không gian biến dạng, mà Ngũi Thúc cặp mắt cũng là nhanh chóng mở to trước. Hắn mắt nhìn mình quả đấm tới tay cánh tay giống như khí cầu vậy biến thành xương máu nổ tung, rồi sau đó, hắn bên tai vang lên bành đích một tiếng, một hồi hắc ám tấn công tới, ý thức liền hoàn toàn tiêu tán. Tất cả mọi người thần hồn, giờ khắc này, đều tựa như muốn bốc hơi vậy. Óc đều phải sôi trào. Óc, siêu gánh vác vận chuyển, cũng không cách nào hiểu hết thảy các thứ này. Diệp Thần lại là một quyền trực tiếp đem tùy ý một cước liền có thể làm Kim La đảo chấn động tuyệt mạnh thể tu cho đánh thành xương máu. Cái này còn là bọn họ hiểu bên trong không cách nào tu võ tàn phế sao? Nếu như đây đều là tàn phế, bọn họ coi là cái gì? Mà Thuần Dương Thiên, giờ phút này, cũng là hoàn toàn não quất, sắc mặt một phiến mờ mịt, hắn đột nhiên bắt đầu hối hận. Mình không có sao nhìn chăm chú lên cái gì thiên đỉnh linh thể. Thật tốt tìm linh dược, không tốt sao? Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Giờ phút này, Diệp Thần lãnh đạm ánh mắt, quét qua Lăng Thanh Thư cùng với Lăng Gia đám người, trong miệng chỉ bình tĩnh phun ra một chữ. Quỳ. Liền cái này một cái đơn giản tự âm, nhưng là làm Lăng Gia không thiếu người làm trực tiếp sợ xón đái. Những người này, không một không phải trước đối với Diệp Thần vô lễ người. Bọn họ làm sao biết, cái này nhìn như phế vật người. Trên thực tế nhưng là ma long chuyển thế, cường đại đến không cách nào lường được à. Từng cái Lăng Gia người làm, rối rít quỳ xuống, hướng về phía Lăng Tử Yên dập đầu nói, Tử Yên tiểu thư, chúng ta sai rồi, cầu ngài thả qua chúng ta đi. Lăng Thanh Thư cũng là cả người run rẩy, kinh hoàng được đều phải miệng sùi bọt mép, liền liền cầu xin, Tử Yên, là ta hồ đồ nhất thời, trên thực tế, ở vi huynh trong lòng ngươi vẫn là ta em gái ruột à. Đây là Diệp Thần thân hình chớp mắt, đi tới Thuần Dương Thiên trước mặt, lạnh lùng mắt nhìn xuống hắn nói, xem ra, người tựa hồ rất thích lò. Ta đây là nghĩ tới một cái thích hợp ngươi kiểu chết. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Thần từ máu bên trong điều động một chút còn sót lại linh khí, mở ra túi đựng đồ, một tòa đỉnh lớn liền xuất hiện ở Thuần Dương Thiên trước mặt. Thuần Dương Thiên thấy vậy sắc mặt biến đổi, thét to, ta là vô cùng vui mừng nói thiếu chủ, giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. À, Diệp Thần dửng dưng đáp một tiếng, liền đem Thuần Dương Thiên trực tiếp bắt, ném vào đỉnh đó lò bên trong. Hắn cong ngón tay bắn ra, một chút sao hỏa rơi vào trên đó, cả tòa lò ngay tức thì dẫn hỏa, lò bên trong truyền ra một hồi vô cùng là kêu thê lương thảm thiết, lấy Thuần Dương Thiên còn thật cảnh thân xác, ngay tức thì liền bị đạo linh lửa luyện thành bụi bặm. Cả đời này, cũng dựa vào lấy người khác là lò tinh tiến tu vi người đàn ông, cuối cùng nhưng thành một lò cho tàn. Ngược lại cũng coi là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Một ngày sau, Diệp Thần ngón tay nhẹ nhàng ấn ở Lăng Tử Yên sáng bóng trên bụng, thần niệm xông ra, lũ lũ hỗn độn khí diễm và hồng mông lớn tinh không quang hóa thành thật nhỏ xúc tu chui vào trong đó, như vậy lại đau lại cảm giác nhột, để cho Lăng Tử Yên không khỏi được anh ninh một tiếng. Diệp Thần hôm nay mặc dù mất đi linh lực, nhưng, dựa vào tiểu hắc hỗn độn khí diễm, như cũ có thể ung dung phá giải Lăng Tử Yên phụ thân lưu lại phong ấn. Rất nhanh, vậy trong đan điền cấm chế liền bị Diệp Thần đánh nát. Mà giờ khắc này, Lăng Tử Yên hai tròng mắt bỗng nhiên sáng lên, cả thế giới ở trong mắt cũng bất đồng, đổi được nhiều màu sáng lên. Nàng nhớ lại đã từng học qua một ít phép luyện khí, hơi vận chuyển, đúng cái linh khí trong trời đất lại là thật nhanh hướng nàng thân thể bên trong vò tới. Trong chốc lát, Lăng Tử Yên hai tròng mắt một đỏ, nhào vào Diệp Thần trong ngực, kêu khóc nói, sư phụ, Tử Yên không phải phế vật, cũng không phải là phế vật nữa. Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Tử Yên đầu nhỏ, ôn hòa nói, Tử Yên, ngươi nếu bái nhập ta môn hạ, không chỉ có, không phải là phế vật, tương lai còn nghĩ trở thành cái này vực ngoại đại lục đỉnh cấp trí cường, vi sư hướng ngươi bảo đảm. Diệp Thần cũng không phải là ăn nói lung tung,
Lăng Tử Yên thiên đỉnh linh thể vốn là vô cùng là nghịch thiên một loại tư chất, đặc biệt là ở trong tốc độ tu luyện, nàng quả thật có trở thành chí cường tiềm lực. Hơn nữa, Diệp Thần rất rõ ràng, Lăng Tử Yên hiện tại cần nhất chính là lòng tin. Lúc này, Lăng Tử Yên dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc gật đầu một cái nói, sư phụ, ta sẽ cố gắng. Đồng thời, Lăng Tử Yên vậy có chút hiếu kỳ nói, sư phụ, ngài thực lực như thế lợi hại, vì sao trên mình biết một chút linh khí cũng không có chứ? Diệp Thần mặt lộ vẻ cười khổ nói, ta trước và ngươi nói qua, cùng cừu địch đại chiến, đây chính là ta ở trận chiến ấy bên trong trả giá cao. Lăng Tử Yên mắt đẹp chớp động, không khỏi hỏi, sư phụ, ngài thủ đoạn thông thiên, cho dù bị thương trên người, vậy thật là cảnh cường giả, ở trước mặt ngài vậy giống như con kiến hôi, không biết thù này địch là vì sao chờ thực lực, mới đưa ngài đẩy vào như vậy tình cảnh. Nàng âm thầm quyết định, nhất định phải thật tốt tu luyện, nếu như vết thương của sư phó được không, tương lai vậy nhất định phải bảo vệ tốt sư phụ. Diệp Thần tựa hồ xem thấu Lăng Tử Yên tâm tư, mỉm cười nói, chút thương thế này, không coi vào đâu, nếu thời gian dài, liền có thể phục hồi như cũ, mà vậy hai người cừu địch, cũng đã chết ở tay ta bên trong, còn như thực lực. Cái này hai người, chính là Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão, tu vi thái chân cảnh cường giả. Lăng Tử Yên nghe vậy, kinh ngạc được nhỏ miệng há không khép lại. Táng Thiên Hải bên trong biển võ đạo, mặc dù so với Táng Thiên Hải bên ngoài biển cường đại hơn, nhưng, tu vi bước vào thái chân cảnh vậy tuyệt đối là một khối cự đầu vậy tồn tại. Đối với xuất thân ở Kim La đảo cái loại này so với là hẻo lánh, yếu hòn đảo nhỏ lên Lăng Tử Yên mà nói, đó chính là như thần vậy cần ngửa mặt trông lên tồn tại à. Huống chi, còn không phải là giống vậy thái chân cảnh tồn tại, hơn nữa, vẫn là lấy hai địch một. Dù vậy, sư phụ cũng có thể chiến thắng. Cái loại này mạnh mẽ làm người ta tâm trí hướng về. Trong chốc lát, Lăng Tử Yên trong đôi mắt to đều đã tràn đầy đốm sáng nhỏ, đem Diệp Thần coi thành mình thần tượng. Có thể, ngay tại lúc này, Lăng phủ ra nhưng là vang lên một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm cô gái nói, nói khoác mà không biết ngược, như ngươi như vậy làm người, như thế nào dám gọi người sư, hẳn là lầm người con em. Nháy mắt tức thì, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Diệp Thần cùng Lăng Tử Yên trước mặt. Người đến là một tên phong tư tuyệt diễm cô gái, nhìn qua hơn 20 tuổi, mày kiếm nhập tấn, khóe mắt sinh một viên mụt ruồi son, tuy là cô gái, giơ tay nhấc chân tới giữa nhưng là tản ra hiên ngang ý, cả người tao nhã váy trắng, trong tay cầm một chuôi kiểu dáng trường kiếm cũ kỹ. Cho dù là Diệp Thần, thấy cô gái này trong mắt cũng là lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc. Ngược lại không phải là bởi vì cô gái này tướng mạo, mà là bởi vì cô gái này tuổi tác. Cô gái này, lại là liền 100 tuổi cũng chưa tới, nhưng, hắn tu vi cũng đã là còn thật cảnh 7 tầng thiên. Diệp Thần nói thầm, loại tư chất này, ở nơi này Táng Thiên Hải bên trong biển vậy gọi là thiên kiêu liền chứ. Có thể, Lăng Tử Yên nhưng là có chút mất hứng nhìn cô gái kia nói, các hạ là người nào. Tùy ý tiến vào Lăng Phủ cũng không sao, vì sao? Còn bêu xấu ta sư phụ nói khoác mà không biết ngượng. Nàng trời xanh tính hiền lành, nguyên bản sẽ không hùng hổ dọa người như vậy, nhưng, sự việc một khi liên quan đến Diệp Thần, Lăng Tử Yên liền tựa như thay đổi người vậy. Phụ nữ kia nghe vậy, hơi sững sờ, cau mày nhìn Diệp Thần một cái nói, Tử Yên, ta là Lâm Thiên Tông Lâu Vũ Tiêu, sở dĩ tới nơi này, là bởi vì là. Nói tới chỗ này, nàng thanh âm dừng lại một tí, mắt đẹp ảm đạm một phần nói. Người phụ thân đã chết, chúng ta gặp phải một lần tai nạn trên biển, nhưng, hắn nhưng là ta ân nhân cứu mạng, hắn trước khi chết, ta từng đáp ứng hắn, chiếu cố Lăng gia cùng ngươi. Ta đây cũng là tới mang ngươi đi trước Lâm Thiên Tông tu hành. Lăng Tử Yên nghe vậy, thân thể mềm mại chợt run rẩy một tí, nàng chặt chẽ cắn môi, cố nén không để cho nước mắt rơi xuống. Phụ thân còn lúc còn sống, từng nói cho nàng, đời người trên đời, nhất định phải kiên cường, cho nên. Nàng không khóc. Sau một hồi trầm mặc, nàng khẽ thở ra một hơi, đối với Lâu Vũ Tiêu lắc đầu nói, cảm ơn ngươi, Lâu tỷ tỷ, nhưng, ta đã có sư phó. Vừa nói, nàng cùng Diệp Thần càng gần sát một phần. Lâu Vũ Tiêu nghe vậy, chân mày nếp nhăn càng chặt hơn, nàng là một cái ân oán rõ ràng người, Lăng phụ cứu nàng một mạng, như vậy, Lăng gia và Lăng Tử Yên chính là nàng trách nhiệm. Cho dù đây là Lăng Tử Yên mình làm ra quyết định, Lâu Vũ Tiêu vậy không thể lấy mắt nhìn nàng bị người xấu mê muội. Nàng ngưng mắt nhìn Diệp Thần vậy lãnh đạm cặp mắt,
lạnh lùng nói, Tử Yên, người mới vừa rồi hỏi ta vì sao bêu xấu người này. Ta hiện tại, nói cho ngươi, ta không có bêu xấu hắn. Lâu Vũ Tiêu ánh mắt dần dần ác liệt nói, đầu tiên, hắn đúng là bị thương, đưa đến linh lực mất hết, nhưng, thương thế kia lại cũng không cái gì nếu thời gian dài, có thể phục hồi như cũ thương thế. Đan điền hủy tổn, kinh mạch đoạn tuyệt, loại thương thế này sợ rằng suốt đời cũng vô vọng lại tu võ đạo chứ. Lăng Tử Yên nghe vậy cả kinh, nhìn về phía Diệp Thần, nhưng gặp Diệp Thần thần sắc lãnh đạm cũng không có phản ứng gì. Lâu Vũ Tiêu tiếp tục nói, sau đó, theo như lời hắn Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão, Đông Hoàng Thiên Điện xa ở hải ngoại, làm sao sẽ tùy ý tiến vào ta táng thiên hải bên trong biển. Coi như tới thật, một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ lại làm sao có thể đánh bại hai người siêu cường thái chân cảnh tồn tại. Hết thảy các thứ này cũng hoang đường bất kinh, há chẳng phải là nói khoác mà không biết ngượng. Như thế chăng trước bờ bến người lại làm sao có thể làm tốt sư trưởng? Lăng Tử Yên nghe vậy, có chút giận dỗi địa đạo, hừ, ta sư phụ đó là có thể khôi phục, Đông Hoàng Thiên Điện trưởng lão chính là muốn đối phó hắn, hắn đó là có thể đánh bại thái chân cảnh tồn tại. Diệp Thần nghe vậy cười một tiếng, ừ, thật đúng là như vậy, nhìn như không hợp lý, không đại biểu không thể nào, không có gì hay giải thích. Lâu Vũ Tiêu hơi sững sờ, ánh mắt hơn nữa ngưng trọng một phần. Xem ra, Lăng Tử Yên đã hoàn toàn bị tên này mê hoặc, muốn để cho Lăng Tử Yên hồi tâm chuyển ý, cũng không dễ dàng. Cho dù tự mình ra tay đánh bại thằng nhóc này, phỏng đoán hắn vậy sẽ lấy thương thế mượn cớ. Đột nhiên, Lâu Vũ Tiêu mắt đẹp sáng lên, hướng về phía Diệp Thần mở miệng nói, mới vừa thật thất lễ, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Diệp Thần nhàn nhạt nói, Diệp Thần. Lâu Vũ Tiêu nói, Diệp công tử, không lâu sau, ở trên Long Môn đảo đem hội cử hành một tràng thịnh sự, tên là Long Môn Thịnh Hội, mời toàn bộ bên trong biển bên trong, tuổi tác không tới trăm tuổi yêu nghiệt tham gia, lấy Diệp công tử thực lực không bằng theo ta cùng đi hội họp lớn như thế nào. Diệp Thần nghe vậy, đang chuẩn bị từ chối không tiếp, dẫu sao, hắn cũng không thích tìm phiền toái cho mình, dưới mắt trọng yếu nhất chính là khôi phục thực lực, sau đó tìm Cố Tuyển cùng Chu Uyên. Có thể, ngay tại lúc này, Lâu Vũ Tiêu nhưng lại là mở miệng nói, cái này trên Long Môn Đảo, có một nơi di tích thượng cổ, di tích này chính là bên trong biển bên trong, một tên vô cùng là cường đại Long Vương lưu lại, di tích này bên trong, có tất cả loại bảo vật, trong đó một loại chính là Long Nguyên Hóa Linh Quả. Lần này Long Môn Thịnh Hội, các phe thiên kiêu tề tụ một đường, sắp có một tràng ngư long đấu, tỉ thí với nhau tỉ thí. Mà ở ngư long đấu bên trong bộc lộ tài năng người, liền sẽ có được truyền thuyết bên trong Long Nguyên Hóa Linh Quả. Ngay tại lúc này, Sóc lão nhưng là mở miệng nói, thằng nhóc, con rồng này Nguyên Hóa Linh Quả có thể là đồ tốt, đặc biệt là đối với hiện tại ngươi mà nói, nếu như được con rồng này Nguyên Hóa Linh Quả, đem ăn vào, ngươi thương thế có thể lập tức phục hồi như cũ. Hơn nữa nói không chừng ngươi người muốn tìm, vậy sẽ xuất hiện ở đây bên trong. Diệp Thần hai tròng mắt sáng lên, nhìn Lâu Vũ Tiêu, gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, được, đã như vậy, ta liền đi xem một chút, cái này bên trong Hải Thiên Kiêu kết quả là hạng phong thái hơn người. Lâu Vũ Tiêu cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Tử Yên nói, Tử Yên, người vậy theo chúng ta cùng đi xem một chút đi. Lăng Tử Yên nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua vẻ vui mừng, nhưng là không trả lời, mà là nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần cười nói, đi xem một chút cũng tốt. Lâu Vũ Tiêu nghe vậy, ánh mắt chớp động, khóe miệng lộ ra một vẻ mỉm cười, nàng sở dĩ muốn mang Diệp Thần cùng Lăng Tử Yên, trước đi tham gia Long Môn Thịnh Hội, vì chính là để cho Lăng Tử Yên thấy rõ ràng, Diệp Thần, cùng chân chính yêu nghiệt tới giữa chênh lệch. Chỉ có Lăng Tử Yên mình biết được cái vấn đề này, mới sẽ thấy rõ ràng Diệp Thần bộ mặt thật. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thần, Lăng Tử Yên cùng Lâu Vũ Tiêu, liền cùng lên đường, hướng vậy Long Môn Đảo chỗ đi. Cái này Lâm Thiên Tông ở bên trong biển bên trong, tựa hồ cũng là một cái đồ vật khổng lồ, mà Lâu Vũ Tiêu ở Lâm Thiên Tông bên trong địa vị hiển nhiên cũng là không thấp, lại là một người mang theo một chiếc thuyền lớn đi ra, nhìn thuyền lớn phẩm cấp, so với Diệp Thần ở Sư Vương Đảo lấy được còn cao hơn một ít. Trừ cái này ra, trên thuyền còn có mấy mười tên đặc biệt phụ trách chèo thuyền Lâm Thiên Tông đệ tử. Mà những đệ tử này, thấy Lâu Vũ Tiêu, đều là một mực cung kính thần sắc. Một ngày sau, một cái hải đảo liền mơ hồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này hải long bên trên, mây mù lượn quanh,
mà cuồn cuộn vân khí, mơ hồ huyễn hóa thành cự long hư ảnh, ở trên đảo phương dọn ra vũ. Nơi này, chính là vậy Long Môn đảo chỗ. Mà lúc này, Long Môn đảo bờ biển bên trên, đã đậu tất cả lớn nhỏ mấy chục chiếc hàng thuyền, hiển nhiên người tới đã không thiếu. Lâu Vũ Tiêu, Diệp Thần cùng với Lăng Tử Yên đứng ở trên bong thuyền, nhìn vậy Long Môn đảo đều là ánh mắt nhỏ tránh. Không lâu lắm, đám người chính là rối rít lên đảo. Lâu Vũ Tiêu nói, cái này Long Môn thịnh hội, tại giữa đảo chỗ cử hành, chúng ta cái này liền đi qua đi, khoảng cách thịnh hội bắt đầu đã không có bao nhiêu thời gian. Diệp Thần gật đầu một cái, một đường bước đi, nhưng là thần sắc hơi động, trên đảo này không chỉ có tuổi tác chưa đủ trăm tuổi người tuổi trẻ, đi tới giữa, hắn thậm chí thấy được một ít tuổi tác khá lớn thái chân cảnh cường giả. Xem ra, cái này Long Môn thịnh hội, thế lực khắp nơi cũng là khá trọng thị. Rất nhanh, Diệp Thần các người liền đi ra rừng cây đi tới đảo tìm chỗ. Đến nơi đây, Diệp Thần nhưng là con mắt chớp mắt, mặt lộ một vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp, ở nơi này hòn đảo trung tâm, lại là đứng lên một khối đài cao vô cùng là rộng rãi, nóc diện tích càng có mấy chục ngàn m2, càng mấu chốt chính là, đúng tòa đài cao toàn thân trắng tinh như ngọc, hơn nữa tản ra vô cùng là minh mông long khí, bất ngờ, là lấy nào đó cái huyết mạch vô cùng là cường đại rồng thần long cốt, xây mà thành. Đúng tòa đài cao, chỉ có một cái nấc thang, đi thông chóp đỉnh, mà ở trên bậc thang phương, cách mỗi một khoảng cách, liền có một đạo cổng hình vòm. Cái này cổng hình vòm giống vậy lấy long cốt chế thành, hơn nữa, cổng hình vòm bên trên, khắc rõ vô số phù văn, tản ra xâm nghiêm hơi thở. Diệp Thần đôi mắt híp lại nói, đây chính là cái gọi là Long Môn. Ngay tại lúc này, cái này đảo tấm lòng mang bên trong, đột nhiên phát ra ầm cả người vang lớn, chỉ gặp, một tên thanh niên bị cự lực oanh bay, cả người xương cốt vỡ nát, đổ xuống đất thoi thóp. Diệp Thần hướng người này nhìn, thanh niên này tuổi tác chín chừng 10 tuổi. Thực lực nhưng đã đạt đến còn thật 5 tầng trời, vậy coi như xuất chúng, nhưng lúc này, nhưng là bị người trọng thương, giống như thịt vụn vậy, sụi lơ trên đất. Hắn đôi mắt bên trong tràn đầy vô cùng oán độc thần sắc, nhìn trước người cách đó không xa một đạo thân ảnh. Đám người theo hắn ánh mắt nhìn, nhưng là không khỏi được thần sắc như thường. Chỉ gặp, ở trước mặt mọi người, xuất hiện một tên mặc áo xanh, thân hình cao lớn, cả người bắp thịt, xương cốt hình dáng rõ ràng dị thường. Mặt mũi cương mãnh, chân mày to dài, cổ đồng màu da người tuổi trẻ. Giờ phút này, người trẻ tuổi này đang chậm rãi thu hồi quả đấm. Có người thấp giọng kinh hô, người này, chẳng lẽ chính là Biển Hoàng Đảo Liệt Hải Long? Nghe nói, Hải Hoàng Đảo luyện thể chi đạo có 102 thiên hạ, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền, tiện tay một quyền, liền đem bực thiên tài này nghiền ép. Cái này Liệt Hải Long nghe nói là Hải Hoàng Đảo vạn năm vừa thấy võ đạo kỳ tài, chỉ là, làm người quá hung hãn, hơi không hề thuận, liền muốn lấy tay giết người, thủ đoạn lại là tàn nhẫn, thậm chí có lời đồn đãi, Liệt Hải Long có một cái yêu thích, chính là sinh xé người sống. Đây là, một tên tay cầm quạt xếp, mặt mũi trắng nõn công tử văn nhã, đi tới trước, hướng về phía Liệt Hải Long mỉm cười nói, Liệt huynh, cái này Long Môn thịnh hội còn chưa bắt đầu, cần gì phải kích động như vậy. Ra tay một cái, liền đem người đánh trọng thương. Mọi người nhìn về phía vậy trắng nõn công tử, lại là một hồi nghị luận, Thiên Nguyên Thư Viện Linh Ngọc Sinh cũng tới. Nghe nói Linh Ngọc Sinh cả người thần thông không thể tưởng tượng nổi, nhất là khắc chế chính là phương thức công kích đơn giản thể tu, không biết hắn cùng Liệt Hải Long đối với, ai thắng ai thua. Lần này Long Môn thịnh hội, muốn đặc sắc, không uổng công ta đi một chuyến. Liệt Hải Long lạnh lùng liếc Linh Ngọc Sinh một cái nói, người này, đối với ta Hải Hoàng Đảo bất kính. Nói xong, cũng không để ý Linh Ngọc Sinh, tự nhiên đi tới một cây đại thụ hạ, đứng trung bình tấn. Lăng Tử Yên tò mò nhìn chung quanh, trong mắt thành tựu xuất sắc liền liền, đây là Lâu Vũ Tiêu đối với nàng hỏi, Tử Yên, người cảm thấy những thứ này bên trong Hải Thiên mới như thế nào? Lăng Tử Yên nhìn vậy từng cái hăm hở nam nữ trẻ tuổi, có chút hưng phấn nói, thật là lợi hại, ta cũng muốn có một ngày, có thể xem bọn họ như vậy thần khí. Lâu Vũ Tiêu nghe vậy, mặt lộ một nụ cười châm biếm. Có thể, ngay tại lúc này, Lăng Tử Yên nhưng lại là mở miệng nói, chỉ là, bọn họ cũng không bằng sư phụ lợi hại. Mới vừa hiện lên ở Lâu Vũ Tiêu trên mặt nụ cười ngay tức thì đọng lại, nàng nhíu mày, xem ra, Lăng Tử Yên bị cái này gọi là Diệp Thần người đồ độc không cạn, tẩy não rất hoàn toàn. Đây là,
Lăng Tử Yên đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi, Lầu tỷ tỷ, các ngươi cái này Long Môn Thịnh Hội, một hồi muốn làm gì? Lầu Vũ Tiêu chỉ một cái trước mặt vậy phương đài cao nói, Long Môn Thịnh Hội liền ở trên đài cao kia cử hành, vậy đài cao tên là Thăng Long Đài, trên bậc thang cổng hình vòm, chính là Long Môn. Chỉ có qua được con rồng này cửa, leo lên Thăng Long Đài yêu nghiệt, mới có thể coi như là chân chính tham gia cái này Long Môn Thịnh Hội, những người khác cũng chẳng qua là tới vây xem, thấy đồng bối cường giả phong thái thôi. Lăng Tử Yên lại là nói, đến vậy trên Thăng Long Đài, lại muốn làm gì? Lâu Vũ Tiêu nghe vậy, mắt đẹp nhỏ tránh nói, ngư long đấu. Leo lên Thăng Long Đài các yêu nghiệt lẫn nhau khiêu chiến, so tài, xếp hạng thứ nhất người, gọi là Long Tử, đoạt được con rồng tên sau đó, liền có thể lấy được được đang tiến hành Long Môn Thịnh Hội khen thưởng. Hơn nữa, nếu như tương lai vậy trên đảo Long Vương di tích mở, con rồng cùng với ở ngư long đấu bên trong biểu hiện đặc biệt tốt người, đều có thể lấy được tiến vào di tích tư cách. Lăng Tử Yên mở chừng hai mắt nói, Lầu tỷ tỷ, lần này, người có thể xui xẻo. À, Lầu Vũ Tiêu có chút không hiểu nói, cái gì xui xẻo. Lăng Tử Yên chỉ một cái Diệp Thần nói, người dẫn ta sư phụ tới tham gia cái này Long Môn Thịnh Hội, như vậy, con rồng tên nhất định là sư phó ta. Vậy Long Nguyên Hóa Linh Quả, ngươi không lấy được. Lâu Vũ Tiêu nhìn Diệp Thần, lộ ra một tia cười lạnh nói, Diệp công tử nếu là thật xuất chúng như thế, ta đây là muốn kiến thức một chút, chỉ sợ, Diệp công tử không muốn lên đài. Nàng lời nói một lần, lại là có chút bất đắc dĩ cười một tiếng nói, huống chi, ta nguyên bản liền không có đánh coi là tranh đoạt con rồng này Nguyên Hóa Linh Quả, lần này Long Môn Thịnh Hội, vị kia, chỉ sợ cũng sẽ hiện thân, ta mặc dù nhìn mình rất cao. Nhưng cũng sẽ không vọng tưởng có thể đánh bại hắn. Chỉ cần có hắn ở đây, con rồng tên, liền không thể nào thuộc về người khác. Diệp Thần nghe vậy, nhìn về phía Lâu Vũ Tiêu, mặt mỉm cười, người này, là ai? Có thể để cho Lâu Vũ Tiêu cũng tự thẹn không bằng người, ngược lại để cho Diệp Thần vậy nổi lên một phần hứng thú. Hơn nữa, hắn đối với Long Nguyên Hóa Linh Quả, chí ở tất được, cũng không muốn bại bởi người bất kỳ. Lâu Vũ Tiêu mắt đẹp chớp động nói, Thần Uyên Thánh Tử Thần Uyên Thái Hư. Thần Uyên. Lâu Vũ Tiêu liếc hắn một mắt, cao mày nói, người liền Thần Uyên cũng không biết. Thần Uyên, là táng thiên hải bên trong, nhất là thế lực thần bí một trong, cái này Thần Uyên chỉ, chính là một nơi vô cùng là cổ xưa đáy biển vực sâu, nghe nói, tư chất không đủ người, tiến vào vậy Thần Uyên bên trong, khoảnh khắc tới giữa liền sẽ liền Thần Uyên lực lượng nghiền thành phấn vụn, chỉ là có thể ở trong đó sinh hoạt. Chính là một loại đối với tự thân chứng minh. Mà Thần Uyên bên trong thánh tử, lại là Thần Uyên bên trong, nghịch thiên nhất hạng người, sẽ bị ban cho Thần Uyên cái họ này. Ta năm đó, từng có may mắn gặp qua cái này Thần Uyên Thái Hư một lần, tin đồn bên trong, hắn có loại nào đó cao nhất huyết mạch, khí chất khác với người thường, hơn nữa, từ ra đời một khắc kia, liền có loại nào đó vô cùng là cường đại thiên phú thần thông, xa phi phàm tục có thể so sánh với. Lấy ta thực lực, đừng nói, là cùng giao thủ, sợ rằng, có thể hay không ở trong tay, chống nổi ba chiêu, cũng không nhất định. Diệp Thần nghe vậy, không khỏi thần sắc trầm xuống, cái này Thần Uyên Thái Hư lại lớn mạnh như vậy. Lấy hắn bây giờ còn chưa khôi phục thực lực, nếu như mượn một ít sóc lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng, vậy là có thể khó khăn lắm đánh bại Lâu Vũ Tiêu mà thôi, nếu như cái này Thần Uyên Thái Hư đúng như Lâu Vũ Tiêu nói như vậy, mình trạng thái bây giờ, rất có thể không phải đối thủ. Nhìn Diệp Thần ngưng trọng thần sắc, Lâu Vũ Tiêu có chút đắc ý, ở nàng nhìn lại, Diệp Thần cũng bị Thần Uyên Thái Hư nghịch thiên chấn nhiếp, rốt cuộc nhận rõ sở, mình tới là dạng địa phương gì. Có thể nàng nằm mơ vậy sẽ không nghĩ tới, Diệp Thần hiện đang suy tư là như thế nào đánh bại Thần Uyên Thái Hư. Ngay tại lúc này, mấy đạo nhân ảnh lần lượt từ chùm trong rừng đi ra, mỗi trên người một người cũng tản ra loại nào đó cùng người khác bất đồng uy thế. Nháy mắt tức thì. Tất cả mọi người ánh mắt, liền bị cái này mấy người hấp dẫn, bao gồm một mực dưới tảng cây đứng trung bình tấn liệt hải long. Trong chốc lát, cái này đảo tấm lòng mang, theo cái này mấy người xuất hiện, ngay tức thì yên tĩnh lại. Diệp Thần hướng cái này mấy người nhìn, rất nhanh, bên tai chính là vang lên mọi người kêu lên, nguyên bản an tĩnh lại đảo tim, lần nữa sôi trào. Đó là Thiên Long Điện điện chủ chi tử Long Thiếu Bơi, có tin đồn. Huyết mạch độ dày thậm chí còn ở Thiên Long Điện điện chủ bên trên, thậm chí, có thể, là vương loại. Vậy cô gái xinh đẹp, thật là mê người.
không phải là La Sát Hải Quỷ chủ đệ tử Quan Môn, thân phận thần bí, được gọi là Ngọc Tu La đáng sợ kia người phụ nữ chứ. Cái này thiếu niên cho người cảm giác, tốt kiềm chế, hắn chính là Tần Thiên chứ. Chẳng lẽ, hắn thật là loài người cùng hư không quái vật lai? Chỉ gặp, người đến theo thứ tự là một tên đầu sinh hai sừng, nhìn như ủng có long tộc huyết mạch, dung mạo thanh niên anh tuấn. Một tên mặc một kiện lụa mỏng, lúa mì màu da, dung nhan yêu dã, nóng như lửa vóc người, ở đó như ẩn như hiện lụa mỏng tôn lên dưới, càng mê người mị hoặc cô gái. Một tên khí chất âm trầm, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt hắc quang, khó hiểu làm người ta sinh lòng sợ hãi thiếu niên. Cùng với người cuối cùng, một tên mặc áo bào đen, dung nhan thanh tú, thần sắc cùng Diệp Thần có chút tương tự, vô cùng lãnh đạm thanh niên. Nguyên bản bởi vì cái khác mấy người xuất hiện mà sao động lên đám người, lần nữa yên lặng đi xuống, tất cả người thấy người thanh niên này ngay tức thì, đều là hô hấp đình trệ, tựa như liền máu đều không lại chảy xuôi như nhau. Cả thế giới bên trong, vạn vật tựa hồ cũng dừng lại, chỉ có người thanh niên này hướng Long Môn chậm rãi đi tới. Đột nhiên tới giữa, thanh niên ánh mắt lóe lên một tí, hướng Diệp Thần chỗ ở phương hướng nhìn một cái. Hai người hai mắt nhìn nhau ngay tức thì, tựa hồ cũng từ đối phương trong mắt thấy được một ít cộng có thứ. Bất quá, rất nhanh, tên thanh niên kia liền thu hồi ánh mắt đứng ở Long trước cửa. Đây là, Lầu Vũ Tiêu nhìn tên thanh niên kia, ánh mắt dần dần sáng lên nói, Thần Uyên Thánh Tử. Thần Uyên Thái Hư, không nghĩ tới, một đoạn thời gian không gặp, thực lực lại có tiến bộ không ít, quả nhiên, có hắn ở chúng ta những thứ này cái gọi là bên trong Hải Thiên Kiêu cũng phải ảm đạm thất sắc. Tên kia cùng Diệp Thần ở khí chất, trên thần sắc không hề thiếu chỗ tương tự, làm cho cả đảo tim an tĩnh lại thanh niên chính là Thần Uyên Thái Hư. Thần Uyên Thái Hư. Diệp Thần lầm bầm, thần sắc nhưng là ngay tức thì ngưng trọng. Chỉ là nhìn cặp mắt kia, Diệp Thần liền biết, đối phương rất mạnh. Đó là chưa từng đếm sống chết bên trong đi tới cường giả, đặc hữu ánh mắt. Mà trừ cái này ra, cái này Thần Uyên Thái Hư bất ngờ là một tên nửa bước thái chân cảnh tồn tại. Trăm tuổi trong khoảng, nửa bước thái chân. Cho dù là Diệp Thần, cũng rất rõ ràng, hôm nay mình là tuyệt đối không cách nào chiến thắng Thần Uyên Thái Hư. Chẳng lẽ, chỉ có thể chờ qua sau một khoảng thời gian, thân thể mới có thể hoàn toàn khôi phục sao? Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, làm ra xấu nhất dự định. Bất quá, hắn vẫn là quyết định tham gia cái này Long Môn Thịnh Hội, đi một bước, xem một bước. Có lẽ, sự việc còn có chuyển cơ. Ngay tại lúc này, mấy đạo khí tức cường đại ngay tức thì từ đảo tim bốn bể dâng lên, tất cả mọi người đều trong lòng rét một cái, tản mát ra hơi thở này, chính là thái chân cảnh tồn tại. Chỉ gặp, bầu trời bên trong, bốn bóng người đạp không tới, một cái chớp động liền xuất hiện ở Thăng Long Đài phía trên. Diệp Thần nhìn đột nhiên này xuất hiện mấy người, không khỏi con ngươi hơi co rúm lại. Liền hắn, đối mặt cái này mấy người lúc đều là cảm thấy một hồi kiềm chế. Cái này bốn người thực lực lại là chút nào không có ở đây kim tộc sư tử sư vương dưới. Sư vương bên ngoài biển cũng coi là bá chủ một phương, có thể, ở nơi này bên trong biển bên trong, chỉ là chủ trì một tên tiểu bối tụ họp, liền phái ra bốn tên loại cấp bậc này cường giả. Diệp Thần ánh mắt yếu ớt, cái này bên trong biển so hắn tưởng tượng bên trong, còn muốn sâu không lường được. Đây là, bốn người bên trong, một tên quần áo trang sức cùng Thần Uyên Thái Hư có chút tương tự. Sinh đối với kim mâu, vóc người lồi lõm thích thú, dung nhan tinh xảo, vô cùng là mị hoặc, nhưng hết lần này tới lần khác khí chất lại không có so lạnh lẽo cô gái, nhàn nhạt mở miệng nói. Lần này Long Môn Thịnh Hội, do bên trong biển thế lực khắp nơi cử hành, chỉ đang để cho trẻ tuổi đồng lứa bên trong người xuất sắc, dựa theo lệ cũ, đoạt được con rồng tên người, đem sẽ có được một kiện tưởng thưởng, lần này tưởng thưởng, chính là cái này. Nàng tiếng nói vừa dứt, cổ tay lộn gian. Một quả ánh vàng rực rỡ trái cây đã xuất hiện ở trong tay. Trái cây này nhìn qua, cùng quả xoài có chút tương tự, chỉ là toàn thân giống như vàng óng mỹ ngọc vậy, thông suốt vô cùng, lóe lên nhàn nhạt vàng rực. Kỳ lạ nhất chính là, trái cây bề ngoài bên trên lại là có một đạo xích kim long văn, đang không ngừng du duệ, phảng phất có sinh mạng vậy. Diệp Thần thấy vậy trái cây, sắc mặt vui mừng, đây cũng là Long Nguyên Hóa Linh Quả. Long Nguyên Hóa Linh Quả, có cải thiện thể chất. Tăng cường sinh cơ tác dụng, thậm chí, có tỷ lệ để cho ngủ say huyết mạch thức tỉnh. Mặc dù, những thứ này hiệu quả vậy dưới tình huống đối với Diệp Thần không có ích gì,
hắn thể chất đã biến thái đến một cái vượt xa bình thường bước, Long Nguyên Hóa Linh quả cũng không cách nào đối hắn có tăng lên, mà huyết mạch hơn nữa không thể nào như vậy đơn giản được thức tỉnh. Nhưng, cái này Hóa Linh quả còn có một cái đặc biệt tác dụng, chính là tu bổ kinh mạch cùng đan điền. Năm đó Tiêu Thủy Hàn nếu như uống quả này, vậy chưa đến nỗi chuyện về sau như vậy phức tạp. Người bình thường, kinh mạch cùng đan điền hoàn toàn bị phá hoại, ăn cái này Hóa Linh quả chỉ sợ cũng không có thể hoàn toàn khôi phục, nhưng, Diệp Thần nhưng không giống nhau. Hắn vốn là có thể phục hồi như cũ, chỉ là cần thời gian, có cái này Hóa Linh quả xúc tiến, thì có thể tiết kiệm đi hắn không thiếu phiền toái. Thấy mọi người ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vậy Hóa Linh quả, không thiếu thiên kiêu trong mắt đã dấy lên chiến ý, Kim Mâu cô gái lần nữa mở miệng nói, hiện tại, Long Môn Thịnh Hội chính thức bắt đầu, các vị có thể lên thăng Long Đài. Lời vừa nói ra, lúc này liền có mấy đạo thân ảnh không kịp chờ đợi hướng vậy thăng Long Đài phóng tới. Có thể, liền khi bọn hắn vượt qua Long Môn ngay tức thì, nhưng là sắc mặt chợt biến đổi. Trong đó hai người cơ hồ là ngay tức thì dừng bước, cả người cũng đang khẽ run, tựa như thừa nhận khó có thể tưởng tượng cự lực. Chỉ có một người, vượt qua cấp mấy nấc thang, tiến vào hạ một đạo Long Môn, có thể, lần này, người này nhưng là chợt bị đè nằm trên đất, hắn sắc mặt liền trắng, hà mồm phun ra một ngụm máu tươi, phần lưng lõm xuống, hiện lên một đạo dấu móng tay, nhìn qua, giống như hắn là bị một cái long chảo cho giữ ở trên mặt đất vậy. Một khắc sau, cái này ba người đều là thân hình chấn động một cái, bị bắn ra liền vậy thăng Long Đài nấc thang. Nguyên bản còn nhao nhao muốn thử thiên kiêu cửa, ngay tức thì chính là sắc mặt biến đổi, bị tạt một chậu nước lạnh. Con rồng này cửa, cũng không phải là tốt như vậy xong. Cái này ba người, người mạnh nhất là một tên còn thật 5 tầng mỗi ngày kiêu, có thể, cũng chỉ là bước lên đạo thứ 2 Long Môn mà thôi. Mọi người ở đây có chút do dự bất quyết lúc đó, một đạo thân ảnh nhưng xuất hiện ở Long trước cửa. Chính là vậy cả người hắc quang lượn lờ, nghe nói có hư không quái vật huyết mạch âm trầm thiếu niên. Tần Thiên. Tần Thiên cơ hồ không chần chờ chút nào, bước chân động một cái liền bước lên vậy bạch ngọc nấc thang, hắn bóng người ở nấc thang bên trên thật nhanh chớp động, lại là tiếp liền đạp qua mấy đạo Long Môn, không tới ba cái hô hấp công phu, hắn đã tới thăng Long Đài nóc. Đây là, hắn bề mặt hắc quang, bỗng nhiên một thịnh, một loại hung ác hơi thở từ trong cơ thể truyền ra, một khắc sau, Tần Thiên đã rơi vào trên thăng Long Đài. Đám người, thấy một màn này đã là trợn mắt hốc mồm. Đối với còn chân cảnh 5 tầng thiên tồn tại mà nói, liền đạo thứ 2 Long Môn đều không cách nào thông qua, có thể Tần Thiên đâu. Như vào chỗ không người à. Những tin đồn này bên trong yêu nghiệt, quả nhiên, cũng không phải là lãng đắc hư danh. Mà Tần Thiên lên đài, nhưng chỉ là một bắt đầu. Nháy mắt tức thì, một tiếng rồng ngâm vang lên, ngay sau đó, cuồn cuộn sát khí bao phủ toàn bộ đảo tim khu vực, Long Thiếu Bơi, Ngọc Tu La cũng là ngay tức thì liền động. Long Thiếu Bơi cả người long khí kích động ra, hắn hử lạnh một tiếng, một đầu cự long hư ảnh, ngay tức thì đem vậy Long Môn áp lực toàn bộ áp chế, Long Thiếu Bơi lại là trực tiếp liền vượt qua Long Môn, vò tới đài cao nóc. Mà dung mạo diêm dúa Ngọc Tu La thì là cả người đột nhiên băng lạnh xuống, vô cùng sát khí mãnh liệt ra, thân hình một cái lóe lên, liền giống như Long Thiếu Bơi vậy xuất hiện ở nóc. Tiếp theo vậy lục tục, có một ít người leo lên thăng Long Đài, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong đó thì có Linh Ngọc Sinh cùng Liệt Hải Long. Thành công leo lên Long Môn người, thực lực thấp nhất, vậy có còn chân cảnh 5 tầng thiên trở lên thực lực. Dĩ nhiên những người này phần lớn không cách nào dùng cảnh giới tới dự đoán thực lực. Cũng có vượt cấp mà chiến năng lực. Đây là, Lầu Vũ Tiêu mắt đẹp bỗng nhiên ác liệt, hắn quanh thân loại nào đó vô cùng là huyền ảo kiếm ý một thịnh, thân hình chớp động tới giữa, cũng là giống như một chuôi xuất khiếu trường kiếm vậy. Biến dạng hết thảy, ngay tức thì xuyên thủng vậy Long Môn áp chế, xuất hiện ở thăng Long Đài bên trên. Đám người thấy vậy không khỏi được ánh mắt sáng lên. Đều là bị Lâu Vũ Tiêu thực lực cùng dung mạo sở kinh xinh đẹp. Không ít người nghị luận, nàng chính là Lâm Thiên Tông trưởng môn đệ tử Lâu Vũ Tiêu. Quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là xếp hạng bên trong biển nữ thần bảng trước 10 tuyệt đại người đẹp à, phong tư tuyệt thế. Nếu là có thể thà kết thành đạo lữ. Để cho ta giảm thọ vạn năm, ta cũng nguyện ý à. Đừng có nằm mộng, Lâu Vũ Tiêu xưa nay trong trẻo lạnh lùng, liền trên đài thiên kiêu cũng chưa chắc có thể cùng nàng nói chuyện. Ngay tại lúc này, trên đài Lâu Vũ Tiêu nhưng là đột nhiên nhìn về phía Diệp Thần.
Nàng đôi mắt híp một cái, có chút khiêu khích mỉm cười nói, không biết, Diệp công tử có thể dự định leo lên Thăng Long Đài. Lâu Vũ Tiêu, định cho Diệp thần khó chịu. Hôm nay, Lăng Tử Yên đã thấy qua những thiên kiêu đó lên đài phong thái, nếu như Diệp thần cự tuyệt lên trời, ở Lăng Tử Yên hình tượng trong lòng nhất định sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng chứ. Có thể, ra nàng dự liệu phải, Diệp thần nghe vậy lại là nhàn nhạt nói, đang có ý đó. Lâu Vũ Tiêu nhướng mày một cái, không nghĩ tới, Diệp thần đến lúc này còn có thể mạnh miệng. Một khắc sau, mặt nàng cho thì có chút băng lạnh xuống, nàng ngược lại là phải xem Diệp thần làm sao leo lên Thăng Long Đài. Tại chỗ một đám võ giả nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, vị này tin đồn bên trong trẻo lạnh lùng vô cùng nữ thần, lại là chủ động và nam tử nói chuyện. Bọn họ không khỏi có chút hiếu kỳ, vị này Diệp công tử kết quả là nhân vật thế nào? Nháy mắt tức thì, vô số đạo ánh mắt chính là ngay tức thì tập trung đến Diệp thần trên mình. Có thể, khi nhìn rõ sở Diệp thần tu vi sau đó, không ít người đều là khẽ cau mày, mặt lộ khó tin cùng vẻ khinh thường. Yên lặng ngắn ngủi sau này, đủ loại châm chọc vang lên theo. Không có linh khí, thằng nhóc này, không cách nào tu võ. Cái loại này tàn phế, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này Long Môn đảo bên trên. Buồn cười nhất chính là, hắn còn miệng ra cuồng ngôn, muốn bước lên Thăng Long Đài. Ha ha, không phải còn chân cảnh 5 tầng thiên cường giả, không cách nào leo lên Thăng Long Đài, hắn. Nếu như hắn thật không biết sống chết đến tình cảnh này, sợ rằng sẽ trực tiếp bị Thăng Long Đài nghiền thành bột chứ. Bọn họ nguyên vốn cho là bị Lâu Vũ Tiêu gọi là Diệp công tử tồn tại, dầu gì, cũng là còn thật 5 tầng thiên trở lên tồn tại chứ. Có thể, lại liền võ giả đều không phải là. Cái loại này chênh lệch quá to lớn. Tất cả người, cũng chờ Diệp thần bêu xấu, không xuống đài được đâu. Mà trên đài Lâu Vũ Tiêu, lắc đầu nói, tự làm bậy, không thể sống. Đây là, Lăng Tử Yên đối mặt nhiều người như vậy vậy tràn đầy ác ý ánh mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện lên vẻ lo âu, nàng nhẹ nhàng siết Diệp thần vạt áo nói, sư phụ. Nếu không, chúng ta không đi lên. Bất luận như thế nào. Diệp thần ở nàng trong lòng chính là ưu tú nhất sư phụ, căn bản không cần chứng minh cái gì. Diệp thần hướng về phía Lăng Tử Yên lộ ra vẻ mỉm cười nói, Tử Yên, cái này ngư long đấu ngược lại cũng có chút ý, ngươi học hỏi một phen, đối với ngươi tu võ cũng có nhất định chỗ tốt, ngươi có muốn hay không và sư phụ đi lên xem. Thái chân cảnh cường giả giao thủ, đối với mới vừa tu võ Lăng Tử Yên mà nói, có thể nói, là cao nhất cơ duyên. Lăng Tử Yên nghe vậy sửng sốt một chút, theo thật hưng phấn gật đầu một cái nói, ta nguyện ý. Một khắc sau, Diệp thần chính là trực tiếp đem Lăng Tử Yên ôm ở trong ngực, hướng Long Môn đi tới. Đám người thấy vậy, đều là thần sắc biến đổi, thằng nhóc này nổi điên. Mình chết cũng được đi, còn muốn mang cô bé này, cùng nhau chịu chết. Mà Thăng Long Đài lên Lâu Vũ Tiêu thấy vậy, lại là con ngươi co giúp một cái. Mắt đẹp bên trong ngay tức thì dâng lên vô cùng lửa giận cùng với sát ý, quát lên, Diệp thần. Ngươi dừng lại cho ta tới. Ta nguyên vốn cho là ngươi chỉ là một tên lường gạt, có thể không nghĩ tới, ngươi lại vô sỉ đến tình cảnh này. Ở nàng nhìn lại, Diệp thần đây là không nghĩ ra xấu xí, thậm chí không tiếc cầm Lăng Tử Yên tánh mạng bức bách tự mình ra tay, ngăn cản hắn bước lên Thăng Long Đài à. Hắn không làm được Lăng Tử Yên sư phụ, thì phải phá hủy Lăng Tử Yên. Loại người này, ở Lâu Vũ Tiêu trong lòng thật là đều không thể gọi làm người. Âm một tiếng, Lâu Vũ Tiêu quanh thân bạo phát ra một hồi gió lớn, một hồi kiếm khí gió lớn, nàng trầm giọng nói, lại bước lên trước, ngươi hẳn phải chết. Lăng Tử Yên nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là một hồi khẩn trương, hô lớn, Lâu tỷ tỷ, ngươi tại sao mắng sư phụ? Còn muốn đối với sư phụ ra tay, ngươi có phải hay không hiểu lầm liền cái gì? Mọi người chung quanh nghe vậy. Đều là một hồi lắc đầu, con bé này cũng là đáng thương, bị người bán, còn giúp người đếm tiền đâu. Có thể, giờ phút này, Diệp thần nhưng tựa như mất đi thính giác vậy, lại là hoàn toàn không để ý Lâu Vũ Tiêu uy hiếp, tiếp tục về phía trước. Lâu Vũ Tiêu trên mặt dùng mình mãnh liệt, một khắc sau, một đạo vô cùng sáng chói, rét lạnh, đồng thời mang một loại huyền diệu khó giải thích vận vị kiếm quang ngay tức thì từ Thăng Long Đài trên, kích động ra, hướng Diệp thần cuốn tới. Kiếm quang này chém ra ngay tức thì, một đám võ giả rối rít sắc mặt biến đổi, có một loại liền thần hồn đều bị hắn xuyên thủng, cảm nhận được sinh tử cảm giác.
liền liền Thăng Long Đài lên Thiên Kiêu cửa đều là hơi biến sắc mặt. Một kiếm thật là khủng khiếp. Có thể, ngay tại lúc này, một đạo kim mang nhưng là ngay tức thì chớp mắt, đem vậy nhìn như sắc bén vô cùng kiếm quang vặn thành nghiền. Lâu Vũ Tiêu hơi sững sờ, nhìn về phía bầu trời bên trong vậy kim mâu cô gái, cau mày nói, tiền bối, ngài đây là. Kim mâu cô gái nhàn nhạt nói, người bất kỳ không được quấy nhiễu những người khác bước lên Thăng Long Đài. Lâu Vũ Tiêu nghe vậy, óc ông một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nàng nhớ tới Lăng Tử Yên phụ thân trước khi chết dặn dò. Đối với Lăng phụ, Lâu Vũ Tiêu một mực mang trong lòng áy náy, nếu như Lăng Tử Yên chết như vậy, nàng làm sao không phụ lòng Lăng phụ ân cứu mạng. Lâu Vũ Tiêu con người run rẩy, có chút cuồng loạn hét lớn, đáng chết, Diệp Thần, dừng lại à. Người điên rồi sao, người sẽ chết. Dừng lại cho ta, nếu không, Long Môn Thịnh Hội kết thúc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Có thể, bất luận nàng nói gì, Diệp Thần đều là không nhúc nhích chút nào. Thậm chí liền tốc độ chạy đều không có thay đổi. Lâu Vũ Tiêu, thật là cũng muốn khóc lên à. Một khắc sau, nàng hít sâu một hơi, mở miệng lần nữa, hướng về phía Diệp Thần hô lớn, Diệp Thần. Ta sai rồi, ta tin tưởng ngươi thực lực, cầu ngươi không muốn đi về phía trước nữa, ngươi yên tâm. Ta lấy đạo tâm thể, người hiện tại dừng lại, ta bảo đảm sẽ không hướng ngươi trả thù. Nàng chặt chẽ cắn môi, mắt đẹp bên trong là khuất nhục. Đây là nàng đời người, lần đầu tiên cầu người. Diệp Thần, thắng. Vì để cho Diệp Thần dừng lại, nàng không tiếc hết thảy. Mọi người thấy Diệp Thần, đều là mặt lộ vẻ chán ghét. Giờ phút này, bọn họ vậy rõ ràng, cái này tiểu nhân hèn hạ là cầm đứa bé kia tánh mạng uy hiếp lầu nữ thần đâu. Thật là không bằng heo chó à. Bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng, Diệp Thần cho dù lên đài sau khi thất bại, không có chết, bọn họ cũng phải thay lầu nữ thần giết thằng nhóc này. Chỉ có Lăng Tử Yên ôm thật chặt Diệp Thần, cuối cùng, trong đôi mắt to cũng không có một chút sợ hãi. Đối với Diệp Thần, nàng là tuyệt đối tín nhiệm. Bỗng nhiên, Diệp Thần ngẩng đầu lên, nhìn Thăng Long Đài lên Lâu Vũ Tiêu một mắt, nhàn nhạt nói, Lâu Vũ Tiêu. Người lấy là ta không cách nào leo lên cái này Thăng Long Đài. Cách ngồi đáy giếng, thì như thế nào biết được trên 9 tầng trời cự long, là như thế nào bay vút lên. Ta phải nói cho ngươi, ngươi đánh giá quá cao mình, vậy đánh giá quá thấp ta, còn con này Long Môn, ở trong mắt ta bất quá là đứa nhỏ trò chơi thôi, qua làm sao cần phải cái gì linh khí. Hiện tại, mở mắt ra, cho ta nhìn cho thật kỹ, cái gì mới kêu trời kêu. Vậy ngay tại lúc này, Diệp Thần một cái chân, bước lên vậy Thăng Long Đài nấc thang. Mà Lâu Vũ Tiêu, mắt đẹp bên trong đã tràn đầy tuyệt vọng, Lăng Tử Yên hết cứu. Nàng sai rồi, Diệp Thần quả thật không phải tên lường gạt gì. Mà là được chứng vọng tưởng bệnh thần kinh à. Liền linh khí cũng không có, lại vẫn lấy vì mình là cái gì thiên kiêu. Có thể, ngay tại lúc này, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Chỉ gặp, Diệp Thần bước chân thong thả. Lại là từng bước hướng Thăng Long Đài trên đi tới. Tốc độ chậm, cũng không chậm, giống như đi dạo sân vắng vậy. Lăng Tử Yên ở Diệp Thần trong ngực mở to mắt, tò mò đánh giá bốn phía, kia chút nào khó chịu dáng vẻ. Tất cả người thấy một màn này, đều là đôi mắt trợn tròn, kinh ngạc được liền miệng cũng hợp không lên, óc đều phải trực tiếp nổ tung à. Diệp Thần lại thật xuyên qua mấy đạo Long Môn. Điều này sao có thể? Không có linh khí, cũng có thể xuyên qua Long Môn, tựa hồ chỉ có một giải thích hợp lý. Chính là, Diệp Thần chỉ là lực lượng của thân thể đã vượt qua cực hạn. Truyền thuyết trung thần thú cũng không có như thế kinh khủng thân xác chứ. Liền liền chưa lên đài thần Uyên Thái Hư, nhìn Diệp Thần đều là ánh mắt hơi lóe lên. Mà cùng đám người, kịp phản ứng lúc đó, Diệp Thần đã hoàn toàn leo lên Thăng Long Đài. Thành công! Một cái không có linh khí người thành công leo lên Thăng Long Đài à. Tại chỗ võ giả thật là đều phải rung động đến ngất đi. Lâu Vũ Tiêu, giờ phút này đã hoàn toàn trợn tròn mắt, nàng một mặt vì Lăng Tử Yên còn sống mở ra tim, một mặt, lại vì Diệp Thần mới vừa đối với mình dày, châm chọc mà tức giận. Nhưng, hết lần này tới lần khác, nàng lại hoàn toàn không cách nào phản bác Diệp Thần. Trong chốc lát, Lâu Vũ Tiêu siết chặt hai quả đấm, trong lòng là ủy khuất. Diệp Thần nhưng là đánh mặt nàng. Là nàng, ếch ngồi đáy giếng. Có thể, vậy không cần phải nói được như thế quá đáng chứ.
ai có thể nghĩ tới, trên đời thật là có cái loại này thân xác nghịch thiên cực kỳ biến thái à. Cùng lúc đó, Diệp Thần thần sắc động một cái, hướng sau lưng nhìn, chỉ gặp, một tên mặc áo dài trắng thanh niên đang từ hắn sau lưng đi tới. Đám người lại là cả kinh, người nọ bất ngờ là Thần Uyên Thái Hư. Sự thần bí khó lường này Thần Uyên Thánh Tử, lại là chẳng biết lúc nào trực tiếp lên đài. Bọn họ liền xem cũng không thấy à. Đây là, vậy Kim Mâu cô gái gặp không có ai tiếp tục lên đài, lúc này mở miệng nói, như vậy, lên đài đến đây kết thúc, leo lên thăng long đài các vị, coi như là chính thức tham gia cái này long môn thịnh hội, hiện tại, có thể bắt đầu ngư long đấu. Các vị có thể tùy ý khiêu chiến thăng long đài lên người bất kỳ. Thăng long đài lên yêu nghiệt, không hề nhiều, hôm nay, tổng cộng có mười mấy người. Diệp Thần leo lên cái này thăng long đài sau đó, đột nhiên, thần sắc động một cái, đáy mắt mơ hồ hiện lên vẻ vui mừng. Dưới chân cái này thăng long đài, hàm chứa cực kỳ đậm đà long khí, mấu chốt nhất là, con rồng này khí cùng trong cơ thể hắn long cốt vô cùng là thân thiện. Nói cách khác, hắn có thể hấp thu thăng long đài bên trong long khí. Nếu như hắn đem long khí, toàn bộ hấp thu, cho dù không có vậy long nguyên hóa linh quả, thương thế cũng có thể sẽ khôi phục một phần chia. Vui mừng ngoài ý muốn. Lúc này, Diệp Thần trực tiếp ngồi xếp bằng ở liền thăng long đài trên, lại là bắt đầu tu luyện. Dưới đài các võ giả, thấy một màn này, lần nữa ngu. Diệp Thần là không ngoài dự liệu sẽ chết sao? Mỗi lần, đều phải làm cái loại này không cách nào hiểu chuyện. Trong chốc lát, trên đài thiên kiêu cửa đều là khẽ cau mày, Diệp Thần đối với cái này long môn thịnh hội bất kính. Bọn họ đều là tới so tài, người tu luyện. Xem thường bọn họ. Bất quá, những người này tạm thời không có khiêu chiến Diệp Thần ý, cho dù Diệp Thần thông qua long môn, ở bọn họ xem ra, cũng là cái này thăng long đài trên, thực lực tồn tại lót đáy. Khiêu chiến hắn là tự hạ thân phận. Đây là, một tên mặc một bộ ánh sáng bạc lóng lánh chiến giáp thanh niên, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía Liệt Hải Long nói, Liệt Hải Long, ta muốn khiêu chiến ngươi. Liệt Hải Long mặt vô thần sắc, chậm rãi đi đến thăng long đài trung tâm. Thanh niên kia trong mắt hung quang chớp động nói, mới vừa, bị ngươi đánh bị thương chính là em trai ruột ta, nỗi thống khổ của hắn, ta muốn cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Liệt Hải Long nghe vậy, chỉ là có chút không kiên nhẫn nói, ngươi, nói nhảm quá nhiều. Giáp bạc thanh niên nghe vậy, trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn vẻ, khẽ quát một tiếng, cả người giáp bạc ánh sáng một thịnh, đạo đạo bạc điện, lượn lờ quanh thân, đồng thời, trong tay hắn cũng là nhiều hơn một chuôi màu bạc súng trường. Vậy súng trường thanh minh một tiếng, chính là một thương hướng Liệt Hải Long lướt đi. Trên mũi thương, mơ hồ lượn lờ lực lượng nào đó, thiên địa, tựa như đều ở đây cái này một thương bên trong có chút biến hóa vậy. Thanh niên này lại là lĩnh ngộ từng tia quy luật. Đám người thấy vậy, không khỏi có chút kích động, có lẽ, thanh niên này cùng Liệt Hải Long tới giữa đêm sẽ có một trận đại chiến. Có thể, một khắc sau, Liệt Hải Long trong mắt tinh quang chớp mắt lại là khoát tay. Trực tiếp đem vậy cán thương nắm ở trong tay. Ngay sau đó, hắn thân hình thoát một cái, liền xuất hiện ở thanh niên thân thể, một quyền đánh ra. Thanh niên kia sắc mặt biến đổi, giáp bạc trên điện mang, càng sáng mấy phần, biến thành một tấm lưới sét. Có thể, Liệt Hải Long quả đấm lại là tựa như tuyệt xuyên thể vậy, không nhìn thẳng vậy lưới sét hung hăng đập vào khôi giáp bên trên. Sắc sắc một tiếng vỡ vang lên. Vậy khôi giáp lại là bị một quyền này trực tiếp đập ra một chút vết rách. Phốc đích một tiếng, thanh niên trong miệng máu tươi cuồng phún, cả người cũng là đổ bay ra, trực tiếp rớt xuống thăng long đài dưới. Hiện trường, một phiến tĩnh mịch. Một chiêu, bại trong chớp mắt. Mặc dù cùng chỗ tại một cảnh giới, nhưng, Liệt Hải Long và thanh niên này thực lực, hiển nhiên không có ở đây cùng một tầng thứ lên A. Có người cảm thán nói, yêu nghiệt và yêu nghiệt tới giữa, cũng có chênh lệch. Thiên cấp thế lực có thể thành là thiên cấp thế lực, không phải là không có đạo lý. Lăng Tử Yên giờ phút này, đang có chút ngẩn ra, Liệt Hải Long mới vừa một quyền kia, nàng xem không hiểu, nhưng trong đó vận luật nhưng không khỏi để cho nàng có một ít hiểu ra. Giờ phút này, nghe được dưới đài có người nghị luận, nàng mắt to không khỏi chớp động một tí. Bên trong biển bên trong thế lực, phân là thiên địa huyền hoàng, bốn cái đẳng cấp. Thiên cấp là bên trong biển bên trong chóp đỉnh kim tự tháp một nhóm kia thế lực. Nhưng, cũng không phải là nói, thiên cấp thế lực liền vô địch. Thiên cấp thế lực bên trên,
còn có bị bên trong biển người, gọi là bốn ẩn tồn tại. Vì sao là bốn ẩn? Bốn ẩn, chính là bốn đại ẩn tàng thế lực. Cái này bốn đại ẩn tàng thế lực, mới thật sự là chủ trong bàn tay biển phong vân đồ vật khổng lồ, nhưng, bốn ẩn thân là ẩn núp thế lực, có một cái chung nhau đặc điểm, vậy dưới tình huống, không nhúng tay vào bên trong biển thậm chí còn toàn bộ hải vực phân tranh bên trong. Chủ này cầm Long Môn Thịnh Hội bốn tên cường giả, liền là tới từ cái này bốn ẩn thế lực. Theo thứ tự là, Thần Uyên, Hư Cung, La Sát Hải, Thiên Long Điện. Những thứ này đều là Lâu Vũ Tiêu ở trên đường nói cho nàng. Lăng Tử Yên nhìn về phía Liệt Hải Long, đây chính là thiên cấp thế lực yêu nghiệt, không biết sư phụ đánh bại hắn cần mấy chiêu. Tiếp theo, không ngừng có bữa kiêu lẫn nhau khiêu chiến, trên căn bản, Thăng Long Đài trên tất cả người, cũng cùng người khác tiến hành chiến đấu, có thắng bại. Tổng thể mà nói, cái này Thăng Long Đài trên người thực lực, phân là ba cái cấp bậc. Bốn ẩn thiên kiêu, là thứ nhất đương, Tần Thiên, Long Thiếu Bơi, Ngọc Tu La, Thần Uyên Thái Hư, cũng không có thua trận. Thiên cấp thế lực yêu nghiệt, là thứ hai đương. Cái này Ngư Long đấu, cũng không phải là nói chiến bại thì phải lui trận, chỉ cần không có bị đánh rơi Thăng Long Đài, như vậy thì có tiếp tục tranh đoạt con rồng tên tư cách. Phen này khiêu chiến, cũng coi là quét sạch như vậy giáp bạc nam tử vậy, thực lực kém một chút một bậc thiên kiêu. Rất nhanh, trên đài, chỉ còn lại 10 người, cái này còn bao gồm Lăng Tử Yên. Mà chỉ có 2 người, cho tới hôm nay còn không có xuất thủ qua. Vậy, chính là Diệp Thần cùng Thần Uyên Thái Hư. Thần Uyên Thái Hư không ra tay, có thể hiểu, hắn là vua không ngai, trên thực tế lần này con rồng đã coi như là hắn vật trong túi, cho dù giống vậy xuất thân từ bốn ẩn thiên kiêu, cũng không muốn hiện tại liền đối với Thần Uyên Thái Hư. Cho dù thật muốn đánh, cũng là ở bại hết sức Thăng Long Đài trên đám người, dùng cái này ngạo nhân thắng lợi, tới vững chắc đạo của mình tim sau đó, sẽ hành động lại tay. Nếu không, còn chưa chiến, bọn họ liền sẽ bị Thần Uyên Thái Hư vậy trong vô hình uy thế, áp chế nửa xoay sở. Có thể, Diệp Thần đến bây giờ còn giống như là chết rắn như nhau, nương nhờ trên đài một hơi một tí, thật cầm nơi này làm tu luyện bảo địa. Cái này thì để cho rất nhiều người nhìn không được. Liền liền Thần Uyên Thái Hư đều là khẽ cau mày. Giờ phút này, Liệt Hải Long đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước người, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo mắt nhìn xuống Diệp Thần nói, thằng nhóc, nơi này là Thăng Long Đài, võ giả trao đổi chi địa, ngươi cầm nơi này làm nhà mình. Còn ở đây sửa sang luyện đâu, ngươi kinh mạch đan điền đều đã hủy xấu xa, tu luyện. Lại tu luyện thế nào, đều là một tên phế vật. Ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, hoặc là, cùng ta đánh một trận. Hoặc là, mình lăn xuống đài đi. Ở hắn xem ra, Diệp Thần rõ ràng cho thấy chứ. Diệp Thần kinh mạch đứt đoạn, đan điền bị hủy, tu luyện hữu dụng không? Bất quá là sợ, ở tránh đánh thôi. Liệt Hải Long là võ si, ở hắn trong suy nghĩ, cái này Thăng Long Đài là thần thánh, Diệp Thần cái loại này hèn nhát, ở lại chỗ này, thật là đối với bọn họ những cường giả này làm nhục. Cuối cùng, hắn vẫn là xem thường Diệp Thần. Cho dù Diệp Thần thông qua Long Môn. Có thể, giờ phút này, Diệp Thần toàn bức tâm thần đều đắm chìm đang đối với long khí hấp thu bên trong, nơi nào chú ý cái này Liệt Hải Long. Thăng Long Đài bên trong long khí, mặc dù đậm đà, nhưng giấu được nhưng khá là mịt mờ, nếu không phải Diệp Thần có long cốt còn chưa hẳn có thể phát hiện được. Cho nên, đối với phần lớn người mà nói, Diệp Thần liền cùng ngồi ngẩn người không việc gì khác biệt. Liệt Hải Long trong mắt ý định giết người một thịnh, hắn thần sắc âm lãnh quát lên, thằng nhóc, ba cái hô hấp thời gian, đã đến, là ngươi cút. Vẫn là ta đưa ngươi đi xuống. Nhưng, ra tất cả người dự liệu phải, cho tới giờ khắc này, Diệp Thần lại vẫn không nói một lời, thật giống như thật đang tu luyện như nhau. Liệt Hải Long thấy vậy, từng cơn tức giận, ở trong lòng cuồn cuộn, sắc mặt hoàn toàn băng hàn liền đứng lên. Hắn cả người linh khí cực nhanh vận chuyển. Cả người giống như là một đầu xúc thế đãi phát mãnh hổ vậy, tản ra vô cùng nguy hiểm hơi thở. Ngay tại Liệt Hải Long sắp thời điểm xuất thủ, Lăng Tử Yên nhưng là đột nhiên chắn Diệp Thần trước người, vô cùng kiên định trợn mắt nhìn Liệt Hải Long nói, ta sư phụ đang tu luyện, người chớ có quấy rầy hắn. Liệt Hải Long nhàn nhạt liếc Lăng Tử Yên một mắt, giờ phút này, nhưng là không chút nào ý thu tay, hắn hơi thở ấp úng, cả người quanh thân cũng phun trào ra một loại bá đạo vô cùng ý vật. Tựa hồ, phải đem che trước mặt mình hết thảy, cũng quét một cái sạch.
Lâu Vũ Tiêu thấy vậy, sắc mặt biến đổi, chợt một kiếm bão tố ra, huyền ảo kiếm vận, như cuồng phong, hướng Liệt Hải Long cuộn sạch đi. Đang chuẩn bị đối với Diệp Thần xuất thủ, Liệt Hải Long thấy vậy, thần sắc biến đổi, chợt hét lớn một tiếng nói, hình hổ bá vương quyền. Một tiếng hổ gầm, vang khắp Long Môn đảo, Liệt Hải Long trong quả đấm nhiều hơn một cái cốt chế quả đấm, chợt một quyền, hướng Lâu Vũ Tiêu kiếm khí đánh tới, một đạo trông rất sống động hình hổ giấu quyền, hướng kiếm khí gió lớn, hung hăng nhào lên. Ầm một tiếng vang thật lớn, hai bên công kích tiêu trừ tại vô hình, nhìn qua, giống như là bên tám lạng, người nửa cân, nhưng... Đột nhiên, Liệt Hải Long trên cánh tay liền rào một tiếng, phun sông ra hàng loạt máu tươi, xuất hiện một đạo sâu thấy tới xương kiếm tổn thương. Liệt Hải Long nhìn trên cánh tay kiếm tổn thương, thần sắc khó coi nói, Lâu Vũ Tiêu, người muốn ngăn cản ta. Lâu Vũ Tiêu lạnh lùng nhìn Liệt Hải Long nói, người muốn giết họ Diệp này tùy ngươi, nhưng, cô bé kia ngươi nếu như đụng nàng một sợi tóc, ta muốn ngươi chết. Liệt Hải Long ánh mắt, ngay tức thì âm độc đứng lên, ngay tại giữa song phương bầu không khí, cơ hồ một chút thì phải nổ lúc đó, một đạo nhàn nhạt thanh âm nam tử, ở nơi này Thăng Long đài trên vang lên. Chính là ngươi, muốn đả thương đồ nhi ta. Mọi người dưới đài nghe vậy, tất cả giật mình, thanh âm này, bọn họ rất quen thuộc. Chỉ gặp, nguyên bản một mực nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần, giờ phút này đã mở hai mắt ra, chậm rãi đứng lên. Lâu Vũ Tiêu thấy vậy, có chút nóng nảy nói, ngươi, hiện tại dậy tới làm gì? Mặc dù, nàng nói là vì Lăng Tử Yên ra tay, nhưng, trên thực tế, nàng quả thật cũng có ý giúp Diệp Thần một cái, dẫu sao, nàng mới vừa rồi bêu xấu Diệp Thần, coi như là nàng đối với Diệp Thần một chút bồi thường. Có thể, tên này, hết lần này tới lần khác vào lúc này dậy rồi. Dưới đài các võ giả vậy rối rít lắc đầu một cái, nhìn Diệp Thần mặt đầy không nói vẻ. Thằng nhóc này đơn giản là tìm chỗ chết người điên à, không thấy được Lâu Vũ Tiêu đều ở đây bảo hắn sao. Còn không tán thưởng, mình nhảy ra. Lấy vì mình thông qua Long Môn liền vô địch sao. Liệt Hải Long nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt mỉa mai nói, làm sao, tu luyện lâu như vậy, có không có thu hoạch gì à? Thu hoạch, thật là có. Diệp Thần tiếng nói vừa dứt, trong cơ thể xương cốt chợt một hồi tí tách vang dội, một cổ vô cùng cường đại long khí từ hắn cả người trên dưới, bay lên. Liên quan, Diệp Thần cả người đều có chút hóa rồng, một phiến phiến vảy rồng, từ hắn bề mặt sinh ra. Thiên Long Điện Long Thiếu Bơi thấy vậy, mặt hiện một vẻ kinh ngạc nói, thật là mạnh long khí. Đây là, long cốt, hắn lại thân cái long cốt. Mà ở Diệp Thần hóa rồng đồng thời, toàn bộ trên Long Môn đảo, thậm chí, là đúng cái hải vực linh khí lại đều là làm dẫn động. Trong nháy mắt, một phiến to lớn năm màu vòng xoáy xuất hiện ở Diệp Thần đỉnh đầu, hóa thành một cái vễu vậy linh khí đám mây, nhanh chóng bơm vào đến Diệp Thần trong cơ thể. Nguyên bản, chút nào linh khí không có Diệp Thần, giờ phút này hơi thở nhưng là điên cuồng leo lên. Ngay chớp mắt, liền khôi phục được càn khôn cảnh sơ kỳ. Nhưng, mới vừa đột phá càn khôn cảnh giới sơ kỳ, vậy năm màu linh vân, liền biến mất. Ngược lại không phải là linh khí chưa đủ, chỉ là, hắn thân thể đầy. Mặc dù, con rồng này khí là Diệp Thần chữa trị không thiếu kinh mạch, thậm chí là đan điền, nhưng, còn chưa đủ để cho hắn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Hiện tại, Diệp Thần cũng chỉ có thể tạm thời khôi phục bộ phận tu vi. Hắn ánh mắt nhỏ tránh, dưới mắt, hắn thực lực chiến đấu đại khái trở về đến còn thật cảnh 7 tầng thiên bước, nếu như mượn sóc lão cùng huyền hàn ngọc lực lượng, có thể đạt tới tầng 8 thiên trạng thái. Nhìn như, tựa hồ căn bản khôi phục, trên thực tế, hoàn toàn không phải. Đối với Diệp Thần mà nói, khôi phục lại đỉnh cấp, còn cần một ít thời gian. Càng về sau, cảnh giới và thực lực chiến đấu chênh lệch là hết sức là to lớn, muốn đền bù có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà hiện tại tất cả mọi người là xem trợn tròn mắt à. Bọn họ gặp tu luyện sau đó đột phá, không gặp qua trực tiếp chưa bao giờ đột phá tu vi đến càn khôn cảnh à. Diệp Thần hoàn toàn phá vỡ bọn họ võ đạo suy nghĩ, thật là siêu thoát hết thảy lẽ thường. Liền liền vậy bốn ẩn thế lực phái tới cường giả, đều là hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Liệt Hải Long thấy vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó, gào thét nói, càn khôn cảnh. Ha ha, điểm này tu vi khôi phục thì có ích lợi gì? Ngươi, vẫn là người nhát gan hèn nhát, còn không phải là không dám tiếp nhận khiêu chiến. Đám người nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh,
quả thật trực tiếp nhảy lên tới càn khôn cảnh, nhìn như rất nghịch thiên, trên thực tế ở một đám còn thật yêu nghiệt trước mặt, cũng có chút không đủ nhìn. Diệp Thần mặt không thay đổi nhìn hắn, đột nhiên lộ ra một tia cười lạnh nói, không dám. Ngươi cũng xứng. Ngươi đối với đầu nhi ta động sát tâm, liền là tội chết, coi như ngươi hiện tại, quỳ xuống cầu ta, ta vậy sẽ không bỏ qua ngươi, còn không dám. Cho ngươi mặt. Trong chốc lát, toàn bộ Long Môn đảo đều chết vắng vẻ tĩnh mịch. Vậy dưới đài một đám võ giả, đều là như nhìn quái vật, nhìn Diệp Thần, đây chính là Liệt Hải Long à. Nhất kích trong nháy mắt giết còn thật cường giả Liệt Hải Long à. Diệp Thần lại như vậy khiêu khích hắn. Lâu Vũ Tiêu giờ phút này cũng là cho mày, nàng không giúp được Diệp Thần. Diệp Thần hiện tại loại thái độ này, ở đó bốn tên người chủ trì trong mắt xem ra, không thể nghi ngờ là đón nhận Liệt Hải Long khiêu chiến. Như vậy, những người khác liền không thể nhúng tay. Nàng không nhịn được thầm mắng một tiếng nói, tên này cũng quá liều lĩnh, khiêm tốn một chút, có thể chết sao? Có thể, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Thăng Long đài trên mọi người còn lại, cũng là mặt lộ vẻ nghiền ngẫm vẻ nhìn Diệp Thần, ừ, chờ xem cười nhạo đây. Không có ai cho rằng Diệp Thần sẽ là Liệt Hải Long đối thủ. Chỉ có một người là ngoại lệ, Thần Uyên Thái Hư. Giờ phút này, hắn ánh mắt lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Liệt Hải Long, bị Diệp Thần châm chọc, rốt cuộc hoàn toàn không cách nào nhẫn nại. Hắn vốn là chính là một cái một lời không hợp, liền muốn động thủ giết người chủ, cũng không phải là cái gì tốt nóng này. Liệt Hải Long cả người hiện lên vô số dữ tợn gân xanh, gầm thét một tiếng nói, Long hổ thêm thân. Một khắc sau, một đạo hình rồng hư ảnh, một đạo hình hổ hư ảnh, liền hiện lên Liệt Hải Long cỡ đó, cái này hai đạo hư ảnh hiện lên ngay tức thì, hắn hơi thở lại là lần nữa bạo tăng, mơ hồ đã đột phá mình cực hạn. Lâu Vũ Tiêu hơi biến sắc mặt, cái này Liệt Hải Long như trạng thái mới vừa rồi hạ liền có thể ngăn dưới mình một kiếm, không nghĩ tới, vẫn còn có hậu thủ. Hôm nay đột phá trạng thái Liệt Hải Long, nếu như sẽ cùng nàng giao thủ, sợ rằng, liền nàng cũng chưa chắc có thể chiến thắng đối phương. Linh Ngọc Sinh đôi mắt híp lại, nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp nói, Liệt huynh, xem ra là thật bị kích thích à, liền Hải Hoàng đảo bí mật bất truyền, Long hổ thêm thân cũng thi triển ra, nghe nói, con rồng này hổ thêm thân, đến từ thời đại hồng hoang truyền xuống cao nhất bí kỹ, thật khó luyện thành, nhưng một khi tu thành, chính là uy lực vô cùng. Có thể mượn rồng thần thiên hổ lực. Vừa nói, hắn còn có chút cân nhắc nhìn Long Thiếu Bơi một cái nói, nghe nói, tu luyện môn bí thuật này, cần hơn 10 triệu đầu long chủng cùng hổ loại yêu thú tinh phách, ha ha, không biết, trong này có hay không Thiên Long Điện đệ tử đâu. Quả nhiên, giờ phút này, Long Thiếu Lội sắc mặt đã một phiến âm trầm. Liệt Hải Long trước, sở dĩ không thi triển con rồng này hổ thêm thân, cũng là bởi vì là cố kỵ đến Long Thiếu Bơi, có thể hiện tại, hắn không để ý hết thảy, đầu óc bên trong chỉ có nghiền giết Diệp Thần, cái này một cái ý nghĩ. Một khắc sau, Liệt Hải Long mặt lộ dữ tợn nụ cười, thân hình một cái chớp động, liền lôi cuốn ngút trời long hổ lực, xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Liệt Hải Long quát lên một tiếng lớn nói, long hổ đôi hình, thần vương diệt quyền. Vậy hội tụ dù sao cũng long hổ tinh phách, nơi ngưng tụ thành long hổ hư ảnh, ngay tức thì bộc phát ra cuồn cuộn uy áp. Vậy Thăng Long đài xuống một đám võ giả đều là không nhịn được liền lùi mấy bước. Trong mắt của bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi, mới vừa Liệt Hải Long ra quyền ngay tức thì, phảng phất có vô số oán khí ngất trời, điên cuồng cực hạn long hổ, hướng bọn họ vò tới vậy. Lâu Vũ Tiêu cả người kiếm khí cũng là theo bản năng tản ra, Liệt Hải Long một quyền này, để cho nàng cũng cảm nhận được liền một loại sống chết uy hiếp. Có thể, giờ phút này, Diệp Thần nhưng vẫn duy trì dửng dưng vẻ. Nháy mắt tức thì, vậy long hổ giấu quyền đã đến Diệp Thần trước mặt. Trước mắt mọi người tựa hồ đã xuất hiện Diệp Thần ở nơi này nghịch thiên một quyền xuống hóa là bột một màn. Nhưng mà, vào thời khắc này, Diệp Thần nhưng là không thú vị lắc đầu nói, đây chính là ngươi sức lực. Cực kỳ buồn cười. Một khắc sau, ba cái hồn ấn mơ hồ ở Diệp Thần trong mắt lóe lên, hồn thể đổi thành thi triển, đồng thời, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể cùng cả đám bùng nổ. Cảm thụ thân thể bên trong lần nữa mãnh liệt ra lực lượng, Diệp Thần khóe miệng không khỏi được hiện lên lau một cái nụ cười thỏa mãn. Hắn ngưng mắt nhìn vậy long hổ ảnh, nghiêm túc quát một tiếng nói, phệ hồn thông thiên. Một đạo tay cầm trường kiếm, ngọn lửa lượn quanh cự nhân hư ảnh,
ngay tức thì xuất hiện ở Diệp Thần trước người, hướng về phía vậy nhìn như sợ hãi vô cùng Long Hổ giấu quyền một kiếm chém ra. Từ hư ảnh xuất hiện đến công kích, cơ hồ ngay tại nháy mắt tới giữa, thậm chí cũng không có ở đây cách nhau, sắp tới trình độ cao nhất. Giờ khắc này, thời gian tựa như lâm vào đình trệ bên trong. Vậy Long Hổ giấu quyền trên không trung cứng chốc lát, lại là giống như ảo ảnh vậy bắt đầu nhăn nhó, rồi sau đó ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Nhìn như cương mãnh vô cùng Long Hổ giấu quyền, liền bị Diệp Thần cái này đơn giản thần niệm nhất kích xé thành phấn vụn. Liệt Hải Long sắc mặt cuồng biến, mắt màu điên cuồng run rẩy, nhìn về phía Diệp Thần hỏi, người kết quả là như thế nào làm được? Cái này Hải Hoàng đảo bí mật bất truyền, mạnh mẽ bao nhiêu, hắn lại rõ ràng bất quá, đảo chủ vì đào tạo hắn, cái này trăm năm qua là hắn săn giết dù sao cũng Long Hổ, cũng lấy tàn nhẫn thủ đoạn lấy hắn tinh phách, giúp hắn luyện thành này thần công. Cho dù đối mặt cao với mình một lượng cảnh giới nhỏ tồn tại, Liệt Hải Long vậy tự tin có sức đánh một trận. Dù sao cũng tinh phách hóa luyện mà thành quyền lực, há là trò đùa. Có thể hết lần này tới lần khác, ở Diệp Thần trước mặt liền tựa như thật sự là một loại trò đùa à. Diệp Thần nhàn nhạt nói, cái này đem hồn lực đổi thành là quyền lực pháp môn, ngược lại cũng không kém, chỉ là, cuối cùng là đi lầm đường tử, ngoại lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Liệt Hải Long nghe vậy, con người có giúp một cái, đây đúng là Long Hổ thêm thân môn tuyệt kỹ này chỗ sơ hở chỗ, có thể tuyệt không phải nhìn thấu điểm này, là có thể ung dung đem phá hư à. Trừ phi, người này đối với hồn võ chuyển đổi chi đạo, thành tựu cực cao, hơn nữa có hãn đời hồn lực. Liên đảo chủ cũng chưa chắc có thể làm được, chỉ bằng tiểu tử trước mắt này há có thể thành công. Hắn có chút cuồng loạn điên cuồng hét lên, thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi đùa bỡn thủ đoạn gì, ngươi vẫn là được chết. Cho dù không dựa vào con rồng này hổ lực, ta như cũ có thể tiện tay bóp chết ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Liệt Hải Long lần nữa đánh tới một trường này bên trong bao hàm vạn cách biến hóa, tự xưng trận thế, khí tượng muôn vàn. Tuy không bằng vậy Long Hổ thêm thân sau đó đánh ra thần vương diệt quyền vậy uy lực chấn động tùng, nhưng, cũng là đem Liệt Hải Long cả người thực lực, phát huy được tinh tế. Diệp Thần mặt không cảm giác, cổ tay lộn một cái. Trong lòng bàn tay nhiều hơn một chuôi đen nhánh trường kiếm, hắn nhàn nhạt nói, sẽ để cho ngươi trước khi chết, kiến thức một chút, cái gì mới kêu chân chính hồn võ kỹ. Nháy mắt tức thì, một thân cự lực ngay tức thì đổi thành là hồn lực, bơm vào đến trong tay sát kiếm bên trong, lại kích tạo nên một phiến ánh trăng giống vậy kiếm mang. Diệp Thần không chút do dự nào một kiếm chém ra, tay nâng kiếm rơi. Lẫm liệt kiếm quang, cùng Liệt Hải Long trưởng ấn đụng vào một nơi. Tùy ý họ trận thế trùng trùng, ngàn cách biến hóa, cũng là ở dưới một kiếm này, biến thành hư không. Đồng thời, hóa thành hư vô còn có Liệt Hải Long. Thân thể bị kiếm quang lướt qua, từ trong thân thể gian đem cả người chia làm hai, lại đang một giây kế tiếp, không cách nào chịu đựng lực lượng kia, nổ tung thành xương máu, liền thần hồn cũng mất đi trong đó, trở thành sát kiếm cắn nuốt chất dinh dưỡng. Hắn đến chết, cũng còn là một bộ nắm chắc phần thắng, dữ tợn, kiêu ngạo hình dáng. Chỉ có trong mắt, mang một chút đạm bạc nhưng không cách nào xóa nhòa sợ hãi. Giờ phút này, hiện trường một phiến tĩnh mịch, liền liền vậy bốn ẩn xuất thân thiên kiêu, trừ thần Uyên Thái hư ra, nhìn trước mặt vậy lãnh đạm, trên mình dính liền tí ti vết máu thanh niên đều là sắc mặt có chút khó khăn xem. Bọn họ không biết, đổi thành bọn họ, có thể hay không ngăn trở Diệp Thần một kiếm này. Dưới đài một đám võ giả yên lặng như tờ. Giờ phút này, bọn họ óc một phiến chỗ trống, chỉ có bên tai quanh quẩn Diệp Thần qua Long trước cửa, nói câu nói kia. Mở mắt ra, cho ta nhìn cho thật kỹ, cái gì mới kêu trời kiêu. Nhất kích trong nháy mắt giết Liệt Hải Long. Bốn ẩn thiên kiêu, vậy bất quá cũng như vậy thôi. Lâu Vũ Tiêu cũng là mặt đầy đờ đẫn vẻ, nàng là Lâm Thiên Tông trăm tuổi trong khoảng đệ tử ưu tú nhất, hắn kiêu ngạo có thể tưởng tượng được, cho dù mới vừa, Diệp Thần thông qua Long môn. Trên thực tế Lâu Vũ Tiêu cũng không có thật đồng ý Diệp Thần. Nhưng, hiện tại, khóe miệng của nàng không khỏi hiện lên lau một cái nụ cười tự giễu. Lúc đầu, thật xem Diệp Thần nói như vậy, là nàng ngồi giếng nhìn trời. Nàng cho là không thể nào, chỉ là nàng không thể nào mà thôi, cũng không có nghĩa là, Diệp Thần không làm được à. Mà Lăng Tử Yên chính là mặt đầy kiêu ngạo, sư phụ đại triển thần uy, nàng cũng cùng có vinh yên. Diệp Thần đảo mắt nhìn Thăng Long Đài lên đám người, nhàn nhạt mở miệng nói, còn có người, muốn khiêu chiến ta sao?
Những ngày đó cấp thế lực yêu nghiệt nghe vậy đều là ánh mắt lóe lên, không nói một lời, mà bốn ẩn thế lực mấy tên thiên tài, trên mặt thì hiện lên một chút chiến ý. Có thể, ngay tại lúc này, vẫn không có nói chuyện vô cùng an tĩnh thần Uyên Thái Hư, nhưng là đột nhiên thân hình chớp mắt, xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Mọi người tại đây, thấy một màn này, tất cả giật mình. Chẳng lẽ, truyền thuyết này bên trong thần Uyên Thánh Tử rốt cuộc muốn ra tay? Một số người chính là lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc. Diệp Thần quả thật đủ nghịch thiên, có vốn để kiêu ngạo, đáng tiếc, thật ngông cuồng. Cuồng, là sẽ cho người khó chịu, đặc biệt là đối với thần Uyên Thái Hư loại này yêu nghiệt mà nói. Mà Diệp Thần không biết là, người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, đánh bại Liệt Hải Long thì thế nào? Hắn vĩnh viễn không thể nào là thần Uyên Thái Hư đối thủ. Diệp Thần cùng thần Uyên Thái Hư đối mặt, trong mắt sạch bóng chớp động, hắn tự biết thương thế chưa có hoàn toàn khôi phục trước, mình không phải là thần Uyên Thái Hư đối thủ, nhưng, giờ phút này, đối mặt thần Uyên Thái Hư, Diệp Thần nhưng không có chút nào khẩn trương. Nguyên nhân, rất đơn giản. Hắn và thần Uyên Thái Hư là cùng một loại người. Bọn họ loại người này, thích khiêu chiến cường giả, mà không phải là thừa dịp người gặp nguy. Ngay tại lúc này, thần Uyên Thái Hư mở miệng nói, người kêu Diệp Thần. Có không có hứng thú gia nhập thần Uyên? Gia nhập thần Uyên? Tất cả mọi người đều là không khỏi há to miệng, mặt đầy vẻ khiếp sợ. Thần Uyên Thái Hư, không chỉ không có khiêu chiến Diệp Thần, ngược lại mời Diệp Thần gia nhập thần Uyên. Nói cách khác, liền thần Uyên Thái Hư cũng công nhận Diệp Thần tiềm lực. Phải biết, thần Uyên cho dù ở bốn ẩn thế lực bên trong, đều là thuộc về vô cùng là thần bí, cường đại tồn tại. Đám người đối với thần Uyên biết rõ được cũng không nhiều, duy nhất có thể khẳng định là, có thể từ thần Uyên bên trong đi ra, đều là cường giả bên trong cường giả. Đây là một cái một bước lên trời cơ hội à. Lâu Vũ Tiêu, Linh Ngọc Sinh các người, giờ phút này đều là khá là hâm mộ nhìn Diệp Thần, cái loại này cơ hội có thể gặp không thể cầu. Hơn nữa, thần Uyên cùng giống vậy tông môn không giống nhau, cũng không cần thối lui ra hiện tại thuộc quyền thế lực lại gia nhập. Liền ở tất cả mọi người đều lấy là Diệp Thần sẽ đáp ứng một tiếng lúc đó, chỉ gặp, Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói ta không có hứng thú. Cự tuyệt. Trực tiếp cự tuyệt. Hơn nữa, là một chút không cho thần Uyên Thái Hư mặt mũi cự tuyệt à. Đám người, nhìn Diệp Thần, ánh mắt đều có chút đầy máu. Liền bọn họ, cũng cảm thấy đáng tiếc, đau tim à. Tên kia kim đồng cô gái cũng là khẽ lắc đầu một cái, Diệp Thần thiên phú. Liền nàng cũng nổi lên yêu tài chi tâm, đáng tiếc, Diệp Thần quá kiêu ngạo. Cái loại này ngạo, có lúc sẽ cho người trắng trắng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Thần Uyên Thái Hư, cũng là nhướng mày một cái, hắn không có thói quen bị người cự tuyệt. Đám người cũng là có chút thương hại nhìn Diệp Thần, trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt thần Uyên Thái Hư. Diệp Thần đây là cho mặt không biết xấu hổ, như vậy, không chỉ có chỗ tốt không có. Sợ rằng còn phải chịu đựng thần Uyên Thái Hư lửa giận chứ. Thiên kiêu cửa nóng này, lớn cũng không tốt lắm. Thần Uyên Thái Hư ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, nếu như, ta nhất định phải để cho ngươi gia nhập thần Uyên đâu. Hắn muốn làm chuyện, từ trước đến giờ đều biết làm đến. Diệp Thần khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười nói, để cho ta phục ngươi. Phục ta? Thần Uyên Thái Hư trong mắt chớp động nói, có ý gì? Diệp Thần nói, rất đơn giản, đánh bại ta. Thần Uyên Thái Hư nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó khẽ mỉm cười nói, đây chính là ngươi yêu cầu. Nếu muốn cùng ta đánh một trận, ngươi cảm thấy, mình có thể chiến thắng ta sao? Lâu Vũ Tiêu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Diệp Thần còn không có điên cuồng đến cự tuyệt thần Uyên Thái Hư, hắn đây là lạt mềm buộc chặt đâu, cố ý treo thần Uyên Thái Hư khẩu vị, để cho mình ở thần Uyên Thái Hư trong lòng phân lượng, nặng hơn một ít. Hơn nữa, Diệp Thần hiển nhiên nắm chặt thần Uyên Thái Hư tính cách. Cho tới nay, đều có lời đồn đãi, thần Uyên Thái Hư ngoài mặt lãnh đạm, yên lặng, thực tế lại là tốt chiến người. Có thể, giờ phút này, Diệp Thần trong mắt nhưng là bỗng nhiên thần mang một thịnh nói, nếu như ta nói, ta quả thật cảm giác được mình có thể chiến thắng ngươi đâu. Nháy mắt tức thì, phảng phất có một hồi gió lớn, đem đám người linh hồn người cuốn lên ngoài 9 tầng mây vậy. Tất cả người đều là cả người bắp thịt cứng ngắc, diễn cảm hoàn toàn đông nhìn thăng long đài lên Diệp Thần. Tên này, lại liền thần Uyên Thái Hư cũng dám khiêu khích.
Thần Uyên Thái Hư nghe vậy trên mặt nụ cười cũng là ngay tức thì biến mất, toàn bộ Thăng Long Đài lên bầu không khí cũng là hạ xuống tới băng điểm. Giờ phút này, vậy mấy tên quá thật cường giả, không hẹn mà cùng lắc đầu một cái, nguyên bản, bọn họ đối với Diệp Thần vẫn là khá là coi trọng, thậm chí nổi lên đem Diệp Thần mang nhập bốn ẩn thế lực bên trong ý niệm, có thể hiện tại, cái này mấy tên cường giả trong mắt nhưng là hiện lên vẻ thất vọng. Tu võ người không riêng gì muốn có thiên phú, trọng yếu hơn chính là phải có tự mình hiểu lấy, nếu không, cho dù thiên phú khá hơn nữa vậy sống không lâu dài. Ở cái thế giới này, còn sống, vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Diệp Thần, hiện tại mặc dù cho thấy thiên phú nghịch thiên, nhưng, hắn tuổi tác chưa tới trăm tuổi, lấy hắn tính tính này cách, có thể hay không sống đến trăm tuổi cũng là cái vấn đề. Ngay tại lúc này, Diệp Thần tiếp tục mở miệng nói, Thần Uyên Thái Hư. Ta hôm nay bị thương trên người, thực lực cũng không có đạt tới đỉnh cấp, ngươi nếu thật là muốn cho ta phục ngươi, liền một chiêu thắng ta, như thế nào? Nếu như ta đỡ được ngươi một chiêu, như vậy, cái này Ngư Long đấu liền coi là ta thắng ngươi. Nếu như ta đánh bại, liền tùy ngươi xử trí, như thế nào? Đây là, Linh Ngọc Sinh cười lạnh một tiếng nói, không biết tự lượng sức mình. Vậy mấy tên bốn ẩn thiên kiêu cũng là mặt lộ trâm trọng ý. Cho dù là một chiêu, bọn họ cũng không coi trọng Diệp Thần. Bọn họ rất rõ ràng, Diệp Thần và Thần Uyên Thái Hư có bao nhiêu chênh lệch, huống chi, theo bọn họ biết, Thần Uyên Thái Hư thực lực, thậm chí không có ở đây nửa bước thái chân cảnh cường giả dưới. Dưới đài võ giả cũng là cười, cân nhắc cười, Diệp Thần nguyên bản có gia nhập Thần Uyên thật tốt cơ hội, kết quả ngược lại khiêu khích Thần Uyên Thái Hư còn muốn tiếp Thần Uyên Thái Hư một chiêu. Ha ha! Phỏng đoán sẽ trực tiếp chết ở Thăng Long Đài lên đi. Một tay bài tốt, bị hắn hoàn toàn đánh nát. Thần Uyên Thái Hư mặt không thay đổi nói, ta không có nương tay thói quen. Diệp Thần nghe vậy, trong mắt chiến ý một thịnh, khóe miệng nâng lên một nụ cười nói, muốn một chiêu giết ta. Thần Uyên Thái Hư, ngươi còn không làm được. Thần Uyên Thái Hư hai tròng mắt bên trong, nháy mắt thức thì bạo phát ra lau một cái cực kỳ chói mắt tinh mang, trầm giọng nói, Diệp Thần. Ta thật là tò mò, ngươi sức lực rốt cuộc là cái gì? Bất quá, ta hy vọng ngươi thực lực có thể không phụ lòng ngươi cuồng ngông, nếu không, ngươi biết chết. Hiện tại, ta liền phải nói cho ngươi, ngươi có chút thiên phú, nhưng xa xa không phải ta Thần Uyên Thái Hư một chiêu địch. Ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Thăng Long Đài đều ác tàn nhẫn rung động một tí, bạch quang nhàn nhạt lượn lờ ở Thần Uyên Thái Hư bề mặt bên trên, một cổ dâng trào cực kỳ hơi thở, phóng lên cao. Giờ phút này, nhìn hơi thở bùng nổ Thần Uyên Thái Hư, vô số võ giả đều là tròng mắt run run, giờ khắc này Thần Uyên Thái Hư, khí thế hoàn toàn không có ở đây chân chính thái chân cảnh võ giả dưới. Hơn nữa, còn có một loại vô hình quy luật lực, ở đó ánh sáng trắng bên trong dòng nước chảy, làm cho Thần Uyên Thái Hư, hôm nay nhìn tựa như cùng một tôn đại thần làm người ta sinh lòng màng tới bái cảm. Liền liền vậy bốn ẩn thế lực mấy tên thái chân cảnh cường giả, đều là con ngươi co giúp một cái. Nói thầm cái này Thần Uyên Thánh Tử quả nhiên danh bất hư truyền. Liền bọn họ cũng đối với Thần Uyên Thái Hư tản ra hơi thở cảm thấy một chút hơi kiêng kỵ. Phải biết, bọn họ cũng không phải là vậy võ giả à, tiện tay, là có thể trong nháy mắt giết quá thật nhất tầng thiên cường giả tồn tại. Dõi mắt toàn bộ vực ngoại, có thể để cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ đồ cũng không có nhiều ít. Có thể gặp, Thần Uyên Thái Hư có bao nhiêu được bất phàm. Sợ rằng... Một ít dựa vào đan dược đống triệt mới vừa bước vào thái chân cảnh võ giả, đều không phải là đối thủ à. Vậy Kim Mâu cô gái, khóe miệng hiện lên lau một cái mang ngạo ý nụ cười, đồng thời, có chút tiếc rẻ nhìn Diệp Thần. Nàng biết, Diệp Thần thật chọc giận Thần Uyên Thái Hư, cho nên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần đưa ra một chiêu hạn chế, liền có cơ hội thắng qua Thần Uyên Thái Hư sao? Quá ngây thơ! Thành tựu Thần Uyên người nàng! Nhưng mà rất rõ ràng, Thần Uyên Thái Hư một kích toàn lực, nhưng mà ủng có kinh khủng dường nào lực lượng. Mà cho dù là đối với Diệp Thần vô cùng tin tưởng Lăng Tử Yên, giờ khắc này, cũng không khỏi được nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn mặt đầy vẻ khẩn trương. Thần Uyên Thái Hư trong tay nhiều hơn một chuôi ngọn lửa màu trắng lượn quanh trường kiếm, trên trường kiếm, bất ngờ lóng lánh quy luật ánh sáng, chính là một chuôi quy luật thần khí. Đồng thời, hắn đỉnh đầu xuất hiện một quả quang vòng, sau lưng. Thì do ánh sáng màu trắng mạc hợp thành một bộ vũ dực. Diệp Thần nhìn thời khắc này Thần Uyên Thái Hư, có chút kinh ngạc, hình tượng này nhìn như ngược lại là cùng truyền thuyết thần minh có chút tương tự.
Thần Uyên Thái Hư giống như thẩm phán chúng sanh thần minh vậy, lăng không đứng, mắt nhìn xuống Diệp Thần, trong mắt thiêu đốt hai luồng ánh lửa màu trắng, hắn không nói nhảm, nháy mắt tức thì, chính là một kiếm chém ra. Vô tận quy luật lực mãnh liệt, sáng chói ánh sáng trắng tràn ngập ở giữa thiên địa, mà mỗi một tia ánh sáng trắng tựa hồ cũng hàm chứa vô cùng là lạnh thấu xương kiếm khí, toàn bộ Long Môn đảo ngay tức thì biến thành một cái kiếm thế giới. Mà ở Thăng Long Đài Hạ, người xem các võ giả, tu vi không có đạt tới còn thật cảnh 9 tầng trời, rối rít phốc đích một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, bọn họ sắc mặt cuồng biến, bưng kín ngực, vậy ánh sáng trắng bên trong lại là hàm chứa cao nhất kiếm ý, chỉ là một luồng quang mang, liền để cho bọn họ có một loại bị vạn kiếm mặc tim cảm giác. Kiếm, tu luyện tới cảnh giới này, thật là có thể nói cực hạn à. Tần Thiên các người, đôi mắt bên trong Doanh Mãn liền vẻ rung động nói, đó là kiếm đạo đạo ấn tầng 6. Chỉ gặp Thần Uyên Thái Hư trước người, lơ lửng một quả phù văn, toát ra vạn trượng ánh sáng. Vậy vô tận ánh sáng rực rỡ, theo Thần Uyên Thái Hư cái này chém xuống một kiếm, ngay tức thì thu thập, biến thành một đạo kinh thiên kiếm ảnh, hướng Diệp Thần, trên không rơi xuống. Giờ phút này, Diệp Thần cũng là mặt đầy vẻ ngưng trọng, hắn hít sâu một hơi, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, bách tà thể vân. Vân, trình độ cao nhất thi triển, đồng thời, hướng về phía kiếm quang kia giơ tay lên một chút, một đạo kim ngọn lửa màu bạc ngay tức thì cuộn sạch ra. Huyền cực tuyệt hỏa. Huyền linh châu bên trong tinh thuần năng lượng, bơm vào đến đạo linh lửa bên trong, giờ phút này, Nhan Tuyền Nhi toàn lực ra tay, vậy vàng bạc ngọn lửa, hóa thành lấy một đầu ở trong biển lửa bay múa hỏa phượng, nháy mắt tức thì, dường như muốn đem toàn bộ Long Môn đảo cũng đốt vậy. Lửa kia phượng một cái chớp động, liền lôi cuốn ngút trời lửa cháy mạnh, đánh tới Thần Uyên Thái Hư kiếm quang. Đây là Diệp Thần tầng thứ nhất thủ đoạn. Thần Uyên Thái Hư rất mạnh, Diệp Thần rất rõ ràng một điểm này, muốn tiếp hắn một chiêu, phải đem tự thân thực lực phát huy đến trình độ cao nhất. Ầm một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa bạo tán. Lửa này bên trong cực hạn đạo linh lửa, lại là như cũ bị Thần Uyên Thái Hư một kiếm chém tán. Vậy vàng bạc ngọn lửa, ngay tức thì hóa là chấm sao hỏa phiêu tán. Tựa như, xuống một trận hỏa hoạn mưa vậy. Lũ lũ ngọn lửa lần nữa sáp nhập vào Diệp Thần trong cơ thể, hắn thức hải bên trong vang lên một đạo vô cùng yếu ớt thanh âm nói, công tử, thật xin lỗi, kiếm quang của hắn chân thực quá mạnh mẽ. Mới vừa nhất kích, Nhan Tuyền Nhi đã tiêu hao hết lực lượng, trong thời gian ngắn không cách nào xuất thủ lần nữa. Đạo linh lửa, mặc dù mạnh mẽ, nhưng, Nhan Tuyền Nhi cuối cùng còn chỉ là ở mồi lửa giai đoạn. Diệp Thần ngưng mắt nhìn trước mắt cực nhanh chém tới kiếm ảnh nói, Tuyền Nhi, người đã làm rất khá. Mặc dù, Nhan Tuyền Nhi không đỡ hạ kiếm ảnh này, nhưng là làm kiếm ảnh trói lọi ảm đạm một phần. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần cả người cự lực cuồng trào, hồn thể đổi thành, một kiếm bão tố ra. Nguyệt hồn trảm, cực hạn kiếm quang, hắt ra. Cái này, chính là Diệp Thần tầng thứ hai thủ đoạn. Ánh trăng tràn đầy không? Tựa hồ đem cái này Long Môn đảo, mang vào vô biên ánh trăng bên trong, yên tĩnh, tuyệt đẹp. Nhưng, tuyệt đẹp bên trong, nhưng cất giấu vô tận ý định giết người. Liền liền Thần Uyên Thái Hư, trong mắt đều là lóe lên lau một cái vẻ tán thưởng, Diệp Thần hôm nay chém ra một kiếm này, so trong nháy mắt giết liệt hải long lúc còn muốn mạnh hơn không thiếu. Lại là một tiếng vang thật lớn, hai đạo ánh sáng mang xen lẫn chỉ chốc lát sau, Diệp Thần kiếm quang chính là bể tan tành. Thật nhanh được bể tan tành. Kiếm ảnh này, tựa như có thể chặt đứt thế gian hết thảy, khai thiên tích địa, thế không thể đỡ. Thần Uyên Thái Hư nhàn nhạt nói, ngươi thực lực, quả thật ngoài ta ý liệu, đáng tiếc, muốn tiếp ta khai thiên thần kiếm, còn chưa đủ, ta nói qua, ngươi không phải ta một chiêu địch. Diệp Thần nhìn vậy đạo kiếm ảnh, tựa hồ buông tha chống cự, nhàn nhạt nói, phải không? Một khắc sau, Diệp Thần thân thể hoàn toàn bị kiếm quang bao phủ. Một kiếm này, quả thật tựa như có khai thiên uy năng vậy. Lăng Tử Yên mắt to bên trong, đã dâng lên nước mắt, nàng kêu lên một tiếng cúng, sư phụ. Liền muốn hướng Diệp Thần phóng tới, lại bị Lâu Vũ Tiêu chặt chẽ kéo. Lâu Vũ Tiêu cũng là mặt đầy vẻ đáng tiếc, nàng đã nhìn ra, Diệp Thần thực lực tựa hồ vượt xa mình, thích hợp hơn trở thành Lăng Tử Yên sư phụ, có thể, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Diệp Thần, chết tại kiêu ngạo. Thần Uyên Thái Hư một kiếm, đánh vào Thăng Long Đài trên, vang lớn bùng nổ, toàn bộ Thăng Long Đài tựa như cũng muốn sụp đổ vậy,
nho nhỏ vết rách, ở thăng long đài trên tràn đầy lan tràn ra tới. Thấy một màn này, Lầu Vũ Tiêu mặt đẹp lần nữa trắng bệch liền một phần, cuối cùng một chút may mắn tâm lý cũng mất. Thăng long đài, là cái gì? Đây chính là trở lên cổ thần long cốt cách chế tạo thần vật, liền cái này thăng long đài đều bị chém ra vết rách, một kiếm này uy lực, có thể tưởng tượng được, Diệp Thần mạnh hơn nữa cũng là thân máu thịt, như thế nào chịu đựng cái này chí cường một kiếm. Rất nhanh, ánh sáng dần dần thu liễm đi xuống, mà bầu trời bên trong thần uyên thái hư cũng là chậm rãi thu kiếm, cũng không có gì đặc biệt thần sắc. Ở hắn xem ra, kết cục đã sớm định trước. Dưới đài võ giả, thần sắc khác nhau, có đáng tiếc, có cười trên sự đau khổ của người khác, có sảng khoái, nhưng, không một ngoại lệ, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thần đã chết. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm đạm mạc, nhưng là đột nhiên, ở nơi này thăng long đài trên, vang lên nói, xem ra, người một chiêu, cũng không có nghĩ xem bên trong, như vậy khủng bố. Chí ít, muốn giết ta, còn rất kém xa. Thần uyên thái hư, ngươi, bại. Cái gì? Một mực lấy là đều tựa hồ không có cảm tình gì chập chờn thần uyên thái hư, giờ phút này cũng là không nhịn được kinh hô một tiếng. Nháy mắt tức thì, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, ngay sau đó, chặt chẽ nhìn chăm chú vào tia sáng kia nơi trung tâm. Cuối cùng lau một cái ánh sáng trắng, tan hết, mà tại chỗ đứng một vị thanh niên. Thanh niên này, nhìn qua khá là thê thảm, cả người là máu, hai tay lại là hoàn toàn gãy lìa. Nhưng, hắn khóe miệng, giờ phút này nhưng ngược lại lộ ra một vẻ nụ cười như có như không. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là Diệp Thần. Tất cả mọi người đều là trợn to cặp mắt, một màn trước mắt, thật là giống như là mộng à. Diệp Thần lại không có chết. Hơn nữa càng làm cho bọn họ sợ hãi phải, cho dù là vậy gãy lìa hai tay cũng là lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, thật nhanh được khôi phục. Nháy mắt tức thì, liền lần nữa mọc ra. Trên long môn đảo, ngay cả tiếng hô hấp đều biến mất. Đủ để tiêu diệt yêu nghiệt tồn tại nhất kích, không chỉ có, không có mất đi Diệp Thần, thậm chí, liền tạo thành thương thế cũng đang khôi phục. Cái này còn là loài người sao? Diệp Thần nhìn có chút đờ đẫn thần uyên thái hư, có chút cân nhắc nói, thần uyên thái hư, ta hẳn không để cho ngươi thất vọng chứ. Diệp Thần chỗ dựa lớn nhất là cái gì? Là đạo linh lửa? Là hồn võ kỹ? Đều không phải là. Diệp Thần, có thể đi tới ngày hôm nay, chỗ dựa lớn nhất, một mực, đều là sinh mệnh lực của hắn. Phép tắc lực lượng, hắn đã sớm không xa lạ gì. Cho dù giờ phút này, hắn thực lực bởi vì thương thế tới hạ xuống, nhưng, Diệp Thần còn có xích bia, còn có xích trần thần mạch, còn có nguyên phù, còn có hồng mông đại tinh không. Ở Diệp Thần toàn lực suy yếu sau đó, thần uyên thái hư nhất kích còn chưa đủ để uy hiếp được hắn. Thần uyên thái hư trầm mặc chốc lát, lần nữa mở miệng nói, không nghĩ tới, ngươi thật tiếp nhận ta khai thiên một kiếm, ta thần uyên thái hư đời người chưa bại một lần, nhưng, cũng không phải là một cái người thua không chung. Hắn trong mắt thần mang chớp động nói, Diệp Thần, lần này ngư long đấu, là ta thua. Trong chốc lát, toàn trường xôn xao. Thần uyên thái hư, cái đó ở bên trong giống như thần thoại vậy thiên tài, lại thật nhận thua. Soạt một tiếng, tất cả ánh mắt đều tập trung vào Diệp Thần trên mình, đám người tựa như thấy được một viên ngôi sao mới ở nơi này táng thiên hải bên trong, từ từ dâng lên. Diệp Thần ánh mắt, quét qua thăng long đài lên mọi người còn lại, nhàn nhạt nói, còn có ai, muốn khiêu chiến ta sao? Toàn bộ thăng long đài đều ở đây câu này chất vấn bên trong, rơi vào trầm mặc. Cho dù Tần Thiên, Long Thiếu Bơi, Ngọc Tu La ba người, đều là nhìn Diệp Thần, không nói. Bọn họ ba người rất rõ ràng, mình muốn tiếp thần uyên thái hư một kiếm kia, có lẽ, có thể làm được, nhưng, nhất định phải bỏ ra giá không nhỏ. Tuyệt sẽ không giống Diệp Thần, dễ dàng như vậy. Nói cách khác, bọn họ thực lực không bằng Diệp Thần. Đối với mọi người yên lặng, Diệp Thần cũng không ngoài suy đoán, ở hắn trong mắt, đối thủ của mình từ đầu đến cuối chỉ có thần uyên thái hư một người. Đây là, mới vừa tỉnh hồn lại Kim Mâu cô gái, khẽ cau mày, nhìn đám người một mắt sau đó, mở miệng nói, nếu không có ai tiếp tục khiêu chiến, như vậy, ta tuyên bố, lần này Long Môn Thịnh Hội, lấy được con rồng tên, chính là Diệp Thần. Mặc dù, Diệp Thần chỉ ra tay một lần, nhưng lại hoàn mỹ chứng minh mình thực lực. Toàn bộ Long Môn Đảo, ngay tức thì sôi trào, tất cả mọi người đều là ủng hộ,
ủng hộ, uống nữa thải. Diệp thần nghịch thiên kia biểu hiện, đem bọn họ hoàn toàn thuyết phục à. Không dựa vào một tia linh khí qua long môn, một kiếm chém chết liệt hải long, đón đỡ thần uyên thái hư khai thiên một kiếm, hết thảy các thứ này, gần như truyền kỳ. Mà Lăng Tử Yên cũng là hoan hô. Nàng cũng biết, sư phụ là giỏi nhất. Đây là, kim mâu cô gái, đem một quả màu vàng trái cây ném cho Diệp thần nói, con rồng này nguyên hóa linh quả, là tài sản của ngươi, lần này long môn thịnh hội, đến đây kết thúc. Diệp thần nhận lấy long nguyên hóa linh quả, nói một tiếng, đa tạ. Một khắc sau, lại là trực tiếp, đem cái này hóa linh quả nuốt đến trong miệng. Thấy một màn này, đám người lại là sửng sốt một chút. Bất quá, Diệp thần đã mang cho bọn họ quá nhiều rung động, hiện tại đều có chút chết lặng. Diệp thần cả người, lóe lên đạo đạo vàng rực, tiếng rồng ngâm từ trong cơ thể phát ra, hắn mặt hiện vui mừng, mình thương thế lại là lấy tốc độ cực nhanh, khôi phục. Có thể, ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Đám người bên trong, đột nhiên, bay ra một cái bóng đen, lấy tốc độ nhanh như tia chớp, hướng Diệp thần phóng tới. Một cổ còn thật cảnh đỉnh cấp hơi thở ngay tức thì bộc phát ra. Chỉ gặp, một tên mặc hắc bào người đàn ông trung niên chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp thần, mặt đầy ý định giết người, hướng Diệp thần, một kiếm chém ra, quát lên, đáng chết rác rưởi, dám giết con ta muốn ngươi, nợ máu trả bằng máu. Cái này nam tử hiển nhiên thi triển bí pháp nào đó, đem tốc độ và thực lực tăng lên tới trình độ cao nhất. Mà đám người đang đắm chìm trong long môn thịnh hội sau khi kết thúc dư âm bên trong, đều ở đây trở về chỗ ngày hôm nay phát sinh đủ loại, trong chốc lát không có bất kỳ một người kịp phản ứng. Bao gồm Diệp thần. Một đạo kiếm quang bay lên, một kiếm này mặc dù không có thần uyên thái hư khai thiên một kiếm như vậy tươi đẹp, nhưng, cũng là hàm chứa vô cùng uy năng, thậm chí, hắn lực tàn phá còn ở khai thiên một kiếm bên trên. Nguyên nhân rất đơn giản, xuất kiếm người còn thiêu đốt máu tươi, không để ý giá cao tăng lên thực lực. Xôn xao một tiếng, huyết quang tách thả ra, một thanh trường kiếm lôi cuốn ngút trời uy thế, trực tiếp đâm vào Diệp thần thân thể. Thậm chí, xuyên thủng Diệp thần thân thể, trực tiếp từ phía sau lưng xuyên ra. Tĩnh mịch, chân chính tĩnh mịch, không có ai, dự liệu được một màn này xuất hiện à. Thân thể bị xuyên thủng, cái loại này vết thương chí mạng, Diệp thần sinh mệnh lực mạnh hơn nữa vậy sống không nổi nữa chứ. Quả nhiên, Diệp thần trong mắt sức sống, giờ phút này nhanh chóng tiêu tán đi xuống. Sóc lão cùng Huyền Hàn Ngọc cũng là tiêu nóng nảy, hô lớn, Diệp tiểu tử, tỉnh lại đi. Diệp thần, vận chuyển sinh mệnh lực à. Bọn họ tim cũng là chìm xuống. Diệp thần hôm nay thương thế không phục, trên thực tế sinh mệnh lực trên đánh không nhỏ giảm giá, có lẽ, hắn có thể ở thủ đoạn dốc hết dưới tình huống, kháng cự thần uyên thái hư một kiếm. Nhưng ở không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống, cứng rắn ăn như vậy nhất kích. Hơn nữa, bị trúng mục tiêu, vẫn là bộ vị yếu hại. Vậy, là thật có thể đối với Diệp thần tạo thành vết thương chí mạng à? Chẳng lẽ, Diệp thần thật phải chết ở chỗ này? Vẫn là ở nuốt vào hóa linh quả, tức đem người khôi phục lúc. Vậy người đàn ông trung niên trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn nụ cười, nhìn Diệp thần mắt dần dần biến mất ánh sáng. Hắn sảng khoái cực kỳ. Ha ha, hắn rốt cuộc cho mình con trai báo thù à. Thiên nhi, người trên trời có linh thiêng, có thể yên nghỉ. Người này, bất ngờ chính là vô cùng vui mừng nói đạo chủ, Thuần Phi. Thuần Dương Thiên sau khi chết, hắn liền một mực đang truy xét đầu mối, cuối cùng, vẫn là phát hiện Thuần Dương Thiên chết ở Diệp Thần trong tay. Lúc ấy, Diệp Thần đã rời đi Lăng gia. Hắn liền đi theo Diệp thần đi tới cái này Long Môn Đảo. Lấy hộ tống đệ tử tham gia Long Môn Thịnh Hội làm tên, mai phục ở đám người bên trong. Vậy kim mâu cô gái, giờ phút này, cả người uy áp tách thả ra, mặt giận dữ địa đối vậy Thuần Phi quát lên, ngươi thật là to gan, mà lại ở trước mặt của ta động thủ. Phốc, Thuần Phi ở cô gái này uy áp hạ, chợt khạc ra búng máu tươi lớn, hơi thở đều có chút uể oải đi xuống, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Liền lùi mấy bước, nhưng là lập tức giải thích. Vị này thần uyên đạo hữu, xin bớt giận, tại hạ cũng không bất kỳ khiêu khích thần uyên, hoặc là đối với Long Môn Thịnh Hội bất kính địa phương, nếu là ở hạ không có nghe lầm, lúc nãy đạo hữu đã tuyên bố hội họp lớn kết thúc, không phải sao? Kim mâu cô gái, giờ phút này đang chuẩn bị hạ sát thủ, nghe vậy, không khỏi khẽ cau mày.
Ngay tại lúc này, một đạo to lớn vô biên hơi thở đột nhiên dâng lên, một tên đầu tóc bạc trắng, sau lưng giống như sóng biển giống vậy ánh sáng màu lam mãnh liệt, tản ra hoàng giả khí độ ông già đạp không tới, rơi vào Thuần Phi trước người, nhàn nhạt nhìn một cái vậy Kim Mâu cô gái nói, không sai, lão phu, vậy nghe. Kim Mâu cô gái thần sắc trầm xuống, người trước mắt bất ngờ chính là vậy Hải Hoàng đảo đảo chủ, Biển Tôn. Biển Tôn cả người thực lực sâu không lường được, cho dù cái này Kim Mâu cô gái, cũng không phải đối thủ. Giờ phút này, Biển Tôn ra mặt, không thể nghi ngờ là bởi vì Diệp Thần giết liệt Hải Long. Kim Mâu cô gái ánh mắt chớp động chốc lát, cuối cùng, hay là đem chuẩn bị nâng tay lên, để xuống. Tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt, đây thật là thay đổi nhanh chóng à. Một khắc trước, Diệp Thần hay là để cho Thần Uyên Thái Hư chịu thua thiên tài, một khắc sau, trực tiếp chết thảm. Từ thiên đường tới địa ngục, bất quá như vậy. Lăng Tử Yên nhìn một màn này, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng, nàng nhìn Thuần Phi cùng Thuần Dương Thiên có chút tương tự mặt mũi, ngay tức thì rõ ràng. Sư phụ, là bởi vì mình mà chết. Lăng Tử Yên tim tựa như bị kiếm cắt vậy, đau cực kỳ. Nàng cặp mắt đỏ bừng nhìn Thuần Phi, đau buồn vô cùng quát to, lão tặc, ta muốn giết ngươi. Vừa nói, thì phải hướng Thuần Phi nhào tới, nhưng là bị Lâu Vũ Tiêu trực tiếp đánh ngất. Cái này Thuần Phi ra tay như vậy tàn nhẫn, cũng không xem cái gì ỷ vào thân phận mình người, Lăng Tử Yên đi qua rất có thể sẽ chết. Thuần Phi nhìn Lăng Tử Yên, cười lạnh một tiếng, trong mắt mơ hồ có vẻ tham lam, hắn thân là vô cùng vui mừng nói chủ, tự nhiên nhìn ra được, Lăng Tử Yên thể chất. Thuần Phi tùy ý rút ra đâm vào Diệp Thần trường kiếm, bắt đầu tính toán, như thế nào lấy được cái này cực phẩm lò. Hết thảy, nhìn như đều đã bụi bặm lắng xuống, mọi người ở đây chuẩn bị rời đi, Thuần Phi vậy phải rời khỏi Thăng Long Đài lúc đó, một cái tay nhưng lại im hơi lặng tiếng đè ở hắn đầu vai. Thuần Phi nhướng mày một cái này Thăng Long Đài trên đều là một đám tiểu bối là ai dám chụp hắn bả vai. Hắn đang chuẩn bị quay đầu, có thể làm hắn ánh mắt quét đến mọi người dưới đài vậy vô cùng sợ hãi ánh mắt lúc đó, trong lòng không khỏi có một loại dự cảm xấu, cả người linh khí ngay tức thì trình độ cao nhất vận chuyển. Có thể vẫn là hơi chậm một chút. Giờ phút này, hắn rốt cuộc quay đầu lại, đứng ở sau lưng hắn là một tấm làm hắn vô cùng thống hận khuôn mặt này tất cả đều là máu, mà vậy trên mình chí mạng tổn thương giờ phút này đang chậm rãi khép lại. Thuần Phi con người co giúp một cái, lộ ra một bộ gặp quỷ vậy diễn cảm. Người này chính là Diệp Thần à. Nháy mắt tức thì, hắn liền phải ra tay, có thể, chỉ một quả đấm nhưng là sắp một bước xuất hiện ở trước mặt hắn hung hăng đập vào hắn trên gương mặt. Ầm một tiếng, một quyền này trực tiếp đem không kịp để phòng Thuần Phi đập bay ra ngoài. Hắn mặt cốt sụp đổ, đã là máu thịt mơ hồ một phiến, thân thể cũng ở đây đụng gãy đếm cây đại thụ che trời sau đó, rơi ở trên mặt đất. Có thể. Giờ khắc này nhưng là không có một người đi xem Thuần Phi, bọn họ ánh mắt rối rít tập trung vào vậy gia quyền trên người. Diệp Thần, cho dù bị xuyên thủng liền thân thể, đều đang không chết được. Tên này là chân chánh thân bất tử sao? Diệp Thần ánh mắt chớp động, trong lòng ngầm nói may mắn. Tình huống vừa rồi, trên thực tế vô cùng là nguy hiểm. Cũng may, vậy Long Nguyên Hóa Linh quả hiệu quả lại là còn xa ở Diệp Thần dự liệu bên trên. Cường đại dược lực ngay tức thì kích hoạt Diệp Thần sinh mệnh lực, đem cả người thương thế hoàn toàn khôi phục đồng thời, chữa khỏi trên mình vết thương chí mạng. Giờ phút này, hắn cả người tản ra một cổ dâng trào khí thế, cả người gãy lìa kinh mạch, đan điền bể tan tành đều là hoàn toàn phục hồi như cũ. Trên Long Môn đảo linh khí điên cuồng hướng Diệp Thần vọt tới, hắn hơi thở không ngừng leo lên, thời gian đảo mắt, liền khôi phục lại mình trạng thái tột cùng. Diệp Thần cả người thương thế phục hồi, lần nữa trở về đỉnh cấp. Hắn chợt nắm chặt quyền, cả người xương cốt, một hồi tí tách vang dội, mơ hồ, thực lực tựa hồ cũng có một chút tinh tiến. Phá rồi sau đó lập, cái loại này dưới trọng thương khôi phục, để cho hắn thể chất có hơi tăng lên, thánh thể huyền công và thái thượng thiên ma thể vậy mơ hồ có mới lĩnh ngộ. Giống như, đứt đoạn xương cốt, lần nữa dài tốt, sẽ cứng rắn hơn. Hắn nhìn phía xa Thuần Phi, trong mắt ý định giết người bảo tránh. Người giết người, người hằng giết liền. Thuần Phi muốn lấy tính mệnh của hắn, hơn nữa còn một bộ muốn đối với Lăng Tử Yên bất lợi hình dáng. Ha ha, vậy hắn tự nhiên không thể nào thả qua hắn. Hắn hôm nay mượn sóc lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng,
có lòng tin, nghiền ép Thuần Phi. Mặc dù, hắn tu vi không kém, nhưng, ở mình gặp một ít còn thật cảnh cường giả đỉnh phong trước, tuyệt đối coi như là tên yếu. Dẫu sao, lấy thải bổ thuật tu hành, cuối cùng căn cơ bất ổn. Huống chi, bị hắn trọng quyền nhất kích, Thuần Phi vậy bị chút tổn thương. Diệp Thần cổ tay lộn, nắm một chuôi đen nhánh trường kiếm, thân hình một cái chớp động liền muốn hướng Thuần Phi phóng tới. Đây là, Lầu Vũ Tiêu thần sắc biến đổi, kinh hô, Diệp Thần, ngươi làm gì? Ngươi trạng thái còn không được a? Diệp Thần sẽ không còn muốn cùng Thuần Phi đánh một trận chứ? Còn thật đỉnh cấp thì như thế nào? Ta hẳn đã nói với ngươi, ta còn từng giết thái chân cảnh. Diệp Thần sắc mặt lạnh lùng nói, đừng nói là hắn, coi như là một ít quá thật cường giả, xúc phạm ta, chiếu giết không lầm. Một cổ vô cùng ngoan tuyệt, hung lệ hơi thở, mãnh liệt, thời khắc này Diệp Thần tựa như chính là sát thần dáng thế vậy. Ai dám ngăn cản hắn, ai sẽ chết. Sóc lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng, ngay tức thì rót đầy toàn thân, mà sát kiếm sắc bén hơi thở cũng là tăng cường vô số lần. Vậy vô cùng vui mừng nói chủ bị như thế đập một cái cũng là mục huyễn thần mê, so một quyền này đối với hắn tổn thương lớn hơn là Diệp Thần tại sao còn sống. Tựa như, đang trả lời hắn vấn đề vậy, Diệp Thần một kiếm chém ra, một đạo kinh thiên động địa kiếm mang liền hướng Thuần Phi, nghiền ép đi. Thần Uyên Thái Hư nhìn đạo kiếm quang kia, con người run lên. Không nghĩ tới, Diệp Thần nói được đều là thật. Đây mới là thực lực chân chính của hắn à. Cũng khó trách, hắn có thể ngăn được mình một kích. Mặc dù mới vừa hắn nhận thua, nhưng, hắn tin còn không thua. Hắn cho rằng, cho dù Diệp Thần khôi phục đỉnh cấp, vậy tuyệt không có thể thắng được mình. Có thể bây giờ nhìn lại, mình sai rồi. Hắn hiện tại, lại đối với Diệp Thần, đã không có nắm chắc tất thắng. Giờ phút này, Thuần Phi đã đứng lên, hắn gương mặt hoàn toàn bể tan tành, nhìn như vô cùng xấu xí. Cũng không phải là ai cũng có Diệp Thần như vậy năng lực khôi phục. Cho dù Thuần Phi tu vi so Diệp Thần cao quá nhiều, nhưng muốn khôi phục như vậy thương thế, cũng cần nhất định thời gian. Vậy ngay tại lúc này, kiếm mang đến. Thuần Phi con người run lên, từ kiếm quang kia bên trong cảm nhận được liền mơ hồ uy hiếp, một khắc sau, một kiếm đánh ra. Vậy đâm thủng Diệp Thần thân thể kiếm mang, lần nữa phun trào, cùng Diệp Thần chém tới kiếm quang đụng vào một nơi. Âm một tiếng vang thật lớn, cường đại dư âm cuốn đi bốn phía, gió lớn bên trong, hai đạo ánh sáng mang đồng thời biến mất. Hai bên lực công kích, không phân cao thấp. Mọi người thần sắc bộc phát rung động, giờ phút này, vận dụng Sóc Lão cùng với Huyền Hàn Ngọc lực lượng, lá bài tẩy dốc hết Diệp Thần, lại là thật như vậy khủng bố. Diệp Thần khóe miệng dương lên một nụ cười, thần sắc bộc phát dữ tợn, thân hình một cái chớp động, liền xuất hiện ở Thuần Phi trước người. Trong tay hắn sát kiếm cuồng vũ, hướng Thuần Phi không ngừng đánh đi. Thuần Phi cũng là kiếm quang không ngừng, liền liền xuất kiếm, có thể ở Diệp Thần công kích dưới, nhưng là bị bắt buộc lần lượt tháo chạy, ánh mắt cũng là ngưng trọng, kinh hoàng. Mọi người thấy hai bên chiến đấu, cũng là không nhịn được, nuốt nước miếng một cái, Diệp Thần phương thức chiến đấu quá hung hãn. Hoàn toàn là một loại lấy tổn thương đổi tổn thương, thuần túy công kích, không để ý phòng thủ, lối đánh liều mạng à. Có thể, Thuần Phi nhưng cũng không dám cùng Diệp Thần đổi tổn thương. Vậy liền vết thương chí mạng cũng có thể khôi phục khủng bố sinh mệnh lực, đổi tổn thương. Bị thương, chỉ sẽ là mình đi. Chính vì nguyên nhân này, giờ phút này, Thuần Phi lại là bị Diệp Thần chặt chẽ áp chế. Thuần Phi ánh mắt âm trầm vô cùng, đột nhiên, khác thường ông minh tiếng từ Thuần Phi trường kiếm trong tay bên trên phát ra. Theo Thuần Phi xuất kiếm, không ngừng ông minh. Mà đây ông minh phải, mơ hồ nối thành một hồi dễ nghe âm nhạc. Đám người nghe cái này âm nhạc sau đó, đều có chút mục huyễn thần mê. Mơ hồ, một loại quy luật lực đã tràn ngập ở thanh âm kia bên trong, giờ phút này, không thiếu võ giả cũng rơi vào vô cùng vui ảo cảnh bên trong. Sống chết, hoàn toàn được Thuần Phi nắm trong tay. Thuần Phi ám tử vui mừng, ở hắn xem ra, Diệp Thần rơi vào ảo cảnh cũng là chuyện sớm hay muộn. Có thể, giờ phút này, Diệp Thần nhưng là sắc mặt lãnh đạm nói, đem vậy thần hồn cùng sóng công kích ngầm ở kiếm chiêu bên trong, mỗi lần xuất kiếm kiếm khí cũng phát ra bất đồng ông minh, để cho người bất chi bất giác rơi vào ảo cảnh, đổ lại ý tưởng tốt, đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Thuần Phi thi triển, chính là ngày đó Thuần Dương Thiên sử dụng qua vô cùng vui mừng nói tuyệt kỹ,
cực nhạc huyễn sát thiên âm diệt. Nhưng, thuần phi cảnh giới, hiển nhiên so với thuần dương thiên cao mấy tầng. Đem cái này bí kỹ uy lực hơn nữa hoàn mỹ triển hiện ra. Đáng tiếc, lấy Diệp Thần thần hồn mạnh, loại công kích này, đối với hắn cơ hồ hoàn toàn không hiệu quả. Lần này, thuần phi trong mắt vẻ sợ hãi bộc phát đậm đà. Ngay cả trong tay kiếm chiêu cũng mơ hồ rối loạn lên. Diệp Thần trong mắt tinh mang chớp mắt, thừa dịp thuần phi tâm thần không yên lúc đó, khẽ quát một tiếng nói, phá cho ta. Hồn thể đổi thành thi triển, phệ hồn thông trời, hung hăng kích động. Mãnh liệt thần hồn đánh vào, ngay tức thì đem thuần phi thần thông kích phá. Thuần phi phát ra một tiếng hét thảm, thất khiếu bên trong máu tươi cuồng trào, cực nhạc huyễn sát thiên âm diệt mặc dù mạnh mẽ và quỷ dị, có thể cũng không phải hoàn toàn không có khuyết điểm. Trong đó một cái chính là bị phá rõ ràng sau đó, thần hồn sẽ phải chịu cắn trả. Thuần phi thần hồn mạnh mẽ, cũng không vì là cắn trả mà bị trọng thương, có thể, hắn trong mắt nhưng là hiện lên vô cùng vẻ bối rối. Cái này thần hồn chấn động dưới, chiêu thức của hắn đã hoàn toàn rối loạn à. Trước mắt chuôi này không ngừng sôi trào, giống như hắc long nhất vậy đen nhánh trường kiếm, ngay chớp mắt chính là đột phá hắn phòng ngự, một kiếm chém vào thuần phi đầu vai. Đếm đạo phòng ngự pháp khí ánh sáng sáng lên, ầm một tiếng vang thật lớn, vang khắp thiên địa. Pháp khí ánh sáng thật nhanh bể tan tành, một kiếm này huyết quang chợt tránh, một kiếm này lại là hung hãn đem thuần phi một cánh tay chặt đứt xuống. Thuần phi bể tan tành gương mặt, hơn nữa vặn vẹo, hắn kêu đau một tiếng, gào thét nói, vô cùng vui huyết độn pháp. Vậy bị Diệp Thần chém xuống cánh tay ngay tức thì nổ lên, hóa là một đoàn xương máu, đem thuần phi bọc. Rồi sau đó lấy tốc độ cực nhanh, hướng Long Môn đảo bên bờ biển bắn ra. Thuần Phi cũng coi là bá chủ một phương, giờ phút này, nhưng là bị Diệp Thần giết trực tiếp chạy thục mạng. Trạng thái tột cùng Diệp Thần, khủng bố như vậy. Không chỉ có đám người vô cùng rung động, thần Uyên Thái Hư cũng là thần sắc đại động, trong mắt chiến ý hừng hực. Diệp Thần ánh mắt phong tỏa vậy chạy trốn Thuần Phi, sát kiếm bên trên nổi lên thấu xương băng hàn kiếm quang. Trên Long Môn đảo võ giả thấy vậy, nhưng là không khỏi lắc đầu, Diệp Thần một kiếm này rất mạnh, có thể, lại tựa hồ như không cách nào đuổi kịp thuần phi. Máu kia chui phương pháp, tốc độ cực nhanh. Liền tại tất cả người, cũng lấy là thuần phi thì phải chạy thoát thân lúc đó, một đạo đỏ thấm xiềng xích nhưng là bỗng nhiên ở thuần phi trên mình hiện lên. Thiên yêu thần tác. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cùng hắn giao chiến, muốn chạy trốn. Không thể nào. Cùng lúc đó, trong tay kiếm mang cũng là ngay tức thì bão tố ra. Đem đồ án kia xương máu hoàn toàn chìm ngập. Vô cùng là tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trên Long Môn đảo vang vọng. Nhưng, rất nhanh, cái này kêu thảm thiết liền ngưng. Xương máu bên trong thuần phi bị Diệp Thần một kiếm hoàn toàn chém chết, thần hồn cũng là bị nghiền thành hư không. Vô cùng vui mừng nói đạo chủ, lúc này chết. Chết ở một tên hơn 20 tuổi càn khôn cảnh thanh niên trong tay. Vậy biển tôn thấy vậy, thần sắc hoàn toàn khó coi. Diệp Thần chậm rãi quay đầu, nhìn về phía biển tôn, lộ ra một nụ cười nói, có phải hay không rất muốn ta chết? Để cho ngươi thất vọng. Vừa nói, hắn sắc mặt đột nhiên vô cùng âm lệ nói, ngươi nếu như muốn trả thù ta, tốt nhất hiện tại liền giết ta, nếu không, ta Diệp Thần thề, chỉ cần ta không chết, tất diệt hải hoàng đảo. Biển tôn, ở bên trong biển cũng là cường giả đỉnh phong một trong à, mà hiện tại, nhưng là bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên uy hiếp. Hơn nữa, cái này uy hiếp, biển tôn thật vẫn không thể hoàn toàn không thấy. Diệp Thần tiềm lực quá đáng sợ, cho hắn thời gian, biển tôn cũng không cách nào lường được, hắn tương lai sẽ đạt tới tầng thứ gì. Hắn nhìn Diệp Thần, trong mắt ý định giết người phun trào, tựa hồ thật muốn ở chỗ này không để ý hết thảy xóa bỏ Diệp Thần. Bốn ẩn thế lực quá thật các cường giả đều là khẽ cau mày, có chút khó chịu. Cái này biển tôn quá phận. Diệp Thần dẫu sao là Long Môn Thịnh Hội con rồng, mặc dù Long Môn Thịnh Hội đã kết thúc, Diệp Thần ân oán cùng bọn họ không liên quan, có thể hiện tại bọn họ còn không có rời đi Long Môn đảo, biển tôn liền phải ngay mặt của bọn họ giết con rồng. Đây là không cầm bốn ẩn thế lực uy nghiêm làm chuyện xảy ra liền sao? Có thể, muốn ngăn cản biển tôn nhưng cũng không một chuyện dễ dàng chuyện. Biển tôn cũng không phải là vậy thái chân cảnh. Cho dù bọn họ bốn người liên thủ, cũng không phải biển tôn đối thủ. Đây là, một bóng người nhưng là chắn biển tôn trước mặt, nhàn nhạt cũng, biển tiền bối,
ngươi không thể đối với hắn ra tay. Người này, bất ngờ là Thần Uyên Thái Hư. Thần Uyên Thái Hư lại là Diệp Thần nói chuyện. Diệp Thần cười nhạt, và hắn dự liệu như nhau. Hắn sở dĩ dám khiêu khích Biển Tôn, chính là bởi vì, đối với Thần Uyên Thái Hư tính cách vô cùng rõ ràng. Thần Uyên Thái Hư, hôm nay đã đem hắn làm đối thủ chứ? Đã như vậy, tự nhiên sẽ không để cho Diệp Thần dễ dàng như vậy chết ở trong tay người khác. Cùng rời Long Môn Đảo sẽ bị một tên chí cường nhớ, ngược lại không như thừa dịp hiện tại kéo Thần Uyên Thái Hư thay hắn gánh nồi. Biển Tôn cau mày nói, à, vì sao? Thần Uyên Thái Hư thần sắc lãnh đạm, thần sắc không phập phồng chút nào nói, bởi vì, ta bảo. Hắn tựa như nói một kiện bình thường chuyện nhỏ. Có thể, Biển Tôn nhưng là sắc mặt biến đổi. Có thể ở trước mặt hắn người bảo lãnh tiểu bối, chỉ sợ cũng liền Thần Uyên Thái Hư. Hắn hết lần này tới lần khác vậy thì không cách nào coi thường. Dẫu sao, Thần Uyên Thái Hư thân phận rất đặc thù, hắn chính là Thần Uyên Thánh Tử. Trình độ nào đó đại biểu Thần Uyên à. Gặp Thần Uyên Thái Hư mở miệng, vậy bốn tên thái chân cảnh cường giả, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là đứng ở Thần Uyên Thái Hư sau lưng nói, mời Hải đảo chủ, bớt giận. Biển Tôn sắc mặt bộc phát khó coi, một lát sau, hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp mắt, liền từ nơi này rời đi. Đây là, Lăng Tử Yên vậy tỉnh lại, nàng nhìn đi tới Diệp Thần, hơi sững sờ, ngay sau đó cố nén nước mắt nhào tới Diệp Thần trong ngực nói, sư phụ. Diệp Thần sờ một cái nàng đầu nhỏ, cười nói, Tử Yên, vi sư có thể không có dễ dàng như vậy chết. Lăng Tử Yên nặng nề gật đầu một cái. Đây là, Diệp Thần ngẩng đầu lên, hướng Lâu Vũ Tiêu nhìn nói, cảm ơn. Nếu không phải Lâu Vũ Tiêu, Lăng Tử Yên hiện tại có thể đã trọng thương, thậm chí còn bỏ mình. Lâu Vũ Tiêu khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói, chiếu cố Tử Yên, vốn chính là ta trách nhiệm. Nàng hiện tại có chút ngại quá cùng Diệp Thần nói chuyện. Dẫu sao, Diệp Thần thực lực như vậy nghịch thiên, nàng ban đầu, đối với Diệp Thần nhưng là loại thái độ đó. Hiện tại, có thể nói bị hung hăng đánh mặt. Ngay tại lúc này, Thần Uyên Thái Hư đột nhiên hướng Diệp Thần, đi tới. Diệp Thần nhìn hắn, nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nếu như muốn chiến mà nói, hiện tại cũng không phải là một cái thời cơ tốt. Sóc lão cùng Huyền Hàn Ngọc lực lượng đã thối lui, hắn cũng cảm nhận được một hồi yếu ớt. Hơn nữa, thương thế hắn mới vừa khôi phục, còn cần củng cố, miễn được lưu lại cái gì hậu di chứng. Có thể, ra Diệp Thần dữ liệu phải, Thần Uyên Thái Hư nhưng là lắc đầu nói, ngươi lấy là, ta vì ngươi nói chuyện chính là bởi vì đối với ngươi chiến ý sao. Mặc dù, ta đúng là muốn cùng ngươi đánh một trận, nhưng, có thể không có gì hứng thú cho người làm đầu thương. À, Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn Thần Uyên Thái Hư nói, vậy, là tại sao? Thần Uyên Thái Hư nhàn nhạt nói, Thần Uyên chi chủ, mời ngươi đi Thần Uyên thả một lát. Diệp Thần thần sắc động một cái, khẽ cau mày. Nhưng, vẫn gật đầu một cái nói, được. Hắn biết, đối mặt cái này cùng tồn tại, mình căn bản không có cự tuyệt quyền lực. Hơn nữa, dầu gì cái này Thần Uyên chi chủ vậy coi là giúp hắn một chuyện. Lúc này, Diệp Thần nhìn về phía Lăng Tử Yên nói, Tử Yên, phi sư phải đi gặp một người, không thể mang ngươi cùng đi. Ngươi tạm thời, theo Lầu Tỷ Tỷ trở lại Lâm Thiên Tông, vi sư xong xuôi sự việc, liền sẽ đi xem ngươi. Cái này Thần Uyên chi chủ gặp hắn không biết là dụng ý gì, hay là đem Lăng Tử Yên tạm thời ở lại Lâm Thiên Tông cho thỏa đáng. Lăng Tử Yên có chút không thôi nhìn Diệp Thần, nhưng là hiểu chuyện gật đầu một cái, hướng Lâu Vũ Tiêu đi tới. Nàng cũng không muốn trở thành sư phó phiền toái. Diệp Thần nhìn về phía Lâu Vũ Tiêu nói, Lâu cô nương, nhờ ngươi. Lâu Vũ Tiêu nói, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Tử Yên. Diệp Thần nhìn về phía Thần Uyên Thái Hư nói, đi thôi. Lúc này, Diệp Thần liền đi theo Thần Uyên Thái Hư cùng Vậy Kim Mâu cô gái hướng Long Môn Đảo bờ biển đi tới. Vậy Kim Mâu cô gái nói, ta tên là Giang Hân, đi Thần Uyên trên đường, người phải tạm thời bị ta quản lý. Rất nhanh, ba người liền leo lên một chiếc đen trắng xen nhau thuyền lớn, đây chính là Thần Uyên hàng thuyền. Diệp Thần có chút hiếu kỳ đánh giá chiếc thuyền lớn này, ngay tại lúc này, đúng chiếc thuyền lớn một cái chớp động, liền xuất hiện ở đường chân trời cuối. Tốc độ này, so với tàu Hoàng Kim Phi Sư Cỏ nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần. Diệp Thần nhìn trước mắt một màn, có chút ngạc nhiên nói, nơi này chính là Thần Uyên vào miệng. Chỉ gặp,
thuyền lớn trước xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn. Một cái tựa như có thể đem hết thảy cuốn vào trong đó vòng xoáy. Một khắc sau, thuyền lớn chính là lái vào vòng xoáy bên trong, một hồi trời đất quay cuồng sau đó, làm Diệp Thần lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, đã tới một nơi xa lạ chi địa. Hắn ngẩng đầu hướng phía trên nhìn, chỉ gặp xuất hiện trước mắt hắn là một phiến thâm trầm hắc ám. Diệp Thần ánh mắt nhỏ tránh, chẳng lẽ, nơi này, chính là Vậy Thần Nguyên? Bọn họ, đã tới vậy đáy biển dưới vực sâu. Đây là, Thần Nguyên Thái Hư cùng Giang Hân, đi tới, Thần Nguyên Thái Hư nói, theo ta tới. Bọn họ ở địa phương đó, tựa hồ là một tòa thành lập ở Thần Nguyên phần đáy cung điện, thân ở đáy biển chỗ sâu, nơi này trọng lực vượt xa trên mặt đất gấp mấy lần, nhưng, Diệp Thần ở cung điện này bên trong nhưng là không chút nào lộ ra khó chịu vẻ. Điểm này trọng lực đối với hắn mà nói, không coi vào đâu. Ở Thần Uyên Thái Hư dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần rất nhanh đi tới một tòa trước đại điện. Thần Uyên Thái Hư nói, vào đi thôi, Thần Uyên chi chủ, liền ở trong đó. Diệp Thần ánh mắt chớp động, thân hình chớp mắt, liền bước vào vậy trong đại điện. Rất nhanh, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Một đạo, nhìn như có chút gầy đét, thân ảnh già nua. Có thể. Diệp Thần thấy thân ảnh này ngay tức thì, cả người nhưng là chấn động mạnh một cái. Hắn hơi dài miệng, không tưởng tượng nổi nhìn vậy đưa lưng về mình ông già. Giờ phút này, hắn lại thì không cách nào nhìn thấu cái này ông lão tu vi. Hắn đã gặp nhân trung, sợ rằng chỉ có Nhâm Tiền Bối và Vạn Khư những cái kia tồn tại có loại cảm giác này. Tựa như, hắn tu vi đã vượt qua quá thật vậy. Cái này Thần Uyên, quả thật, là một cái sâu không lường được địa phương. Ông cụ này trước người, là một khối to lớn tinh thạch màn ảnh bên trên phân chia ra liền vô số khu vực, mỗi cái khu vực bên trong, cũng hiện lên một bức họa mặt. Diệp Thần đi tới vậy sau lưng lão giả, thì lễ một cái nói, vãn bối Diệp Thần, gặp qua tiền bối. Vậy Thần Uyên chi chủ chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Diệp Thần, mỉm cười nói, Diệp Thần. Chúng ta cuối cùng gặp mặt. Cái này Thần Uyên chi chủ, tuy là một đầu tóc bạc. Xem hình bóng tựa hồ khá là già nua, nhưng, mặt mũi lại cũng không như vậy, ngược lại tóc bạc mặt hồng hào, có loại trẻ tuổi cảm giác. Diệp Thần hỏi, không biết tiền bối tới tìm ta, không biết có chuyện gì. Thần Uyên chi chủ nhìn vậy sau lưng tinh thạch màn ảnh một cái nói, ngươi tiến vào cái này Táng Thiên Hải, vì chính là tìm Chu Uyên cùng Cố Tuyển chứ. Diệp Thần nghe vậy, thần sắc biến đổi, hô hấp có chút dồn dập nói, tiền bối biết bọn họ tung tích. Vậy Thần Uyên chi chủ khẽ mỉm cười nói, tự nhiên biết, bọn họ ở nơi này Thần Uyên bên trong. Diệp Thần nghe vậy sửng sốt một chút, đột nhiên, hắn ngẩng đầu một cái hướng vậy mà to lớn tinh thạch màn ảnh nhìn. Rất nhanh, hắn chính là ánh mắt chớp mắt, ở màn ảnh bên trong tìm được hai đạo quen thuộc bóng người. Nhìn cái này hai đạo thân ảnh, cho dù lấy Diệp Thần tâm tính đều có chút kích động. Hình ảnh bên trong, chính là Chu Uyên cùng Cố Tuyền. Hai người. Giờ phút này tựa hồ đang tu luyện, thân thể nhìn như đều là hoàn hảo không tổn hao gì. Diệp Thần thu hồi ánh mắt quang, nhìn về phía Thần Uyên chi chủ, cau mày nói, tiền bối, là ngươi cứu bọn họ. Thần Uyên chi chủ gật đầu nói, những thứ này có thiên phú người tuổi trẻ, lại chết như vậy, có chút quá đáng tiếc. Diệp Thần nghe vậy, chân mày nếp nhăn càng chặt hơn một phần nói, tiền bối, ngươi kết quả có mục đích gì? Hắn có thể chưa thấy được. Thần Uyên chi chủ cứu Chu Uyên cùng Cố Tuyền, đơn thuần là bởi vì cho thỏa đáng tim. Thần Uyên chi chủ nghe vậy, ngưng mắt nhìn Diệp Thần nói, ta cứu Chu Uyên cùng Cố Tuyền nguyên nhân, chính là ngươi. Ta, Diệp Thần có chút không hiểu. Thần Uyên chi chủ nói, Diệp Thần, trên thực tế từ ngươi ban đầu tiến vào vực ngoại, chúng ta liền bắt đầu chú ý ngươi, ngươi cùng nhau đi tới, sáng tạo vô số kỳ tích, trưởng thành cho tới bây giờ bước, lão phu cũng để ở trong mắt. Diệp Thần ánh mắt chớp động nói, tiền bối, vì sao như vậy chú ý tại hạ? Ta chút thực lực này, ở phía trước thế hệ trong mắt cũng không coi vào đâu chứ. Thần Uyên chi chủ nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Diệp Thần, chúng ta Thần Uyên xem trọng cũng không phải là ngươi thực lực, mà là tiềm lực của ngươi. Vực ngoại trên, mỗi một cái tiềm lực hơn người võ giả, cũng sẽ phải chịu chúng ta chú ý, nguyên nhân, rất đơn giản. Thần Uyên tồn tại một trong những mục đích, chính là đào tạo cùng với phụ trợ những thiên tài này. Hắn ngưng mắt nhìn Diệp Thần, ánh mắt đột nhiên sáng lên nói, Diệp Thần, ngươi có biết cái này Thần Uyên lai lịch,
Diệp Thần nói, nguyện nghe nói rõ. Thần Uyên Chi Chủ nói, thời đại thượng cổ, vực ngoại từng gặp qua một lần quan hệ đến vạn khư siêu cường đại kiếp, toàn bộ vực ngoại bên trên, vô số sinh linh đều bị liền hủy diệt đả kích. Thậm chí, vô số chủng tộc, một lần kế cận diệt tuyệt. Trong đó, thì có nhân tộc. Còn sót lại loài người tập trung lúc ấy tư chất ưu tú nhất một nhóm đứa bé, đem bọn họ đưa vào táng thiên hải chỗ sâu, né tránh kiếp nạn. Lúc ban đầu Thần Uyên, liền ra đời. Thần Uyên tập trung trước vô số võ đạo tài nguyên, những thứ này đứa bé liền ở nơi này Thần Uyên bên trong chuyên tâm tu luyện, tích góp thực lực, vì chính là hoàn toàn trợ giúp nhân tộc, vượt qua cái này trường kiếp nạn. Thần Uyên Chi Chủ, nhẹ thở dài một cái nói, bọn họ thành công, những thứ này tuyệt thế yêu nghiệt, cuối cùng kết thúc cái này một trường kiếp nạn, đồng thời, Thần Uyên vậy giữ lại, vì phòng ngừa kiếp nạn lần nữa hạ xuống, rất dài trong một thời gian ngắn, nhân tộc cũng sẽ đem trong tộc ưu tú nhất con em, đưa vào Thần Uyên, tiến hành đào tạo, trở thành một cái truyền thống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 265.